Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 1037, Thái Cổ Thập Hiền, 1. Đồ tôn có thể có hôm nay, toàn là dựa vào sư tổ ban cho. Sở thế nhân cố nén kinh hỉ nói, hàng tuyệt trước kia từng nói với hắn như vậy, hắn không cảm động quá lâu, sau khi bình tĩnh lại thì cảm thấy hàng tuyệt là đang dỗ dành hắn. Hiện giờ xem ra, tất cả đều nằm trong đoán trước của hàng tuyệt. Hắn có nghe nói, Đại đạo thánh nhân có thể nhìn thấu tương lai và mệnh số của người khác. Hàn Tuyệt hỏi: Nói một chút đi, Phật giới phát triển thế nào, tuy ta có thể nhìn thấy, nhưng từ miệng ngươi nói ra, chắc hẳn là xuất sắc hơn. Sở Thế Nhân gật đầu, sau đó cảm nhận được một cổ lực lượng không thể kháng cự nâng hắn lên, hắn bắt đầu kể ra kinh lịch sáng lập Phật giới của mình. Nói chừng mấy canh giờ. Phật giới phát triển không tồi, không phải là thiên địa độc lập đơn thuần mà giống như là tông môn, thành lập liên hệ với rất nhiều thiên địa, đệ tử Phật giới đều là người tu hành trôi dạt trong hỗn độn, sau khi tu tập Phật Pháp, bắt đầu dạo chơi hỗn độn, phổ độ sinh linh cực khổ. Sở Thế Nhân nói rất kiêu ngạo, hắn cảm thấy Phật giới của mình còn giống Phật hơn cả Phật môn của thiên đạo. Phật chân chính nên vì phổ độ chúng sinh mà tu luyện, chứ không phải để tranh quyền đoạt lợi. Hàng Tuyệt cười nói, rất không tồi, ngươi có thể không quên sơ tâm, ta rất hài lòng, có điều hỗn độn chung quy vẫn là hỗn độn, có đôi khi đừng quá tín nhiệm người khác, nếu gặp phải phiền phức, nhớ liên hệ với ẩn môn, mặc dù ngươi tự nghĩ ra Phật giới, nhưng ngươi sẽ không thoát ly ẩn môn chứ. Sở thế nhân vô cùng hoảng sợ, nói. Đồ tôn trọn đời là đệ tử ẩn môn. Hàng tuyệt cười gật đầu, sau đó bắt đầu giảng đạo trong mộng. Vừa hay sở thế nhân đang bế quan, không cần lập tức kết thúc mộng cảnh. Mười năm sau. Hàng Tuyệt mở mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy Sở Thế Nhân thực sự có thể là tư chất tốt nhất. Hắn phát hiện sau khi Sở Thế Nhân nghiêm túc nghe đạo, lý giải đối với Cực Nguyên Đại Đạo rất sâu, nếu Cực Nguyên Đại Đạo có một con đường tu hành, Sở Thế Nhân đã đi trước rất nhiều đệ tử, trong đó người tu vi vượt qua hắn, tỉ như Chu Phàm, lý giải đối với Cực Nguyên Đại Đạo cũng không bằng Sở Thế Nhân. Mấu chốt nhất là Sở Thế Nhân có một tấm lòng thiện đại đa số đệ tử của hàng tuyệt là vì có thể trở nên mạnh hơn mà tu luyện, đệ tử lòng mang khát vọng lớn lại cực ít, ngay cả hàng tuyệt cũng không có. Hàng tuyệt cười cười, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đang muốn tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, dương mắt nhìn về phía hỗn độn thiên lộ ở thiên ngoại. Đại đạo thánh nhân Ngoài thiên đạo, trên hỗn độn thiên lộ, một đạo thân ảnh bồng bềnh trong bóng tối, cuối nhìn hỗn độn thiên lộ người này mặc đạo bào màu xanh, tay cầm một cây phất trần, râu dài phất phới, tiên phong đạo cốt. Các hạ đến thiên đạo ta là muốn làm gì? thanh âm của hàng tuyệt bỗng nhiên lọt vào trong tai hắn. tuy vị đại đạo thánh nhân này đứng trên hỗn độn thiên lộ, nhưng khí tức hư vô, thân hình bị ngăn cách, các thánh của thiên đạo không nhận thấy sự tồn tại của hắn. kín đáo như vậy, sợ rằng không có hảo ý. hàng tuyệt đã kiểm tra được tin tức của hắn thanh phong động nhân đại đạo hỗn nguyên cảnh sơ kỳ sinh linh tiên thiên môn đồ đạo tổ vô lượng đại đế thanh phong động nhân tên cổ quái quá thanh phong động nhân cười cười trả lời ta chỉ là một đạo nhân phiêu bạt trong hỗn độn mà thôi nay về chốn cũ chính là muốn xem chốn cũ phát triển thế nào đạo hữu chắc chính là thần uy thiên thánh của thiên đạo không tồi thiên đạo ở trong tay đạo hữu phát triển rất khá cũng được coi là thịnh thế chưa từng có Hàng Tuyệt hỏi: Sau khi ngươi xem xong thì sao? Một đại đạo thánh nhân đối với thiên đạo mà nói, rất có tính nguy hiểm, Hàng Tuyệt không thể không phòng bị. Nếu thằng ôm này dám sinh ra cừu hận đối với hắn, không cần nói nhiều, miễu sát luôn. Tất nhiên là rời đi, lòng cảnh giác của đạo hữu nặng quá, có lẽ đây chính là nguyên nhân thiên đạo có thể phát triển đến nay. Thanh Phong động nhân cảm khái nói, dáng điệu cao nhân đắc đạo bày ra rất đủ. Tuy hắn luôn miệng gọi đạo hữu, nhưng hàng tuyệt lại cảm thấy hắn giống như đang nói chuyện với hậu bối. Về tuổi tác thì hàng tuyệt đúng là hậu bối. Nhưng trên tu vi thì không phải. Trong hỗn độn, đều dùng tu vi để luận bối phận. Thanh phong động nhân đột nhiên hỏi. Đạo hữu thấy đạo tổ thế nào? Hàng tuyệt trả lời. Đạo tổ có công đức vô lượng đối với thiên đạo, chính là tổ sư của người tu hành thiên đạo, ta tất nhiên cực kỳ kính trọng. Thanh phong động nhân sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là một sao. Hàng tuyệt hiếp mắt lại. Có ý gì? Ngươi không phải môn đồ của đạo tổ ư. Ngươi muốn khi sư diệt tổ à? Trong nháy mắt hàng tuyệt nhìn thấy cừu hận hiện lên, thiếu chút nữa thì xuất thủ, may mà là độ cừu hận một sao, nếu không cho cốt của thanh phong động nhân đã trải trên hỗn độn thiên lộ rồi. Xem ra chí nguyện to lớn của đạo tổ đã được đạt thành rồi. Thanh phong động nhân cảm khái một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nhìn theo hắn đi xa, hàng tuyệt vẫn nhịn xuống. Độ cừu hận một sao chỉ là khó chịu, không đáng để nguyền rủa hoặc là trực tiếp tru sát. Hàng tuyệt không muốn dưỡng thành tính tình hiếu sát. Đợi sau khi khí tức của thanh phong động nhân triệt để biến mất, hàng tuyệt nhíu mày. Thằng ông này thật sự chỉ trở về nhìn một cái thôi à. Vậy vì sao không nhìn thiên đạo mà lại nhìn chầm chầm hỗn độn thiên lộ? nhìn thế nào cũng giống như đang nghiên cứu địa hình. Mấu chốt là thằng ôm này ngay cả đạo hiệu cũng không dám để lại, sợ bị nguyền rủa à. Hàng tuyệt không thể không sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết vì sao thanh phong động nhân lại đến thiên đạo. Cần khấu trừ 1.600 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hàng tuyệt sau đó liền tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, xuất hiện trong một mảng thiên địa tâm tối, bốn phương tám hướng đất hoang kéo dài, chỉ có thể nhìn thấy cỏ dại rất thấp, cùng với hỏa diễm các màu bồng bềnh trong không trung, không thấy bóng dáng của hoạt linh. Ánh mắt hắn dừng ở trên một khối bia đá. Bia đá này cao tới trăm trượng, ngoài mặt phủ kín khe nước, ở trong thiên địa thương mang rất không bắt mắt. Hàng tuyệt chú ý thấy trên bia đá có chữ viết, nhưng hắn không nhìn rõ. Kỳ quái! Còn có thứ mà đại đạo thánh nhân không nhìn rõ à? chắc hẳn trên bia đá có cấm chế đặc thù. Lúc này, từng đạo thân ảnh xuất hiện trước bia đá, tổng cộng có 9 đạo thân ảnh, toàn là đạo nhân, trong đó có một vị chính là Thanh Phong Động Nhân. Cầm đầu là một đạo nhân thân hình cao lớn, bên hông đeo ngọc trượng, chiếc xạ huỳnh quang. Đạo nhân cao lớn mở miệng nói. Ngài triệu tập chúng ta là có chuyện gì? Trong bia đá truyền ra một đạo thanh âm thương mang. Thiên đạo thay đổi, mệnh số không thể phỏng đoán ta cần các ngươi điều tra là vì sao lại thay đổi chính vị đạo nhân ngơ ngác nhìn nhau một vị đạo nhân trong đó không nhận được nói chỉ là điều tra có đáng để chúng ta đều phải đi hết không đạo nhân khác không khỏi gật đầu thiên đạo khá xa bọn họ còn phải tu luyện đi đi tốt nhất hãy nghĩ biện pháp lẻn vào trong thiên đạo việc này có thể liên quan tới đại đạo lượng kiếp vị hồng mông ma thần thần bí kia ngày sau rất có thể sẽ sinh ra trong thiên đạo, nếu đúng là vậy, các ngươi cũng tiện theo dõi. Thanh âm thương mang càng nói càng biến thành mỏng manh. Đạo nhân cao lớn nhíu mày, đạo nhân khác vừa nghe thấy là đại đạo lượng kiếp, sắc mặt đều trở nên vi diệu. Ảo tượng diễn hóa vỡ vụn. Hàng tuyệt mở mắt, quả nhiên là lai giả bất thiện. Hắn hỏi thầm. Chính vị đại đạo thánh nhân này đã lẻn vào thiên đạo chưa? cái đại đạo thánh nhân có là thủ đoạn, không nhất định cần tự mình lẻn vào. Cần khấu trừ hai 000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Tạm thời chưa? Hàng tuyệt lại hỏi. Thanh âm trong bia đá vừa rồi là của ai? Cần khấu trừ năm 000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Sơ thủy thần linh, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ, đại đạo thần linh đầu tiên của hỗn độn, từng đánh với đạo tổ một trận, thân chịu trọng thương, bị phong ấn trong cổ hoang. Bị trọng thương, vẫn có tu vi đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ. Đạo tổ mạnh thật. Hàng tuyệt đột nhiên nghĩ đến hệ thống có thể diễn hóa đạo tổ hay không? Ta muốn biết đạo tổ ở đâu? Nhân quả của đối phương quá tản mát, không thể diễn hóa chính xác. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ đạo tổ thân hóa vạn vật, vạn vật trải rộng hỗn độn? Hàng tuyệt nhíu mày, đối với đạo tổ, hắn một mực lòng mang kiên kỵ. Đạo tổ dường như luôn có thể tránh được sự truy tung của hệ thống. Mấu chốt là vì sao đạo tổ lại biến mất, rốt cuộc là đang tránh né ai. Không thể là trốn hồng mông ma thần hắn chứ. Nếu đạo tổ vẫn còn, còn muốn giết hồng mông ma thần, hàng tuyệt sớm đã chết trăm ngàn lần rồi. Hàng tuyệt thủy chung cho rằng đạo tổ khâm định hắn là biến số, tất nhiên nhìn ra chỗ bất phàm của hắn, rất có thể là vì hệ thống lúc ban đầu hàng tuyệt không có chỗ nào đặc thù xuyên việt giả lúc trước hàng tuyệt khi quan trắc chư thiên vạn giới thường xuyên nhìn thấy xuyên việt giả hồn xuyên thiên địa khác cái gọi là xuyên việt giả chỉ là hồn phách may mắn tránh được trật tự luân hồi bị cuốn vào trong thiên địa không biết kể ra rất nhiều hạng người đại năng đều thích xuyên việt hàng tuyệt không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ nữa tiếp tục tu luyện đi cho dù chính vị đại đạo thánh nhân lẻn vào thiên đạo, hắn cũng có biện pháp diệt trừ. Nếu thực sự không được, chỉ có thể để hắc ám cấm chủ xuất thế. Tam thập tam trọng thiên ngoại. Trong càng khôn điện. Huyền đô thánh tôn, thiên tuyệt giáo chủ, cầu Tây Lai, Phương Lương, trượng cô tinh tụ tập ở đây. Huyền đô thánh tôn nhìn quét tứ thánh, mở miệng nói. Hôm nay triệu kiến bốn vị đạo hữu, cần dặn dò chư vị một nhiệm vụ. Thiên tuyệt giáo chủ đáp. Cứ nói. Huyền Đô Thánh Tôn nói. Gần đây trong hỗn độn có lời đồng hồng mông ma thần phát động đại đạo lượng kiếp sẽ sinh ra ở cho thiên đạo. Việc này chỉ sợ chính là âm mưu, Phật môn, thiên đạo giáo, thần cung, tiệt giáo đều là giáo phái tập hợp thiên kiêu thiên đạo. Ta cũng thông tri cho Lý Huyền Áo rồi, chư vị rải một ngôn luận, tốt nhất đẩy việc này tới trong hỗn độn. Ngôn luận này là, thiên đạo sẽ sinh ra 10 vị thiên chi kiêu tử có thể chống lại hồng mông ma thần, chính là thái cổ thập hiền được đạo tổ khâm định. Tứ thánh ngẩn người. Phương Lương trợn tròn mắt hỏi. Thật à? Hắn đã hồn xuyên thái cổ nhiều lần, sao chưa nghe nói tới thái cổ thập hiền? Sau khi Phương Lương hỏi, thiên tuyệt giáo chủ, cầu Tây Lai, trượng Cô Tinh cũng nhìn chầm chầm huyền đô thánh tôn, đều có chút hưng phấn. Đại đạo lượng kiếp, đó chính là bóng ma bao phủ toàn bộ hỗn độn tất cả người tu hành đều biết nó sẽ tới nhưng không biết khi nào thì nó tới không biết nó là dùng loại tình thế nào để tới nếu thiên đạo có hy vọng có thể loại bỏ đại đạo lượng kiếp sau khi lượng kiếp kết thúc thiên đạo chẳng phải là sẽ thành trung tâm của toàn bộ hỗn độn à huyền đô thánh tôn mặt không biểu tình nói tất nhiên là giả nhưng giả cũng có thể trở thành thật ta chỉ không hy vọng có người đặt hồng môn ma thần lên thiên đạo khiến cho thiên đạo bị vây công. Chúng ta không thể mọi chuyện đều dựa vào hàng đạo hữu, trừ thực lực ra, vẫn có rất nhiều biện pháp có thể hóa giải kiếp nạn." Tứ Thánh trầm mặc. Phương Lương mắng thầm, "Ta biết mà. Thái cổ thập hiền gì chứ, nghe cứ như thật." Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, "Truyền thuyết về thái cổ thập hiền, hiện tại ta sẽ nhất nhất nói với chư vị, chư vị nhớ kỹ." Biểu cảm của Tứ Thánh trở nên cổ quái ngươi ngay cả truyền thuyết cũng biên soạn sẵn rồi à. Huyền Đô Thánh Công giống như không nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, thản nhiên nói ra. Không đến 5.000 năm về sau, truyền thuyết về thái cổ thập hiền liền thịnh truyền ở trong thiên đạo, lại từ hỗn độn thiên lộ truyền bá tới hỗn độn. Truyền thuyết thái cổ thập hiền chính là 10 vị đại năng có đạo tổ ở bên trong, cùng hàng phục la hầu do ma thần thái cổ chuyển thế, sau đó thì biến mất, ở trước đại đạo lượng kiếp, bọn họ sẽ chuyển thế, trùng tu đại đạo, bọn họ chính là cứu thế chủ tru sắc hồng mông ma thần. Truyền thuyết này khiến vô số thiên kiêu nghe mà hưng phấn. Các thiên kiêu đều tự cho mình là siêu phàm, truyền nguyên thiên tư của mình, đều sẽ sinh ra ảo tưởng. Liệu có phải mình chính là đại năng chuyển thế không? Trong thiên đạo đã hình thành thanh thế tìm kiếm thái của thập hiền, nhưng muốn lan truyền đến các góc của hỗn độn thì vẫn cần thời gian dài. Hơn một vạn năm sau, hàng tuyệt vẫn đang tu luyện kiểm tra được ngươi đã tròn 80 vạn tuổi, ngươi có những lựa chọn sau đây. Một, lập tức xuất quan, dương danh hồng mông ma thần, giấy lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một lần thăng cấp đạo tràng thăng cấp. Hai, âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. 80 vạn tuổi. Đúng là già thật. Hàng tuyệt trực tiếp không đếm xỉa tới cạm bẫy của hệ thống, lựa chọn mục thứ hai. Chúc mừng ngươi đạt được Cực Trí Chí Bảo, Diệu Duyên Thư. Diệu Duyên Thư, Cực Trí Chí Bảo, đoạt đại tạo hóa vô thượng mà thành, có thể bóp méo quá khứ và tương lai của người khác và bản thân, trực tiếp thay đổi tất cả, không chịu sự ước thúc và xem xét của bất kỳ quy tắc nào, nhưng không thể xóa đi tồn tại, đại đạo, quy tắc, mỗi lần sau khi sử dụng bảo này sẽ khấu trừ số lượng thọ mệnh khác nhau, bảo này cũng sẽ ngủ say một đoạn thời gian, theo số lần sử dụng tăng nhiều thời gian ngủ say cũng tăng gấp bội. Đặc biệt cảnh báo, bảo này không thể. Thăng cấp, không thể nhận chủ. Thứ gì vậy? Hàng tuyệt chớp chớp mắt. Cực trí chí bảo. Đây là mở ra truyền thuyết màu vàng, thẻ thần màu tím à. Hàng tuyệt cẩn thận xem xét giới thiệu về diệu duyên thư, hô hấp trở nên dồn dập. Trực tiếp thay đổi tất cả. Quá ngông cuồng rồi. Hàng tuyệt lấy ra diệu duyên thư, một quyển sách bìa trắng xuất hiện ở trong tay, cảm giác bóng loáng, vô cùng lạnh lẽo. Mở sách này ra, bên trong toàn là trang trống, bình thường không có gì đặc biệt. Thứ này không dễ dùng, ta không rõ phải khấu trừ bao nhiêu thọ mệnh, đừng trực tiếp hút cạn ta. Hàng tuyệt nhíu mày. Hệ thống giúp ngươi sử dụng bảo này, bảo này chính là một trong các chí bảo mạnh nhất của hệ thống, sử dụng bảo này, cần cẩn thận vạn phần. Nhìn thấy hàng chữ này, cũng cũng thở vào nhẹ nhõm. Một trong những chí bảo mạnh nhất. Một trong. Trực tiếp thay đổi tất cả, theo hàng tuyệt thì đã chính là vô địch rồi. Còn gì có thể chống lại ta? Hàng tuyệt rụt rè thăm dò. Nếu ta chuyện trở thành người mạnh nhất của toàn bộ hỗn độn, phải khấu trừ bao nhiêu thọ mệnh? Cảnh cáo, ngươi không thể thừa nhận đại tạo hóa mà biến hóa này mang đến, sẽ lập tức vẫn lạc. Không đúng. Ta đã mạnh nhất rồi thì sao có thể vẫn lạc? Trong quá trình thay đổi, còn chưa còn chưa biến thành mạnh nhất đã vẫn lạc. Hàng tuyệt nhíu mày. Thì ra là gân gà. Còn gân gà hơn cả ách vận thư. Dựa theo sự giải thích của hệ thống, hàng tuyệt muốn trực tiếp biến thành mạnh nhất, bản thân rất có thể đã là mạnh nhất. Hàng tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến sơ thủy thần linh phái đại đạo thánh nhân đến thiên đạo điều tra hồng mông ma thần. Đời đã ta không thể cho bản thân một thân phận giả khiến chúng sinh tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng ta là hồng mông ma thần sao tim hàng tuyệt đập nhanh hơn cách này rất tuyệt trước tiên bảo đảm cho sự an toàn của bản thân rồi cân nhắc tới trở nên mạnh hơn sau dẫu sao hồng mông ma thần cũng là công địch của hỗn độn ta muốn khiến chúng sinh hỗn độn cho rằng ta tuyệt đối vô hại cảnh cáo ngươi không thể thừa nhận đại tạo hóa mà biến hóa này mang đến sẽ lập tức vẫn lạc là ta muốn khiến hỗn độn thần minh sinh ra độ hảo cảm lào sao cảnh cáo ngươi không thể thừa nhận đại tạo hóa mà biến hóa này mang đến sẽ lập tức vẫn lạc được rồi được rồi ta muốn chúng sinh hỗn độn nhận định ta là hỗn độn ma thần chuyển thế hỗn độn ma thần đã là cửa thấp nhất rồi tư chất hàng tuyệt thể hiện ra quá đáng sợ nói hắn là có tư chất thấp hơn hỗn độn ma thần thì quá vớ vẩn không hợp với lẽ thường Sinh linh bình thường có lẽ sẽ không ý thức được điểm mù này, nhưng hàng tuyệt cảm thấy với sự tồn tại của hỗn độn thần minh, tất nhiên sẽ nhận thấy điểm này, sau đó tiếp tục điều tra, cuối cùng ngược lại sẽ khiến thân phận hồng mông ma thần của hắn bại lộ nhanh hơn. Cần khấu trừ một nửa thọ mệnh của ngươi, có tiếp tục không? Một nửa. Hàng tuyệt trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì ném diệu duyên thư xuống đất. Quả nhiên không phải thứ tốt. Có điều hàng tuyệt vẫn không ném đi hắn chỉ cần đột phá, thọ mệnh có thể đổi mới, trước tiên cứ giữ được bí mật của hồng mông ma thần rồi tính. Hàng tuyệt cắn răng, lựa chọn tiếp tục. Diệu duyên thư sau đó phát ra cường quan chói mắt, hàng tuyệt cảm nhận được một cổ lực hút đáng sợ đang hút lấy mình. Thọ nguyên của hắn. Không biết qua bao lâu, hàng tuyệt hồi thần, cảm giác mỏi mệt chưa từng có dâng lên trong lòng. Lại nhìn về phía diệu duyên thư, trong mắt hắn xuất hiện một tia sợ hãi thứ này quá đáng sợ. Trước tiên không nói tới cái giá, chỉ nói năng lực, rất dễ khiến người ta nghiện. Hàng tuyệt lấy ra diệu duyên thư xem xét thời gian làm lạnh. Một ngàn vạn năm. Hàng tuyệt sửng sốt. Hắn không biết nên cao hứng hay là mất mát. Cao hứng là hắn ít nhất sẽ không bị nghiện, mất mát là chí bảo này có thời gian làm lạnh quá dài. Mỗi lần sau khi sử dụng, thời gian làm lạnh sẽ tăng gấp bội. Sau khi sử dụng lần thứ hai, chẳng phải là phải đợi một ức năm, thậm chí là lâu hơn à. Hàng tuyệt cất diệu duyên thư đi, thánh niệm quét qua thiên đạo. Chúng sinh không có biến hóa, tất cả đều như cũ. Đây là thay đổi. Hàng tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hỗn độn thần minh có phải cũng có chí bảo tương tự không? Cực trí chí bảo không thể diễn hóa. Hắn lại nghĩ tới một thanh âm đã nghe thấy từ rất lâu trước kia. Siêu thoát hư vọng nếu tất cả có thể thay đổi, vậy quả thật giống như hư vọng. Vì sao không thể thay đổi tồn tại chân thật? Hàng tuyệt điều chỉnh tâm thái. Không thể bị diệu duyên thư ảnh hưởng, bảo này nhìn thì khủng bố, kỳ thực rất cần tu vi để đặt nền móng, cái giá phải trả tuyệt không phải ách vận thư có thể so sánh. Dùng diệu duyên thư để giết địch, có lẽ còn không có lời bằng ách vận thư, lại càng không bằng tự mình động thủ. Nếu bảo này rơi vào trong tay sinh linh khác, dưới tình huống tu vi đình trệ, chắc sử dụng 2-3 lần là có thể khiến người sử dụng tự chết. Thậm chí có thể giống như hàng tuyệt lúc trước, trực tiếp muốn biến thành mạnh nhất, sau đó thì lập tức vẫn lạc. Dẫu sao người tu hành khác cũng không có hệ thống cảnh báo. Hắc ám cấm khu, một tòa cô đảo lặng lặng bồng bềnh. Trên đảo có chính vị đạo nhân đang đã tọa, trong đó có thanh phong động nhân lúc trước tới thiên đạo. Thanh phong động nhân mở mắt, nói. Chư vị, hay là chúng ta rời khỏi đi cứ ở lại thiên đạo cũng không có ý nghĩa đạo nhân khác cũng mở mắt một vị đạo nhân hậm hực nói ta đã nói rồi không nên tới thiên đạo có hỗn độn ma thần tọa trấn hồng mông ma thần chính là thiên địch của hỗn độn ma thần một khi sinh ra nhất định sẽ bị vị hỗn độn ma thần đó của thiên đạo nhằm vào đến lúc đó đánh nhau nhất định sẽ có động tĩnh không cần chúng ta cứ phải nhìn chằm chằm đạo nhân khác cũng mở miệng Đúng vậy. Vị Hỗn Độn Ma Thần này liên tiếp thắng hai đại đạo thần linh, còn tru sát 14 vị đại đạo thánh nhân, có thể nói là hỗn độn ma thần mạnh nhất rồi. Vậy thì đi thôi, vừa hay chúng ta có thể tự mở đạo tràng, không cần thiết phải về cổ hoang. Đúng vậy, Sơ Thủy thần linh bị đạo tổ dọa cho vỡ mật rồi, quá cẩn thận, chúng ta việc gì cứ phải làm quân cờ của hắn, cho hắn dùng để thăm dò thiên đạo. Liệu có đắc tội với Sơ Thủy thần linh không? sợ cái gì? Đạo tổ chỉ là mất tích, không phải vẫn lạc, sơ thủy thần linh chắc cũng không dám chạy ra khỏi cổ hoang. Đạo nhân nói chuyện với nhau, ý kiến giống nhau, đều muốn rời khỏi. Chiến tích của hàng tuyệt quá bưu hãn, nói thật, bọn họ căn bản không dám trêu chọc, đây cũng là nguyên nhân bọn họ lề mề không dám lẻn vào thiên đạo. Đạo nhân cao lớn cầm đầu nhìn chầm chầm thanh phong động nhân, hỏi. Nói một chút cái nhìn của ngươi về vị hỗn độn ma thần đó đi thanh phong động nhân nói người này tàn nhẫn lại không hiếu sát hắn ôm một loại đối địch mãnh liệt với hỗn độn ta vừa đến không bao lâu đã bị hắn xua đuổi ngoài ra hắn cũng tràn ngập kính sợ đối với đạo tổ điều này có thêm một loại khả năng đạo tổ chính là chỗ dựa của hắn trong đoạn thời gian này ta một mực thu nhận người tu hành thiên đạo tìm hiểu tình huống phát triển trăm vạn năm qua của thiên đạo phát hiện sau khi đạo tổ mất tích thiên đạo bắt đầu hủy hoại bị hắc ám cấm chủ đùa bẩn trong tay cho tới khi thần uy thiên thánh quật khởi vị hỗn độn ma thần này chỉ sợ là đạo tổ phái tới bảo vệ thiên đạo một khi chúng ta lẻn vào có thể không chỉ là đắc tội với thần uy thiên thánh mà còn cả đạo tổ sắc mặt đạo nhân cao lớn biến ảo một lúc sau đạo nhân cao lớn mở miệng nói được vậy thì lui đi tử tiêu cửu đạo chúng ta không phải là tay sai của thần linh không đáng chịu chết cho thần linh. Thánh nhân khát thở vào như trút được gánh nặng. Bọn họ lập tức rời đi. Từ sau khi sử dụng Diệu Duyên Thư, hàng tuyệt liều mạng tu luyện, tranh thủ lấy lại thọ mệnh đã bị trừ đi. Chỉ cần hắn đột phá, thọ mệnh bị mất không tính là gì. Thời gian qua nhanh. Lại 10 vạn năm trôi qua. Kiểm tra được ngươi đã tròn 90 vạn tuổi, nhân sinh của ngươi lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây: một lập tức xuất quan dương danh hồng Mông ma thần làm giấy lên đại đạo lượng kiếp có thể đạt được một lần cơ hội đạo tràng thăng cấp hai âm thầm tu luyện rời xa thị phi có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo một khối sáng tạo linh thạch một kiện chí bảo cũng giống như lúc 80 vạn tuổi một chọn thứ nhất đều là đạo tràng thăng cấp hàn tuyệt đã dùng thọ mệnh để đổi lấy chúng linh cho rằng hắn là hỗn độn ma thần sao có thể lại đi ra dương danh của hồng mông ma thần hắn yên lặng lựa chọn một thứ hai. Lần này có thể mở ra chí bảo không còn gì không? Chúc mừng ngươi đạt được hỗn độn chí bảo, quan thế sơ tâm châu. Quan thế sơ tâm châu, hỗn độn chí bảo, là chí bảo sinh ra sau khi hỗn độn xuất hiện đại thiên thế giới, chính là chí bảo khí vận thế giới chi lực hội tụ mà thành, có thể chống đỡ công kích cấp đại đạo. Lại là chí bảo phòng ngự. Mặc dù hàng tuyệt không kinh hỉ, nhưng cũng không mất mát hắn lập tức lấy ra quan thế sơ tâm châu bắt đầu luyện hóa. Quan thế sơ tâm châu tổng cộng có 18 viên, màu sắc đều khác nhau, nối thành một vòng tròn. 80 năm sau, luyện hóa thành công. 18 viên quan thế sơ tâm châu tách ra, cấp tốc bay múa, vần quanh người hàng tuyệt, thỉnh thoảng lại nối thành vòng tròn, thỉnh thoảng lại tản ra thành đồ án khác, giống như tượng trưng cho sự diễn biến của thế giới. Hàng tuyệt lấy ra sáng tạo linh thạch, lựa chọn một đoàn ma thần khí bắt đầu dung hợp. Sau đó, hắn tới đạo tràng thứ hai. Thả ra nhược thủy ma thần 10 vạn năm trước dùng sáng tạo linh thạch để sáng tạo, bảo mộ dung khởi tới đón đi. Ngộ đạo kiếm nhìn về phía hàng tuyệt, tò mò hỏi. Vì sao ngài có thể không ngừng sáng tạo ra hỗn độn ma thần? Hàng tuyệt liếc nàng một cái, không nói gì. Lệ giao nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Hàng tuyệt nói. Đúng vậy, biết quá nhiều sẽ không có lợi đối với ngươi, có đôi khi cho dù ngươi không muốn nói, những tồn tại siêu nhiên đó cũng có thể bắt giữ được ký ức trong đầu ngươi, ngươi chắc không muốn sau này bị bức phải phản bội ta chứ. Ngộ đạo kiếm vội vàng lắc đầu. Hàng tuyệt cười cười, sau đó trở lại đạo tràng chủ. Ngộ đạo kiếm tấm tắt lấy làm lạ nói. Trên người chủ nhân lại có thêm chí bảo, cũng không biết là từ đâu mà có, hắn không phải không ra ngoài à. Quan Thế Sơ Tâm Châu nhìn cũng rất bất phàm. Lệ Giao bình tĩnh nói. Chỉ là ngươi cho rằng không ra thôi, tồn tại như hắn, không cần tự mình động thân, trực tiếp thần du hỗn độn, có nhiều thủ đoạn tìm kiếm pháp bảo mà. Ngộ đạo kiếm vừa nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Hàng tuyệt đã tọa trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Những pháp bảo lúc trước của hắn có để ở trong không gian của hệ thống cũng vô dụng, không bằng chia cho đệ tử. Ừm, sau này có cơ hội sẽ cho. Hàng tuyệt nghĩ xong, liền nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Hắn bắt đầu chờ mong phần thưởng lựa chọn của trăm vạn tuổi. Thời gian từng năm trôi qua. Bảy vạn năm nháy mắt đã qua. Một ngày này, thanh âm của huyền đô thánh tôn truyền vào trong tai hàng tuyệt. Hàng đạo hữu, mời đến càng khôn điện. Hàng tuyệt mở mắt, thánh niệm quét qua tam thập tam trọng thiên ngoại, không có khí tức của cường địch. Hắn tới càng không điện. Trước sau như một, sau khi chờ hàng tuyệt tới, huyền đô thánh tôn mới truyền âm cho thiên đạo thánh nhân khác. Nam cực thiên tôn, thiên tuyệt giáo chủ, tiêu đại đế, vô pháp thiên tôn, cầu tây lai, phương lương, hoàng tôn thiên, tấn thần, bàn tâm, từ đố đạo, tô kỳ, lý thái cổ, hỗn nguyên phật tổ, trượng cô tinh, long hạo lần lượt tới. Chuyện thứ nhất, thiên đạo lại có thêm một thánh tịch, các ngươi thấy thế nào? Huyền Đô Thánh Tôn hỏi. Tuy không cần hồng môn tử khí, nhưng chuẩn thánh viên mãn muốn chứng thánh nhân vẫn là khó như lên trời, cần các thánh nhân tương trợ, cho nên quyền quyết định là nằm ở trong tay thánh nhân. Các thánh bắt đầu tự đề cử. Hàng tuyệt thì quyết định mở bưu kiện ra xem. Bạn tốt khổng tức thần quân của ngươi bị cừu địch trớ chú ma thần của ngươi tập kích. Hàng thác con ngươi nắm giữ hỗn độn thần binh, khí vận tăng mạnh đồ tôn sở thế nhân của ngươi bước vào hỗn độn mệnh vận trường hà khí vận tăng mạnh con cháu hàng ngọc của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi xuyên qua thời không bị đại năng thần bí tập kích thân chịu trọng thương bạn tốt tà thiên đế của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí cựu địch sơ mệnh hắc tôn của ngươi luyện được nhân quả thần thông hàng tuyệt liếc hoàng tôn thiên một cái thằng ôm này nhìn thì không giống như bị thương nặng ngược lại là bàn tâm bộ dạng giống như mất hồn mất vía xem tiếp xuống sơ mệnh hắc tôn tu tập được nhân quả thần thông không phải là để tránh né nguyền rủa chứ các thánh nhân hàng huyên hồi lâu cuối cùng đề cử kỹ tiên thần làm thánh nhân rất hiển nhiên trong đây ít nhiều có hiềm nghi vuốt môn ngựa có điều luận tư cách kỹ tiên thần quả thật là đủ tu vi là chuẩn thánh nắm giữ thiên tộc từ sau khi thiên tộc bị thánh nhân vứt bỏ di chuyển tới âm phủ một mực lặng lẽ kính dân về sau có được sự ủng hộ của thiên ách đại đế, thiên tộc, ách tộc làm thông gia, khiến cho thiên tộc càng lúc càng mạnh. Kể ra, hàng tuyệt đã lâu rồi không chú ý vị đồ đệ này. Năm đó sau khi phạm sai lầm, kỹ tiên thần một mực bế quan tu luyện, cũng không có bất kỳ oán hận gì. Huyền Đô Thánh Tôn lại mở miệng nói. Tiếp theo nói chuyện thái cổ thập hiền, truyền thuyết này không thể khiến hỗn độn tinh phục, chúng ta cần lựa chọn ra 10 vị thiên kiêu, có thể đại biểu cho thiên đạo đánh ra thanh danh, không thể là thánh nhân. Thái cổ thập hiền. Hàng tuyệt yên lặng suy tính, không khỏi dở khóc dở cười. Huyền đô thánh tôn đúng là biết chơi. Có lẽ ở trong mắt đại đạo thánh nhân là nực cười, nhưng đối với chúng sinh mà nói thì chưa chắc. Nhiều người tin thì sẽ thành thật sự. Huyền đô thánh tôn trên cái thứ thần quyền này là rất có thủ đoạn, luân hồi không gian lúc trước chơi đến nay vẫn đang phát triển, đủ để thấy được thủ đoạn của hắn. Các thánh nhân bắt đầu nói ra thiên kiêu mà mình cảm thấy có thể trở thành thái cổ thập hiền. Hàng tuyệt mở miệng nói. Không cần cứ phải chọn từ ẩn môn, hăng quá hóa dở, ngược lại không tốt, thiên đạo cũng cho người tu hành khác cơ hội, sau này thiên đạo sẽ chỉ càng lúc càng lớn, quyền lực của các thánh nhân sẽ không ngừng hạ xuống, chư vị đều muốn thê thiên đạo trở nên mạnh hơn mà nước lên thì thuyền lên. Nghe vậy, các thánh nhao nhao khen lòng dạ rộng rãi của hàng tuyệt. Hàng tuyệt không hề thanh cao, cảm thấy không thú vị như vậy, hắn ngược lại là rất thích, chỉ là không thể hiện ra. Đề tài về sau, hàng tuyệt không tham dự. Sau khi thái cổ thập hiền được quyết định, bàn tâm mở miệng nói. Mệnh khiến ta bị thương, khi nào thì thiên đạo tiêu diệt mệnh. Ngữ khí chỉ rất quán giận. Thánh nhân khác trầm mặt. Mệnh không phải là thiên đạo có thể đối kháng có quỷ mới biết trong mệnh có bao nhiêu vị đại đạo thánh nhân. Hàng tuyệt hỏi. Sao mệnh lại trêu chọc ngươi? Bàn tâm cắn răng nói. Bọn họ nhằm vào hỗn độn thiên lộ. Ngoài ra, ta hoài nghi một kiện chí bảo của ta đã bị thế lực của mệnh trộn đi. Hắn đúng là không tìm thấy lý do. Kể ra, mệnh chỉ đi loanh quanh ở hỗn độn thiên lộ, thu thập tình báo. Hắn vì khai thiên phủ hóa thành tro bụi mà phát tiết, ngược lại bị giáo huấn cho rất thảm. Nam cực thiên tôn tò mò hỏi. Là chí bảo gì? Khai thiên phủ hay là hỗn độn thanh liên? Thánh nhân khác đều lộ ra biểu cảm cổ quái. Chí bảo của bàn tâm bị trộn. Không biết vì sao, bàn tâm bị bọn họ nhìn cho bất an, giống như dê con rơi vào hang hổ, hắn cắn răng nói. Nói chung là có bảo bối bị trộn. Hàng tuyệt hiếp mắt, hắn thầm suy tính. Chỉ tiếc trên người bàn tâm có thiên đạo khí vận khổng lồ, hắn không thể tính được. Hiện giờ bàn tâm đã bị nô dịch, nói như thế nào cũng coi như là người của hàng tuyệt, hàng tuyệt tất nhiên phải xuất đầu. Hàng tuyệt mở miệng nói. Việc này ta sẽ cân nhắc, nhưng thế lực của mệnh là sâu không lường được, không thể manh động, có lẽ không cần thiên đạo xuất thủ, mệnh cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn vừa mở miệng, bàn tâm chỉ có thể coi như không có gì. Thánh nhân khác cũng bình tĩnh lại. Vất vả lắm thiên đạo mới nên đón Thái Bình thịnh thế, mới giữ vững được mấy chục vạn năm, bọn họ không muốn phá vỡ điều này. Đối với thánh nhân mà nói, mấy chục vạn năm thật sự rất nhanh. Bình thường bọn họ cũng bận tu hành, cùng giống như hàng tuyệt, mở mắt nhắm mắt chính là một đoạn thương hải tan điền. Sau một tiếng đồng hồ, các thánh nhân đều tự rời đi. Sau khi hàng tuyệt trở lại đạo quán, trước tiên truyền tống đến đạo tràng thứ hai, thả cực ám ma thần sinh ra đã lâu ra, vẫn bảo mộ dung khởi tới tiếp đãi sau đó hắn trực tiếp trở lại đạo tràng chủ bắt đầu tu luyện thế lực của mệnh đang rục rịch sớm muộn gì cũng lại gây sự với thiên đạo hàng tuyệt tạm thời vẫn không phải là đối thủ của sơ mệnh hắc tôn cho nên cảm thấy rất hắn phải tranh thủ thời gian tu luyện càng sớm thành tựu đại đạo chí thượng thì càng tốt không gian tăm tối mây mù mờ mịt trong một cái ao có ba đạo thân ảnh đang ngồi trừ lý đạo không thạch độc đạo ra còn có một người. Rõ ràng là tỳ thiên lão tổ. Tỳ thiên lão tổ so sánh với quá khứ thì giống như là hai người khác nhau, một thân đạo bào màu đen. Mày thì trường kỳ nhíu chặt, xuất hiện một vết hằn dọc, còn vấn viết một dòng khí âm tà. Hắn giống như tâm ma biến thành hơn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm to rõ vang lên. Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi tới rồi, cần phải chấp hành, cần phải hoàn thành. Nghe vậy, Tỳ thiên lão tổ, lý đạo không, thạch độc đạo mở mắt. Thanh âm tiếp tục nói. Tỳ thiên lão tổ, ngươi là lãnh tụ của ba mệnh, đi bắt thông thiên giáo chủ, ma tổ la hầu. Tỳ thiên lão tổ nhíu mày nói. Thông thiên giáo chủ vô cùng cường đại, chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ của hắn, ma tổ la hầu có chính là phân thân pháp tướng của đạo tổ, mệnh đã gây hấn với đại đạo thần linh, giờ lại muốn trêu chọc đạo tổ à. Lý đạo không, thạch độc đạo cũng nhíu mày hai cái tên này bọn họ cũng đã nghe nói tới rồi đó chính là hạng người đại năng trong thần thoại cổ xưa của thiên đạo thông thiên giáo chủ đã bị lão tử đánh cho bị thương nặng thực lực là mười không còn được một các ngươi cũng có thể thuyết phục hắn về phần la hầu khí vận của đạo tổ trải khắp hỗn độn pháp tướng không chỉ có la hầu sẽ không vì một la hầu mà hoành không xuất thế sau khi hai người này trở thành mệnh bọn họ sẽ thuộc về các ngươi ngày sau cùng hành động với các ngươi. Tỳ thiên lão tổ trầm mặt. Bên cạnh ao xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Lý đạo không nhíu mày, thạch độc đạo nhíu mày, bọn họ đều có tâm tư riêng, muốn ẩn núp trong thế lực của mệnh, không ngờ nhanh như vậy đã phải chấp hành nhiệm vụ rồi. Lý đạo không là ra sức cho hàng tuyệt, mặc dù thạch độc đạo đoán được hàng tuyệt chính là hắc ám cấm chủ, nhưng theo hắn, hắc ám cấm chủ mới là thân phận thực sự, hàng tuyệt chỉ là ngụy trang của hắc ám cấm chủ cho nên phương hướng nỗ lực của hai người này là hoàn toàn khác nhau một người muốn diệt trừ mệnh một người muốn tìm hiểu mệnh tìm cơ hội dung nhập mệnh tỳ thiên lão tổ đứng dậy trước đi tới cánh cửa ánh sáng nói đi thôi có lẽ đây là số mệnh của chúng ta thạch độc đạo theo sát đằng sau lý đạo không do dự một lát lựa chọn đi theo bọn họ đã tu luyện ở đây mấy chục vạn năm Thực lực sớm đã nghiêng trời lệch đất, vừa hay mượn trận chiến này để nghiệm chứng thành quả tu hành. Trong một tòa đại điện trống trải, âm trầm, thần bào đạo nhân đã tọa trong một cuộc sáng màu đỏ, y bào bồng bền. Một đạo thân ảnh đi vào trong điện. Rõ ràng là trớ chú ma thần. Trớ chú ma thần cuối người hành lễ, mở miệng nói. Thần thường, ta cần ngài giúp. Thần bào đạo nhân mở mắt, nhìn chầm chầm trớ chú ma thần. Lúc trước hắn một mực không để trớ chú ma thần vào mắt, khi trở thành nô lệ của hàng tuyệt, cũng không nghĩ đến trớ chú ma thần, cho nên không nhắc tới với hàng tuyệt. Hiện tại trớ chú ma thần xuất hiện, hắn đang cân nhắc có nên giết thằng ôn này để thỉnh công với hàng tuyệt không? Chuyện gì thế? Thần bào đạo nhân lạnh lùng hỏi. Trong lòng trớ chú ma thần cảm thấy căng thẳng, thần bào đạo nhân thay đổi rồi. Trước kia luôn cười to với hắn, vì sao đột nhiên lại biến thành lãnh đạm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đánh một trận với hàng tuyệt mà đạo tâm bị ảnh hưởng à? Trớ chú ma thần vừa nghĩ vừa. Khổng tước thần quân một mực làm phiền ta, cứ tiếp tục như vậy, ta sợ rằng sẽ chết trong tay hắn. Nhắc tới việc này, trớ chú ma thần lại nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hiện tại cừu hận của hắn đối với khổng tước thần quân đã vượt quá cả cừu hận đối với hàng tuyệt. Vì sao khổng tước thần quân lại một mực đuổi giết ngươi? thần bào đạo nhân hỏi, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, giờ đã mấy chục vạn năm rồi, đó là huyết hải thâm cừu như thế nào? Trớ chú ma thần buồn bực nói. Ta cũng không rõ, chắc là có liên quan tới hàng tuyệt, từ sau khi rời khỏi thiên đạo, khổng tức thần quân một mực bám lấy ta không buông, trước đó, chúng ta căn bản không quen biết. Ánh mắt thần bào đạo nhân lấp lánh, nói. Ý của ngươi là khổng tức thần quân nghe hàng tuyệt sai khiến. Trớ chú ma thần gật đầu, cắn răng nói. Tám chín phần mười là vậy, hàng tuyệt dường như tinh thông thủ đoạn hàng phục người, ta đã tìm hiểu rồi, thiên đạo cầu Tây Lai, vô pháp thiên tôn đều từng đối địch với hàng tuyệt, hiện giờ lại là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của hàng tuyệt ở trong thiên đạo, ách tộc thiên ách đại đế cũng vậy, khổng tức thần quân có thể từ trong thiên đạo toàn thân trở ra, bản thân chính là cổ quái, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đã quy hàng hàng tuyệt. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Qua sự nhắc nhở của thần bào đạo nhân, trớ chú ma thần sâu chuỗi tình báo khác lại, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Trên mặt hắn lộ vẻ cừu hận. Hàng tuyệt chết tiệt, đoạt đại đạo của ta còn một mực đuổi giết ta. Tuy hắn hận hàng tuyệt, nhưng hắn chưa nhầm vào hàng tuyệt, hàng tuyệt vì sao lại một mực đuổi giết hắn. Kinh người quá đáng. Không đúng. Kinh đại đạo quá đáng. Trớ chú ma thần dương mắt nhìn về phía thần bào đạo nhân, nói thần thượng, ta không cầu ngươi giết hàng tuyệt, trước tiên giết khổng tức thần quân đã. Nhưng mà, thần bào đạo nhân không trả lời hắn, mà là nhìn chầm chầm hắn. Không khí biến thành quỷ dị. Trớ chú ma thần dường như nghĩ đến gì đó, độc trùng trên mặt dừng bò, thân hình hắn hơi run run. Hắn mở miệng nói. Thần thượng đã cảm thấy khó thì thôi, không quấy rầy thần thượng tu hành. Hắn xoay người muốn rời đi, vừa động, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên cố định hắn, hắn không thể động đậy. Đã tới rồi thì đừng đi nữa. Thanh âm của thần bào đạo nhân nhẹ nhàng truyền vào trong tai trớ chú ma thần. Hai mắt trớ chú ma thần trợn trừng, trong mắt toàn là vẻ tuyệt vọng. Thì ra là thế. Chẳng trách thần bào đạo nhân có thể sống sót trở về. Nước cờ này. Trớ chú ma thần đột nhiên sinh ra sợ hãi đối với hàng tuyệt. Hàng tuyệt không hề cẩn thận như nhìn từ ngoài mặt, chỉ trấn thủ một phương, hiện tại xem ra, hàng tuyệt một mực đang bố cục, thủ hộ thiên đạo chỉ là biểu tượng, khiến người ta nghĩ lầm hắn chỉ là sợ bị quấy rầy. Xong rồi. Gặp hạn rồi. Bất chu thần sơn. Hàng ngọc đã tọa dưới tàn cây, gió mát thổi qua, dung hợp với thiên địa, hóa thành một bức tranh đẹp tuyệt thế. Đúng lúc này. Hàng ngọc đột nhiên mở mắt, hắn nhướng mày, lẩm bẩm nói. Đây là cảm giác gì? hắn đứng dậy, đi xuống dưới núi. Chân núi, một nữ tử áo xanh nằm trên mặt đất, bụng bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt thoi thóp. Hàng Ngọc xuất hiện trước mặt nàng, trao mày. Bất chu thần sơn chính là cấm chiến đấu, nói cách khác nàng này là mang theo thương thế chạy đến đây. Hàng Ngọc do dự một lát, vung tay áo trị liệu thương thế cho nàng ta. Với tu vi của hắn trị liệu cho một tu sĩ tiên cảnh là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, nữ tử áo xanh liền tỉnh lại. Hàng Ngọc đã biến mất, nữ tử áo xanh phát hiện thương thế của mình không ngờ đã khỏi hẳn, không khỏi kinh hỉ. Nàng vuốt bụng, lẩm bẩm nói. Thì ra bất chu thần sơn thực sự có nhân tổ bế quan. Nàng đứng dậy, xoay người nhìn về phía ngọn núi nhìn không thấy đỉnh đó, ánh mắt nàng trở nên kiên định, dứt khoát leo lên núi. Mấy tháng sau, nữ tử áo xanh đứng ở một sườn núi, ngẩng đầu nhìn, Đôi vân cuồng cuộn vờn quanh sơn thể, hình thành một bức tường mây, không thể vượt qua. Nữ tử áo xanh quỳ xuống, cao giọng nói. phản bối muốn bái nhân tổ làm thầy, tu hành đại đạo, chỉ vì báo thù. Sau khi báo thù thành công, ta nguyện đến bất chu thần sơn vĩnh viễn hầu hạ tiền bối. Thanh âm của nàng rất êm tai, nhưng hàng ngọc ở trên đỉnh núi lại bất vi sở động. Nữ tử áo xanh hò hét mấy ngày, không có được đáp lại nàng liền tìm một chỗ bắt đầu đã tọa tu luyện, yên lặng chờ tiền bối trả lời. Một đợi chính là ba ngàn năm. Dưới tàn cây, hàng ngọc mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Hắn mở miệng hỏi. Ba ngàn năm rồi, ngươi vẫn muốn báo thù à? Nữ tử áo xanh đang đã tọa tu luyện bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt kinh hỉ. Nàng vội vàng đứng dậy, hướng tới đỉnh núi mà quỳ lạy, ông quyền nói. Tiền bối, ta muốn cừu hận gì mà ba ngàn năm vẫn chưa thể bỏ qua. Nữ tử áo xanh chỉ là tu vi tiên cảnh, ba ngàn năm đối với nàng mà nói là không ngắn. Nghe vậy, nữ tử áo xanh trả lời. Thù giết thầy, sư phụ ta thu dưỡng ta, nuôi nấng ta lớn lên, coi ta như thân nữ nhi, nếu ta không báo thù cho hắn, cuộc đời này ta vĩnh viễn không yên. Hàng Ngọc bấm ngón tay suy tính, biểu cảm biến thành cổ quái. Nữ tử áo xanh không nghe thấy hắn nói chuyện, vội vàng nói. Tiền bối, ngài vẫn ở đó chứ. Ta không cần ngài giúp ta báo thù, chỉ cần truyền cho ta thần thông, sau khi ta báo được thù, sẽ vĩnh viễn hầu hạ ngài. Hàng Ngọc buồn bã nói. Sư phụ ngươi là tiên đế, vậy cừu nhân của ngươi chính là tiên đế, ngươi có biết tiên đế có nghĩa là gì không? Nữ tử áo xanh trầm mặt một lúc, cắn răng nói. Ta biết rất khó, nhưng ta vẫn phải làm. Vậy ngươi biết phía sau vị tiên đế đó là ai không? Không biết. Sắc mặt nữ tử áo xanh trắng bệch, mặc dù nàng không biết chỗ dựa của kẻ thù là ai, nhưng cũng nhưng cũng biết ở tiên giới này, tất cả người tu hành đều có quan hệ của mình, tu vi càng cao, bối cảnh của quan hệ lại càng lớn. Hàng Ngọc thờ ơ nói. Đó là một vị thần cảnh. Cả người nữ tử áo xanh rung lên, không khỏi cúi đầu. Thần cảnh, Nữ tử áo xanh không dám tưởng tượng, nàng chỉ nghe nói tới trên tiên đế có sự tồn tại của thần cảnh, nhưng chưa gặp bao giờ. Nàng từng thấy một vị tiên đế xuất thủ, có thể nói là hái sao dịch trăng, dời núi lấp biển, cường đại tuyệt luân, tiên đế còn như vậy, huống chi là thần cảnh. Sau lưng thần cảnh đó là ai, ngươi có biết không? Đầu nữ tử áo xanh càng cúi thấp hơn. Hàng Ngọc tiếp tục nói. quan quan tương báo khi nào mới dứt, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cừu hận sẽ chỉ là vô cùng vô tận, việc gì phải thế? Nữ tử áo xanh trắng răng nói. Ta không cam lòng, cho dù là chết, ta cũng phải báo thù. Hàng Ngọc không nói nữa. Nữ tử áo xanh quỳ không đứng dậy. Một quỳ này chính là 500 năm. Nàng vừa quỳ, vừa nạp khí tu luyện, trong đầu vẫn đang nhớ lại lời nói của vị tiền bối đó. Nàng rốt cuộc có nên báo thù hay không? một ngày này thanh âm của hàng ngọc lại vang xuống ngươi đã nghĩ thông chưa nữ tử áo xanh giật mình theo bản năng nói ta muốn báo thù khi nàng nói ra hai chữ cuối cùng vẻ mặt trở nên kiên định dứt lời lôi vân cuồn cuộn trên đỉnh đầu bỗng nhiên tản đi ánh mặt trời chiếu xuống người nữ tử áo xanh khiến nàng giống như đã cách mấy đời nàng ngẩng đầu nhìn thấy bên rìa vách núi có một đạo thân ảnh đang đứng từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Nàng tập trung nhìn vào, không khỏi kinh diễm. Nàng cho rằng vị tiền bối này là tóc trắng xóa, không ngờ lại là một nam tử tuấn Mỹ như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy nam tử anh tuấn đến thế, nhất thời thất thần. Hàng Ngọc cười nói, đứng lên đi, ngươi đã khăng khăng một mực như vậy, ta sẽ truyền cho ngươi thần thông, nhưng ta không nhận ngươi làm đồ đệ, chỉ là để tăng thêm một chút hứng thú cho năm tháng buồn tẻ mà thôi năm tháng như bóng câu qua khe cửa một đi không trở lại sau khi hàn ngọc thu nhận nữ tử áo xanh lại ngàn năm trôi qua dưới sự chỉ điểm của hàn ngọc tu vi của nữ tử áo xanh lớn mạnh vượt bậc phần lớn thời gian hàn ngọc đều đã tọa dưới tàn cây nhìn nữ tử áo xanh tu luyện thần thông ngày tháng như vậy khiến hắn cảm thấy không tồi ít nhất cũng không còn cô đơn giống như trước kia một ngày này nữ tử áo xanh vừa tu luyện xong thần thông Đi tới trước mặt Hàng Ngọc rồi ngồi xuống, tò mò hỏi Tiền bối, ngài rốt cuộc là người phương nào? Ta nghe nói chủ nhân của Bất Chu Thần Sơn từng là trí cường giả của nhân tộc Nhân tộc có thể có hôm nay, ngài là có công lao cực lớn Hàng Ngọc mắt cũng không mở, nói Đều là tin vỉa hè thôi, ta chỉ là người tu đạo không hợp với Hồng Trần Nữ tử áo xanh truy hỏi Vậy ngươi là tu vi gì? Thần cảnh hay là Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết? Hàng Ngọc nói, chờ ngươi đạt tới cảnh giới của ta, tất nhiên có thể nhìn thấu tu vi của ta. Ta có thể đạt tới cảnh giới của Ngài Ư. Nữ tử áo xanh kinh hỉ hỏi. Hàng Ngọc cười nói, đúng vậy, ngươi sợ chết trong tay cừu gia, không có một ngày đó à. Nữ tử áo xanh biểu môi, tiền bối luôn đã kích nàng, cho rằng nàng không thể báo thù. Nàng lại hỏi. Khi nào thì ta có thể thành tựu đế cảnh? Hàng Ngọc nói. Chắc là mấy vạn năm. Mấy vạn năm. Nữ tử áo xanh động dung, cắn răng, đứng dậy đi đến bên cạnh bắt đầu đã tọa tu luyện. Đỉnh núi Bất Chu Thần Sơn lại khôi phục bình tĩnh. Ở đây, không có dấu vết của thời gian, tất cả giống như là vĩnh viễn. Hơn hai vạn năm trôi qua. Trước mắt hàng tuyệt nhảy ra ba hàng chữ. Kiểm tra được ngươi đã tròn trăm vạn tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên, ngươi có những lựa chọn sau đây. Một, lập tức xuất quan, truyền đạo hỗn độn, làm giấy lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một thủ vệ cấp đại đạo thánh nhân. Hai, âm thầm tu luyện, bảo trì bản tâm, rời xa thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, mở ra đạo tràng thứ ba mắt hàng tuyệt sáng lên tới rồi không hổ là sinh nhật trăm vạn tuổi hệ thống không dở trò hàng tuyệt trực tiếp lựa chọn mục thứ hai đạo tràng thứ ba quá tốt kế thừa tất cả của đạo tràng chủ còn có thể tiến hành truyền tống ngày nào đó đạo tràng chủ bị công phá hắn vẫn có thể trực tiếp chạy trốn tới đạo tràng thứ ba đạo tràng thứ ba không thể để trong thiên đạo phải tìm một chỗ kín đáo thích hợp trong hỗn độn tốt nhất là không ai biết Hàng Tuyệt trước tiên lấy ra sáng tạo linh thạch, dung hợp với một đoàn ma thần khí. Thiên đạo linh thạch nên dùng ở trên người ai? Khai Thiên phủ đã là cực trí đạo bảo, nếu mạnh hơn nữa, hàng Tuyệt có thể sử dụng được không? Để lại cho Ách Vận Thư, cảm giác cũng không có tác dụng gì, hàng Tuyệt tạm thời không có mục tiêu để nguyền rủa chết. Về phần sơ mệnh Hắc Tôn, vẫn phải giữ lại gánh tội cho Hắc Ám Cấm chủ. Thôi, cứ để lại đã. Hàng Tuyệt lấy ra mảnh vỡ đại đạo, tích lũy đến nay, cuối cùng lại một lần tích đầy chín khối. Đại đạo thần thông mới, Hàng Tuyệt sớm đã nghĩ rồi. Nên Vũ Trang năng lực thực chiến cho Hắc Ám Cấm Chủ. Hắn phải sáng tạo ra một đạo thần thông có thể giết địch ở trong mộng. Chính mảnh vỡ đại đạo lập tức dung hợp, Hàng Tuyệt theo đó tiến vào trạng thái Ngộ Đạo. Đỉnh Bất Chu Thần Sơn. Hàng Ngọc nhìn nữ tử áo xanh từ trong lôi kiếp trở về, cảm khái cười nói: cuối cùng cũng thành tựu đế cảnh, không tồi, sớm hơn dự đoán của ta. Nữ tử áo xanh đi tới trước mặt hắn, nửa quỳ xuống, hành lễ. Đa tạ tiền bối, nếu không có sự tài bồi của tiền bối, ta tuyệt không có thành tựu hôm nay. Hàng Ngọc cười cười. Nữ tử áo xanh trắng răng nói. Tiền bối, hiện tại ta có thể đi báo thù rồi chứ. Hàng Ngọc nhắm mắt lại, nói. Cựu địch của ngươi, trước đó không lâu vừa chứng thần cảnh rồi. Nữ tử áo xanh như bị sét đánh, trợn tròn mắt, thân thể không khỏi run rẩy. Lá rụng thổi qua, lúc này cảnh này lại có thêm một phần hiu quạng và thê lương. Đối phương là Thiên Kiêu. Nữ tử áo xanh chua chát hỏi. Thiên Kiêu là tồn tại chói mắt nhất của thời đại này. Thiên Kiêu vô số, đây cũng là một thịnh thế. Nhưng bởi vì là Thiên Kiêu thịnh thế, chúng sinh rất khoan dung đối với Thiên Kiêu, bởi vì thiên kiêu biểu thị cho hy vọng, tượng trưng cho lực lượng trung kiên ngày sau khi thiên đạo gặp nguy hiểm, các giáo phái khí vận lớn đều sẽ chiếu cố hơn. Hàng Ngọc nói, từng có tư chất đại la. Trên mặt nữ tử áo xanh lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đại la kim tiên. Đó chính là tồn tại cấp bậc tổ sư trên con đường tu hành. Nữ tử áo xanh nghe truyện trên TV audio CV không cam lòng, vẻ mặt chờ mong nhìn chầm chầm hàng ngọc, hỏi. Tiền bối, bối, ta thật sự không có hy vọng báo thù sao? Hàng Ngọc nói. Trên đời không có nhiều may mắn như vậy, ngươi có thể được ta cứu, đã là khí vận lớn nhất trong cuộc đời này của ngươi rồi, ngươi vốn là người đã chết, có đôi khi buông bỏ còn khó hơn, cũng lớn hơn cảnh giới. Nữ tử áo xanh cúi đầu. Hàng Ngọc lại nói. Ta cũng từng lòng mang lửa giận báo thù, gia tộc của ta, phụ mẫu của ta, huynh đệ tỷ muội của ta, thậm chí là người trong lòng của ta đều chết trước mắt ta, khoảnh khắc đó, cừu hận là toàn bộ thiên địa của ta, cừu hận tiên thần, cừu hận trời, cừu hận mình vô năng. Nữ tử áo xanh ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn hắn. Hàng Ngọc nói, về sau, có người giúp ta báo thù. Mắt nữ tử áo xanh sáng lên, tiền bối là đang ám thị cho nàng ta. Hàng Ngọc lại đổi giọng. Chỉ là báo thù thì sao? Ngươi nhìn ta hiện giờ, lẻ loi một mình, trong coi ngọn núi này, không nương không tựa, nếu ta không báo thù, vậy cừu gia đó cũng không sống được mấy chục vạn năm, ý nghĩa báo thù của ta là ở đâu? Nữ tử áo xanh quật cường nói. Ít nhất thì thù lớn của ngài kiền được báo, không còn vướng bận, ta không cam lòng để cừu gia của ta lại tiêu giao ti mấy chục vạn năm. Hàng Ngọc bất đắc dĩ nói. Nói thật cho ngươi biết, thiên kiêu đó là dựa vào tiệp giáo, nội tình của tiệc giáo thì không cần mà phải nói chứ tiệc giáo nữ tử áo xanh lập tức ngồi bệt xuống đất trên mặt nàng lộ ra vẻ chua chát bỗng nhiên cảm thấy sự tu luyện trong những năm qua là không có ý nghĩa hàn ngọc không an ủi nàng kỳ thật vị thiên kiêu đó ở trong mắt hắn căn bản không tính là gì thậm chí hắn chỉ cần tìm người nói ra việc này là có thể quyết định sinh tử của vị thiên kiêu đó chỉ là hắn không có lý do để làm vậy hắn không nợ gì vị nữ tử áo xanh này. Hàng Ngọc mở mắt, nói. Nếu ngươi muốn báo thù, vậy thì xuống núi đi, tìm kiếm đại năng lợi hại hơn tương trợ, nếu vận khí của ngươi tốt, có lẽ có thể thành công. Nữ tử áo xanh đứng dậy, hít sâu một hơi, cuối người hành lễ với cuối người, sau đó nghĩa vô phản cố đi xuống núi. Hàng Ngọc nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Vốn là một đoạn nhạc đệm trên con đường tu hành, hắn căn bản không để ý. Mấy tháng sau, nữ tử áo xanh quay lại đỉnh núi, nàng nhìn chầm chầm hàng ngọc, nói. Ta một đường đi đến chân núi Bất Chu Thần Sơn, suy nghĩ rất nhiều, ta đi báo thù, nhất định sẽ chết, sư phụ chết trận, ta không oán không hận, nhưng ta từng đáp ứng ngài, phải hầu hạ ngài, ngài dạy ta mấy vạn năm, ta cứ như vậy mà đi chết, đối với ngài mà nói thì chính là mắc nợ. Ta nguyện hầu hạ ngài, đợi khi đại nạn của ta sắp tới, ta lại đi báo thù cho dù là chết, cũng coi như báo đáp sư phụ đã chết của ta. Hàng Ngọc không nói gì. Nữ tử áo xanh đi đến một bên, lại đã tọa ở chỗ tu hành lúc trước. Bất chu thần sơn vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rất nhỏ làm lay động thiên địa vạn vật. Hàng tuyệt bỏ ra 81 năm mới sáng tạo ra đại đạo thần thông mà hắn ngưỡng mộ. Cho dù là đại đạo thánh nhân, cũng rất khó sáng tạo ra đại đạo thần thông. Đại đạo thần thông không chỉ là thần thông cấp đại đạo, mà là bản nguyên của đại đạo diễn hóa ra. Gọi là gì nhỉ? Mộng sát. Không được, mất giá quá. Hàng tuyệt lẩm bẩm. Rối rắm một lúc, hắn gọi thần thông này là hắc ám cấm vực. Thần thông này không chỉ là tạo thành thương tổn đối với địch nhân ở trong mộng, dù sao cũng là mộng, như vậy thương tổn rất khó ảnh hưởng tới bản tôn. Thế là hắn nghĩ đến hắc ám bản năng của hư hồn đại thánh, noi theo áo nghĩa này, sáng tạo ra hắc ám cấm vực. Hắc ám cấm vực, diễn biến bỗng cảnh thành lĩnh vực thần bí, có thể kéo nhục thân của hai bên vào phiến lĩnh vực thần bí này, tiến hành đơn đấu. Hắc ám cấm vực không bị xem xét, ở trong chiến đấu, hàng tuyệt chỉ cần có thể tru sát đối phương thì không sợ bại lộ. Tâm tình của hàng tuyệt rất sung sướng, lại có thêm một thủ đoạn giết địch tầm xa. Tâm tình không tồi, hắn bắt đầu giảng đạo cho đệ tử ở Bách Nhạc Tiên Xuyên dưới sự giúp đỡ của phân thân, trong mấy năm nay Lý Huyền Áo đã chuyển vận không ít thiên kiêu vào trong bách nhạc tiên xuyên, số lượng đệ tử đã vượt quá 500 vạn, trước kia số lượng bị khống chế là vì Lý Huyền Áo nghiêm cấm các đệ tử sinh đẻ, về sau Lý Huyền Áo thường xuyên bên ngoài, hàng tuyệt cũng không xuất đầu lộ diện, không ít đệ tử không nhịn được mà sinh hạ con cháu, có điều có ẩn phạt mạch mà Chu Minh Nguyệt xuất lĩnh. Loại hiện tượng này không dám khuếch trương, chỉ là năm tháng. Quá lâu, tích lũy tháng này số lượng các đệ tử vẫn tăng gấp bội sau khi giảng đạo trăm năm hàng tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện đồ tôn sở thế nhân của ngươi vì truyền đạo cho ức vạn sinh linh đạt được đại đạo công đức bạn tốt tà thiên đế của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí đồ đệ kỷ tiên thần của ngươi chứng đạo thành tựu hỗn nguyên đạo quả đồ đệ chu phàm của ngươi xuyên qua thời không nghịch thiên cải mệnh bạn tốt mặt phục cừu của ngươi sống lại Hàng thác con ngươi bị yêu ma yêu ma tập kích ít năm 50093272. Bạn tốt cảnh thiên công của ngươi được bạn tốt tỳ thiên lão tổ của ngươi chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt cảnh thiên công của ngươi vì nguyền rủa quá nhiều, lĩnh ngộ một tia trớ chú đại đạo. Con cháu hàng ngọc con cháu cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, thần du thái hư. Hàng tuyệt chớp chớp mắt, chu phàm giúp mặt phục cừu sống lại. Sao mà làm được? Nếu sống lại ở quá khứ, vậy mặc phục cừu nên một mực sống trong trí nhớ của hàng tuyệt. hàng tuyệt điều ra nhân tế quan hệ, nhìn thấy ảnh chân dung của mặc phục cừu quả thật là lại xuất hiện, có chút thú vị. hàng tuyệt nhìn thấy mặc phục cừu, không khỏi lâm vào trong hồi ức. lúc ấy mọi người đều là thiếu niên. mặc phục cừu hăng hái hăm hở, mà hàng tuyệt thì cẩn thận nhát gan, đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. hàng tuyệt tiếp tục xem cảnh thiên công đã lâu không chú ý lại bắt đầu sinh động. Thằng ông này rất lâu trước kia rời khỏi thần cung tới hỗn độn, không ngờ vẫn đang một mực nguyền rủ người ta, không hổ là tín đồ trung thành của hắc ám cấm chủ. Vì sao tỳ thiên lão tổ lại chỉ điểm cho hắn? Hàng tuyệt cảm thấy thú vị, nhưng cũng chỉ là thú vị mà thôi. Nói chung cảnh thiên công là người của hắn, độ hảo cảm một mực không giảm xuống. Xem tiếp, hàng tuyệt lại nhìn thấy một bưu kiện. Cựu địch trớ chú ma thần của ngươi bị bạn tốt thần bào đạo nhân của ngươi tru sát, hình thần câu diệt, trớ chú đại đạo quy về hỗn độn. Trớ chú ma thần không còn. Hàng tuyệt điều tra nhân tế quan hệ, phát hiện ảnh chân dung thật sự không còn. Vẻ mặt của hắn rất cổ quái. Trước kia hắn còn coi trớ chú ma thần là đại bốt, không ngờ lại không còn nữa. Cũng tốt, thế mới có thể thể hiện ra sự cường đại của ta. Không cần tự mình xuất thủ tiêu diệt một đại địch tiềm tại. Sự vẫn lạc của trớ chú ma thần có ý nghĩa rất sâu xa, thế có nghĩa là sự ước thúc của hắc ám cấm chủ đã giảm xuống trên diện rộng. Không thể không nói, thần bào đạo nhân là một nhân tài. Lúc trước tới tập kích thiên đạo để lại hai hậu thủ, tuyệt đối là đối thủ cực kỳ quan trọng. Loại người này ngoài mặt thì kinh miệt kẻ địch, cố ý xây dựng hình tượng ngu xuẩn cho bản thân, lại âm thầm chuẩn bị các loại thủ đoạn, khiến kẻ địch ghê tởm, làm tay sai cho mình, giao việc cho hắn, là rất yên tâm. Hảo cảm của hàng tuyệt đối với thần bào đạo nhân lại tăng trưởng. Một đường xem xong tất cả bưu kiện, hàng tuyệt lại bị gợi lên hồi ức. Đột nhiên muốn ra ngoài dạo một chút. Ở trong thiên đạo, hắn là vô địch tuyệt đối, không sợ gặp phải nguy hiểm. Nói chung năm tháng cũng dài lâu, bỏ ra trăm năm đi dạo thiên đạo, thể nghiệm một chút hồng trần hiện tại. Hàng tuyệt phân ra một đạo hồn niệm, hóa thành phân thân, nhanh chóng bay tới tiên giới, bản tôn thì tiếp tục tu luyện. Hình tượng của phân thân cũng giống như bản tôn, tuy một thân chí bảo là hư ảo, nhưng bức cách thì vẫn còn. Hàng tuyệt không muốn ngụy trang. Cẩn thận trăm vạn năm, ở địa bàn của mình còn ra vẻ cái gì? Hắn cũng không phải cải trang vi hành, chỉ là muốn xem nhân thế. Trạm thứ nhất là bất chu thần sơn. Hắn ở trong bưu kiện nhìn thấy tình huống của Hàng Ngọc, tiểu tử này thật sự rất giống hắn lắng động trong năm tháng dài lâu an tâm tu luyện bất chu thần sơn trên đỉnh núi hàn ngọc ngồi dưới tàn cây nhìn nữ tử áo xanh đang quét dọn đạo quán bất đắc dĩ nói không cần quét dọn ta không ở bên trong giữ lại nó chỉ là để tưởng nhớ sư phụ của ta thôi nữ tử áo xanh vốn có thể thi pháp chỉ cảm thấy làm vậy thì quá lỗ mãn cho nên mới tự mình động thủ nghe hàn ngọc nhắc tới sư phụ nữ tử áo xanh đi ra khỏi đạo quán tò mò hỏi sư phụ của ngài nhất định là rất lợi hại phải không hắn đi đâu rồi ánh mắt hàn ngọc trở nên mơ hồ chậm rãi nói ta cũng không rõ nhưng hắn nhất định đang theo đuổi đạo của mình rồi sẽ có một ngày trở về thôi sư phụ của ngài còn lợi hại hơn ngài ư nữ tử áo xanh tò mò hỏi khí độ của hàn ngọc là trầm ổn nhất có tiên phong đạo cốt nhất mà nàng từng thấy, không phải một trong. Hàng Ngọc cười nói. Tất nhiên rồi, ta cho rằng sư phụ ta là mạnh nhất. Nữ tử áo xanh chớp chớp mắt, cũng không tin, dẫu sao thiên đạo vô cùng rộng lớn, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, không ai biết có bao nhiêu đại năng thái cổ đang ẩn mình, huống chi còn có truyền thuyết thánh nhân. Ồ, sư phụ ngươi là mạnh nhất, vậy thì ta tính là gì? Một đạo thanh âm vang lên, nữ tử áo xanh quay đầu lại nhìn. Chính là Hàng Tuyệt. Hai người đều giật mình. Hàng Tuyệt mặc tuế nguyệt trầm đạo bào, đầu đội thái sơ thần minh quang, uy vũ khí phách, thắt lưng quấn tam thiên thiên long cân, phía sau có long ảnh lay động, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt, hỗn tuyệt kim cương trác trên cổ tay bốc lên liệt diễm, quan thế sơ tâm châu vần quanh người hắn, biến ảo các loại hình thái, lại thêm dung nhan tuyệt thế vô song đó của hắn, dù là Hàng Ngọc nhìn cũng ngây người hàn ngọc sợ tới mức vội vàng đứng dậy cuối người hành lễ trung giọng nói đương nhiên ngài mạnh nhất sư phụ ta so sánh với ngài căn bản là không thể đưa lên mặt bàn nữ tử áo xanh hồi thần nhìn thấy hàn ngọc thất thố như vậy nàng không khỏi khiếp sợ hoài nghi hai mắt của mình nàng quan sát kỹ hàn tuyệt bỗng nhiên cảm thấy hàn tuyệt và hàn ngọc cực kỳ giống nhau giống như là thân huynh đệ hàn ngọc chú ý thấy ánh mắt của nàng thấp giọng quát càng rỡ. Cút xuống núi đi tu luyện, không có mệnh lệnh của ta, không được lên núi. Nữ tử áo xanh bị dọa sợ, Hàng Ngọc vẫn là lần đầu tiên lộ ra thái độ hung dữ như vậy, khiến nàng sợ tới mức vội vàng cuối người hành lễ với Hàng Tuyệt, sau đó bay xuống núi. Hàng Tuyệt hạ xuống ở trước mặt Hàng Ngọc, cười nói. Việc gì phải tức giận như vậy? Nàng là gì của ngươi? Hàng Ngọc cố nén khẩn trương, câu thúc nói xem như mà một nửa đồ nhi đi. Trên đỉnh núi của Bất Chu Thần Sơn, Hàng Tuyệt và Hàng Ngọc ngồi đối diện nhau dưới tàn cây, Hàng Tuyệt bảo Hàng Ngọc kể lại kinh lịch mấy năm nay, Hàng Ngọc không dám giấu giếm. Kể ra, hai người kỳ thật đã gặp mặt mấy lần, nhưng phần lớn vẫn là ở trong báo mộng. Hiện giờ Hàng Ngọc đã biết thân phận của vị lão tổ tông này, vô cùng câu nệ. Quan hệ tổ tôn nói ra thì cũng có huyết thống, nhưng cách quá xa, hai người lại không sớm chiều ở chung, Hàng Ngọc rất khó thân thiết với Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt kiên nhẫn nghe Hàng Ngọc kể lại giảng kinh, nghe rất say sưa. Không thể không nói, tuy Hàng Ngọc thường xuyên khổ tu, nhưng lúc trước từng tới hỗn độn, kinh lịch còn phong phú hơn cả nhân sinh của Hàng Tuyệt. Ước chừng qua mấy ngày, Hàng Ngọc mới kể xong. Thật sự không còn, ta đã kể hết rồi. Hàng Ngọc lộ ra vẻ ủy khuất, nói. Hàng Tuyệt cười nói. Không tồi không tồi, rất xuất sắc, ta nghe rất thú vị. Hàng Ngọc bất đắc dĩ, vị lão tổ tông này là chuyên môn tới để nghe cố sự à. Ngài tự bấm ngón tay tính toán, tất cả trong thế gian này không phải đều lọc vào trong mắt của ngài à. Hàng Ngọc chỉ có thể tiếp dè biểu ở trong lòng, không dám nói ra miệng. Trên thực tế hắn vẫn rất cao hứng. Hàng Tuyệt có thể tìm hắn, chứng tỏ vẫn để ý tới hắn, khiến hắn thụ sủng nhược kinh vị lão tổ tông trước mắt này chính là tồn tại siêu nhiên mà thánh nhân cũng chưa chắc có thể được gặp. Hàng tuyệt nói, bảo trì thái độ tu hành này, ngày sau ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, thánh nhân không phải là giấc mộng xa không thể với đối với ngươi, càng sẽ không phải là trung điểm của ngươi. Hàng Ngọc vừa nghe vậy, lập tức kích động, vội vàng khấu tạ hàng tuyệt. Hàng tuyệt cười nói, ngươi trông rất giống ta, đáng tiếc huyết mạch cách quá xa, tư chất không kế thừa hoàn toàn, có điều chỉ cần ngươi có một tấm lòng kiên cường, sớm muộn gì cũng sẽ vượt lên trên chúng sinh, nhớ ngày đó, ta cũng chỉ một phàm nhân. Hàng Ngọc hưng phấn gật đầu, lúc trước lúc trước cũng có chút mê mang, không biết con đường mình lựa chọn có chính xác hay không, hiện giờ được Hàng Tuyệt khen, hắn lập tức cảm thấy tràn đầy lòng tin. Hàng Tuyệt đứng dậy, lấy ra thiên nguyên trạc, đây là thiên đạo linh bảo, cũng là pháp bảo phòng ngự. Đây là thiên nguyên trạc, thiên đạo linh bảo, xem như là lễ gặp mặt đi. Hàng Ngọc tiếp nhận thiên nguyên trạc, không khỏi thụ sủng nhược kinh. Hắn theo bản năng muốn uyển chuyển cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới hàng tuyệt chính là trưởng bối, nếu hắn cự tuyệt, không phải là vỗ vào mặt hàng tuyệt à. Đừng nhìn hàng tuyệt vẻ mặt ôn hòa với hắn, hắn từng nghe nói tới những truyền thuyết khủng bố của hàng tuyệt. Ở trong các thánh, hàng tuyệt tuyệt đối là vị vô cùng tàn nhẫn. Đúng rồi, năm đó hàng thác không đi cứu ngươi, không phải hắn ý chí sắt đá, là lúc ấy hắn bị trấn áp ở âm phủ, phải chịu đựng thống khổ mà ngươi không thể tưởng tượng được, hắn. Kỳ thật cùng giống như ngươi, lẽ loi hành tẩu trong thiên địa, hắn chưa đến 20 tuổi đã rời khỏi ta, một mực không biết thân phận thực sự của ta, cho tới khi đi theo tà thiên đế, mới biết thân phận của ta. Hàng tuyệt ý vị thâm trường nói. Sắc mặt hàng ngọc trở nên phức tạp. Hàng tuyệt cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Tổ tông, ngài đi đâu vậy? Du lịch tiên giới và chư thiên. Ta. Cứ tu luyện đi, chẳng lẽ ta còn cần ngươi bảo hộ à? Tiếng cười của hàng tuyệt dần dần đi xa, trong lòng hàng ngọc cảm khái vạn phần. Như thế nào là đắc đạo, chính là đây. Tùy tâm sở dục, tiêu giao trong thiên địa. Ánh mắt hàng ngọc trở nên kiên định, hắn cũng muốn trở nên giống như hàng tuyệt. Bên kia. Hàng tuyệt thuận theo bất chu thần sơn đi xuống, hắn muốn lãnh hội một chút sự to lớn của bất chu thần sơn kể ra núi này còn là hắn tặng cho lý đạo không ven đường hắn gặp nữ tử áo xanh đang ngồi đã tọa tu luyện trên sườn núi ký tức của hắn hư vô nữ tử áo xanh không bắt giữ được nhìn nàng trong lòng hàng tuyệt khẽ động tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái một luồng sáng nhanh chóng ùa vào trong đầu nữ tử áo xanh đó là cảm ngộ đại đạo của hắn tuy chỉ là một chút nhưng đủ để đề thăng ngộ tính của Phạm Linh. Từ sau khi Tần Linh rời khỏi, Hàng Ngọc sống đơn độc một mình, vất vả lắm mới có nửa đồ đệ, Hàng Tuyệt cảm thấy mình cũng nên chiếu cố một chút. Chỉ giới hạn ở đây thôi. Không biết qua bao lâu, nữ tử áo xanh chậm rãi mở mắt. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy thiên địa thay đổi. Chính xác là cảm quan của nàng đã thuế biến. Sự bắt giữ của nàng đối với tiên thiên chi khí, linh khí, nhật nguyệt tinh hoa càng mẫn cảm hơn chuyện gì thế nữ tử áo xanh nhíu mày lẩm bẩm về phần hàng tuyệt sớm đã rời đi rồi lúc này thanh âm của hàng ngọc bồng bình vang xuống đi lên đây mắt nữ tử áo xanh sáng lên lập tức lên núi rất nhanh liền đi tới trước mặt hàng ngọc rồi hành lễ hàng ngọc tất nhiên đã nhìn thấy hàng tuyệt vung tay với hàng ngọc rồi sau đó nữ tử áo xanh lâm vào trạng thái ngộ đạo rất rõ ràng nha đầu này có đại cơ duyên ánh mắt hàng ngọc rất phức tạp hỏi cảm giác thế nào đối với nữ tử áo xanh kỳ thật hắn cũng không tính là quá yếu thích hắn chỉ là thuận tiện để người ta bầu bạn với mình nhưng nếu nha đầu này trở nên mạnh hơn nhất định sẽ lại đi báo thù lão tổ tông có phải ngài hiểu lầm quan hệ của ta và nàng không nữ tử áo xanh hưng phấn nói ngài cũng nhìn ra à ta đột nhiên cảm thấy tất cả đều khác. Hàng Ngọc gật đầu, nói. Có lẽ là có được cảm ngộ thiên địa, cơ duyên này là có thể gặp chứ không thể cầu, ngày sau chưa chắc sẽ lại có nữa. Nữ tử áo xanh cái hiểu cái không gật đầu. Nàng tò mò hỏi. Vị tiền bối kia đâu rồi? Đã đi rồi à? Hắn là người phương nào, huynh trưởng của ngài à? Hàng Ngọc lường nàng một cái, mắng. Không được nói bậy, hắn chính là lão tổ tông của ta việc này về sau cứ coi như là quên rồi không được nhắc tới với bất kỳ ai lão tổ tông nữ tử áo xanh tấm tắt lấy làm lạ tuy thế gian có đạo trú nhang nhưng hàng tuyệt không hề mang tới cho nàng cảm giác già nua chẳng trách tiền bối đối mặt với hắn lại hoang mang như vậy tiền bối hắn mạnh lắm à còn mạnh hơn sư phụ của ngài nữ tử áo xanh tò mò hỏi ánh mắt hàng ngọc rất phức tạp dùng một loại ngữ khí khó có thể nghiền ngẫm nói. Ngươi nhìn thấy trời chân chính rồi, đây chính là nhãn giới mà ngươi bất kể có tu luyện như thế nào cũng không thể chạm đến. Nữ tử áo xanh nhíu mày, cẩn thận cân nhắc lời nói của Hàng Ngọc. Sau khi rời khỏi bất chu thần sơn, Hàng Tuyệt đi bộ hành tẩu trong thiên địa, một mực dừng bước dừng bước. Sông núi chập trùng, đầm nông hang sâu, các loại cảnh đẹp tráng lệ lướt qua trước mắt hắn, trong lúc này hắn còn gặp phải rất nhiều người tu hành, có điều thấy hắn khí thế bất phàm, cũng không dám tới gần. Hàng tuyệt vừa du lịch, vừa nhớ lại quá khứ. Từng có lúc, phiến thiên địa này là tồn tại mà hắn kính sợ, hắn thậm chí còn không dám đặt chân. Từng năm trôi qua. Một ngày này, hàng tuyệt đi tới trên một sơn đạo gập ghềnh, giữa sườn núi có một dãy nhà gỗ lầu cát, giống như thôn trấn. Hàng tuyệt nghe thấy tiếng vui đùa ầm ĩ của hài đồng chỉ thấy một hài đồng bảy tám tuổi cưỡi một con sói trắng từ trong cây cối bên cạnh lao ra, nhảy tới núi rừng cách hơn trăm trượng ở đối diện. Hàng tuyệt hiếp mắt lại nhìn. Hả? Hắn ở trên người hài đồng đó nhìn thấy một dòng tử khí. Một dòng tử khí này rất nhạt, nhưng rất thần bí. Không phải hồng mông tử khí, cũng không phải đại đạo tử khí, mà giống như là một loại khí vận. Hàng tuyệt bấm ngón tay suy tính hài đồng này, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ thánh nhân tương lai mấy năm nay người hàng tuyệt đã thấy là nhiều không đếm xuể nhưng có thể dẫn tới sự chú ý của hắn lại chỉ có hài đồng đó hiện giờ khí vận thánh nhân đã không thể kích phát kiểm tra tiên thiên khí vận của hệ thống có điều hàng tuyệt chính là đại đạo thánh nhân có thể xem xét được mệnh số của phàm linh thánh nhân tương lai ở trong mắt hàng tuyệt cũng là không đáng nhắc tới với xu thế phát triển của thiên đạo hiện giờ tương lai thiên đạo thánh nhân nhất định sẽ là một con số nhỏ hàng tuyệt tiếp tục đi tới rất nhanh liền rời khỏi núi rừng này trong núi rừng hài đồng đó từ trên lưng sói nhảy xuống quay đầu lại nhìn không biết vì sao lại có một loại cảm giác buồn bã mất mát khó hiểu giống như là bỏ lỡ gì đó hắn tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu loại cảm xúc này lập tức liền quên đi bị một con thỏ hoang trong rừng cây hấp dẫn mười mấy năm sau Hàng tuyệt đi tới gần thánh mẫu giáo, đứng trên vách núi đón gió, phong độ phiên phiên. Đưa mắt nhìn, trên dãy núi nhấp nhô liên miên tọa lạc lâu quỳnh điện ngọc nhiều vô số kể, từng nữ tu sĩ tu hành ở các phương thiên địa, có người đã tọa trong rừng, có người đấu pháp ở trên trời, ai nấy đều tiên khí mười phần, giống như trên trời trên trời. Phát triển cũng không tệ lắm. Hàng tuyệt khen ngợi, tuy lệ giao, ngộ đạo kiếm, đồ linh nhi đã thoái vị, nhưng thánh mẫu giáo vẫn nằm trong tay đồ đệ của bọn họ vẫn thuộc về chi nhánh của ẩn môn lúc này một đám nữ đệ tử cưỡi mây đi ngang qua một nữ tử áo vàng trong đó liếc hàng tuyệt một cái khẽ hô đây là địa vực của thánh mẫu giáo nam nhi không thể tới gần nữ đệ tử khác nhìn chằm chằm hàng tuyệt đều bị sự anh tuấn của hắn hấp dẫn bọn họ hàng năm bế quan trong giáo cực ít gặp nam tử cho dù có ra ngoài lịch luyện cũng chưa từng thấy Mỹ Nam tử như Hàng Tuyệt, lập tức không ít nữ đệ tử vừa gặp đã yêu Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt cười cười, xoay người rời đi. Đợi đã, các hạ có thể để lại đạo hiệu không, nếu là tiền bối trong giáo cho mời, chúng ta có thể đi bẩm báo. Một nữ tử áo trắng hỏi, diện mạo của nàng khá đẹp, trong ánh mắt lộ ra anh khí, dung mạo cũng coi như là thượng thừa trong đám nữ đệ tử này. Hàng Tuyệt xua tay, để lại một câu đi ngang qua thôi. Hắn cũng không có hứng thú với đám tiên nữ này. Thú vui nam nữ đã không thể chi phối được suy nghĩ của hàng tuyệt, ở trong mắt hắn, mỹ nhân tuyệt thế và nữ tử tầm thường là không khác gì nhau. Sau khi hàng tuyệt rời đi, đám nữ đệ tử này không nhịn được mà bắt đầu thảo luận. Đều tại lý sư muội đuổi người ta đi làm gì? Đẹp trai quá, làm sao bây giờ, ta hình như đã thích hắn rồi. Nhìn cách ăn mặc của hắn, chắc không phải tu sĩ tầm thường, đừng dẫn tới phiền phức. Thánh mẫu giáo ta cũng không phải giáo phái tầm thường, chúng ta vừa nói, hắn liền đi ngay, chứng tỏ người này cũng không phải hạ người ngang ngược vô lễ, ai, chỉ là đi quyết đoán quá. Đúng vậy, trước khi nam tu sĩ đi ngang qua thánh mẫu giáo, đều sẽ mồm mép láo lĩnh, rất ít có nam tử vừa nhìn thấy chúng ta lại thông dong như vậy. Nữ tử áo trắng nghe các tỷ muội đồng môn nói chuyện, không khỏi nhìn về phía bóng lưng của hàng tuyệt. Hàng tuyệt khiến nàng cảm thấy động lòng một cách khó hiểu, nàng chưa từng có cảm giác như vậy, cho dù là những đệ tử thiên kiêu của giáo phái khí vận lớn cũng không thể sánh bằng. Hắn rốt cuộc là ai? Trước mắt hàng tuyệt liên tiếp nhảy ra nhắc nhở hảo cảm, hắn đều không đếm xỉ đến. Trong những năm nay, phần lớn nữ tử vừa gặp đều rất dễ sinh ra hảo cảm đối với hắn, còn có cả nam tử vừa gặp đã thương hắn. Đối với hàng tuyệt mà nói, đều là bình thủy tương phùng, không thể bởi vì độ hảo cảm của người khác đối với hắn mà mang tới cơ duyên cho người ta hắn cũng tự hiểu lấy mình người khác thích không phải là con người của hắn mà là khuôn mặt này hảo cảm của duyên gặp mặt một lần luôn yếu ớt rất dễ bị năm tháng xóa đi đều là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi khi hàng tuyệt hành tẩu trong thiên địa tam thập tam trọng thiên ngoại trong bàn cổ điện bàn tâm tấn thần tiêu đại đế từ đố đạo kỷ tiên thần tụ tập ở đây giới thánh nhân đều có một phe cánh riêng của mình phe cánh của bàn tâm lại có thêm hai vị thánh nhân tuy các thánh nhân đều nghe lệnh hàng tuyệt nhưng không ngại bọn họ đều tự kéo bè cánh riêng tựa như ẩn môn cũng có lợi ích bất đồng ngay cả giữa đệ tử thân truyền cũng có vòng nhỏ riêng bàn tâm mắng mệnh chết tiệt ta chuẩn bị tử chiến với bọn họ từ đố đạo lo lắng nói không phải hàng tiền bối đã nói rồi à tạm thời đừng xung đột với mệnh. Bàn tâm cười nói. Không xung đột, cũng có thể liều chết, gần đây mệnh bắt bớ đại năng trốn từ trong cổ hoang ra, chúng ta có thể phá rối. Nói nói. Kỳ thật chúng ta cũng có thể lôi kéo những đại năng đó gia nhập thiên đạo, tựa như hàng đạo hữu lôi kéo hư hồn đại thánh vậy. Hư hồn đại thánh chính là đại đạo thánh nhân, lại thêm hàng tuyệt, hai đại đạo thánh nhân thủ hộ thiên đạo, cho dù là đại đạo thánh nhân mới tới có lòng mưu nghịch cũng không sợ kỷ tiên thần mở miệng nói nếu vậy thì chúng ta phải tới hỗn độn à hắn vẫn chưa từng tới hỗn độn cho nên có chút khẩn trương nói nói yên tâm ta tới một mình trước các ngươi đều tự lựa chọn một đám người tu hành đến lúc đó sẽ có chỗ dùng từ đố đạo hỏi người tu hành dưới thánh nhân đối mặt với mệnh chẳng phải là vật hy sinh à bàn tâm lườm hắn một cái, nói. Có mất mới có được, một khi thành công, không chỉ có thể ngăn chặn mệnh, còn có thể làm thiên đạo lớn mạnh. Nói nói. Đây quả thật là một công lớn, hàng đạo hữu chỉ nói không thể tùy tiện khơi dậy xung đột, chứ không hề nói là muốn bỏ qua cho mệnh. Từ đố đạo nhíu mày, cuối cùng cũng không phản bác. Tính toán của thánh nhân, chúng sinh đều là quân cờ. Chỉ cần là tốt cho thiên đạo, hy sinh trước mắt có tính là gì? Bàn tâm tiếp tục dặn dò một số chi tiết, tứ thánh nghiêm túc lắng nghe. Bên kia, trong càng khôn điện, huyền đô thánh tôn, thiên tuyệt giáo chủ, nam cực thiên tôn, cầu tây lai, phương lương, vô pháp thiên tôn cũng đang thương lượng công việc. Trăm phương thiên địa kết minh, đây không phải là việc nhỏ, khác với yến hội lúc trước, lần này là động chân cách, đến lúc đó thần bào đạo nhân cũng sẽ tỏa trấn, cũng không biết thần bào đạo nhân có nhằm vào thiên đạo hay không huyền đô thánh tôn trầm ngâm nói từ khi quy khư thần cảnh bị phá diệt đại đạo thần linh vẫn lạc hỗn độn đã rối loạn càng lúc càng nhiều đại năng ra ngoài khai thiên tích địa còn có những thiên địa trốn trong chỗ tối cũng theo đó trồi lên mặt nước không chỉ thiên đạo nên đón thịnh thế hỗn độn cũng vậy vô pháp thiên tôn mở miệng nói thần bào đạo nhân chắc sẽ không nhằm vào thiên đạo nói không chừng còn có thể ủng hộ thiên đạo thiên tuyệt giáo chủ phương lương cầu tây lai đều gật đầu nam cực thiên tôn nhìn chầm chầm bốn người mí mắt giật giật huyền đô thánh tôn dường như nghĩ đến gì đó ánh mắt khẽ biến nói một khi đã như vậy năm người chúng ta đến đó thánh nhân khác tọa trấn thiên đạo nam cực thiên tôn hỏi việc này không tiến hành trao đổi với thánh nhân à huyền đô thánh tôn nói không cần thiết, thiên đạo càng lúc càng mạnh, nếu mỗi một chuyện đều cần thương nghị, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành tập tục xấu, tốt nhất là mỗi một vị thánh nhân đều có thể một mình đảm đương một phía. Nam Cực Thiên Tôn nhìn hắn một cái rất sâu, mắng thầm, lão hồ ly cuối cùng cũng kéo xuống cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống, bắt đầu tranh quyền rồi. Trong mấy chục vạn năm trước, Huyền Đô Thánh Tôn luôn là bộ dạng vô dục vô cầu, dần dần nắm được đại quyền, hiện tại muốn tranh gì? thánh nhân khác ngược lại không tiện mở miệng cự tuyệt việc này cứ quyết định vậy đi các ngươi đều tự lựa chọn một đám thiên kiêu tư chất càng mạnh càng tốt vừa hay thể hiện ra sự cường đại của thiên đạo với thiên địa khác huyền đô thánh tôn phân phó ngữ khí không cho phép nghi ngờ sau khi có được xác định của vô pháp thiên tôn hiện tại huyền đô thánh tôn đã tràn đầy lòng tin tiên giới biển rộng vô biên hàng tuyệt đứng trên bờ cát sóng biển liên tiếp vỗ bờ giống như từng vòng hoa trắng hai bên nhìn không thấy cuối bầu trời nơi này là xanh như vậy thấp như vậy gió biển mang theo hơi mặn thổi vào mặt tóc dài của hàng tuyệt hơi bồng bềnh theo gió hắn nheo mắt lại quả thật là vui vẻ thoải mái đi mấy chục năm ở tiên giới hắn đã tới công môn tu hành đi qua thành trì phàm nhân kiến thức sự đại khí của miếu thờ hoàng cung cũng kiến thức qua niềm vui bình thản của phàm phu hương hắn cũng gặp phải không ít chuyện ác có điều thật lòng mà nói, thiên đạo xem như vẫn ở vào trong đại thế hòa bình. Nào có thế giới hòa bình tuyệt đối? Về phần gặp phải chuyện ác, hàng tuyệt tuyệt đối sẽ không nhúng tay, bởi vì hắn có thể nhìn thấy những ác nhân đó khi đang làm bậy, trong minh minh, mệnh số của bọn họ cũng đang đi tới tan vỡ. Hôm nay hắn giết một người, bắt nạt một người, có lẽ sẽ cảm thấy sáng khoải, nhưng hàng tuyệt có thể nhìn thấy tương lai của hắn sẽ thê thảm, đời tiếp theo thậm chí là rất khó được làm người. Đây chính là bố cục của đại năng, đây là lý do vì sao những đại năng lòng mang thiện tâm đó không cứu tế khổ nạn, chỉ vì bọn họ nhìn xa. Hôm nay cứu một người, người này thoát được một kiếp này, có lẽ sẽ có kiếp nạn lớn hơn đang chờ. Đương nhiên, đây là bố cục khác nhau. Khi cảnh giới trên lệch không lớn, nếu có thiện tâm và chính nghĩa, nên chuyển thành hành động, tích lũy công đức cho mình, không ngừng đề thăng, chỉ để cứu giúp được nhiều người hơn. Hàng tuyệt không phải không thiện, chỉ là hắn đã vượt trên thiên địa quy tắc, không muốn nhúng tay phá đi trật tự. Phạm nhân cũng sẽ không vì mâu thuẫn của con kiến dưới đất trong vườn mà ra mặt. Thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo một chút quả thật không tồi. Hàng tuyệt lẩm bẩm, trên mặt nở nụ cười. Thiên đạo có thể có hôm nay, hắn cảm thấy mình chiếm công đầu. Có lẽ hắn không xây dựng thiên đạo, nhưng phương hướng phát triển của thiên đạo Huyền Đô Thánh Tôn cũng phải hỏi hắn. Nếu không có hắn, Thiên đạo đã không biết bị diệt bao nhiêu lần rồi. Hàng tuyệt đi dọc theo bờ biển, không có mục đích. Trên trời một đàn phi cầm bay qua. Ầm. Mặt biển bỗng nhiên nổ tung, chỉ thấy một con cá chuối khổng lồ to như núi nhảy ra, che trời phủ đất, trên đỉnh đầu nó là một đạo thân ảnh, đó là một nam tử áo lam, tay cầm một thanh kiếm. Ha ha ha, nghiệt Súc, muốn ăn ta à? ngươi còn kém xa lắm nam tử áo lam cười nói xoay người chính là một kiếm kiếm khí quét ra máu tươi bắn tóe đầu cá chuối bị chém thành hai nửa không ngờ phát ra tiếng gào thét giống như hổ gầm cá chuối rơi vào trong nước biển làm dâng lên sóng biển cao mấy trăm trượng khi nước biển sắp rơi xuống người hàng tuyệt trực tiếp bốc hơi hàng tuyệt liếc một cái thầm cảm khái mạo hiểm kinh tâm động phách như vậy ta vẫn chưa từng trải qua thật hâm mộ nam tử áo lam tung người nhảy lên hạ xuống ở trước mặt hàng tuyệt cất kiếm vào trong vỏ hắn tiêu sái vỗ vỗ y bào cười hỏi huynh đài giỏi lắm không ngờ ta lại không phát hiện được khí tức của ngươi hàng tuyệt nói đã không phát hiện được ngươi còn dám chặn đường nam tử áo lam cười nói hành tổ thiên hạ không phải là để kết giao thêm bạn tốt à tại hạ cố hành không biết danh hào của huynh đài là gì Hàng tuyệt tự cười mà như không phải cười, nói. Danh hào của ta không thể cho ngươi biết, nếu không ngươi sẽ phải thừa nhận nhân quả rất lớn. Cố hành sửng sốt. Rất con mẹ nó biết ra vẻ. Hắn còn cho rằng mình đã giỏi ra vẻ lắm rồi, không ngờ còn có thể gặp người giỏi hơn. Cười nói cười nói. Thế à, huynh đài cho ta thử xem liệu có thể thừa nhận được nhân quả lớn không? Hàng tuyệt bỗng nhiên giơ tay đè lên vai hắn. Nhanh quá! đồng tử của cố hành phóng to, trong lòng kinh hãi. Ánh mắt hắn nhìn vào mắt hàng tuyệt, uy áp khủng bố bao phủ trong lòng hắn, hắn sợ tới mức trực tiếp quỳ rạp ở trước mặt hàng tuyệt. Hàng tuyệt cười cười, đi ngang qua hắn. Hắn tốt xấu gì cũng là đại đạo thánh nhân, việc gì phải tính toán với phàm nhân. Trong vài bước, hàng tuyệt liền biến mất ở cuối đường ven biển. Một lúc sau, cố hành hồi thần, run rẩy đứng dậy hắn sợ hãi nhìn về phía phương hướng hàng tuyệt rời đi lẩm bẩm hắn rốt cuộc là ai mẹ nó ta chính là lục huyền thần nguyên mà hắn thích nhất là giả lợn ăn thịt hổ lúc trước áp chế khí tức đến tu vi thái ất chân tiên hành tẩu thiên địa đùa bẩn nhân gian có thể khiến lục huyền thần nguyên trực tiếp phải quỳ gối quá không hợp lẽ thường cố hành đã từng tới đạo tràng của thánh nhân trong lòng hắn đầy nghi hoặc người vừa rồi rốt cuộc là ai Hắn nhớ lại, hoảng sợ phát hiện mình đã không nhớ được bộ dạng của đối phương. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong một tòa miếu thờ, hàng tuyệt ngồi trước bàn uống trà, đối diện là một tăng nhân áo trắng, chính là bạch y Phật rất lâu trước kia đã quy thuận hàng tuyệt, hiện giờ là giao giới chi chủ. Đối với hàng tuyệt tới, bạch y Phật rất kích động. Hắn tưởng rằng hàng tuyệt đã quên hắn, nhưng hắn không bất mãn, dẫu sao dựa vào giao giới và nhân quả của hàng tuyệt các thánh nhân đều rất chiếu cố hắn hàng tuyệt cười nói giao giới phát triển không tồi đại la kim tiên cũng có mười vị bạch y phật cố nén hưng phấn cung kính nói cũng nhờ có lão nhân gia ngài tài bồi hiện giờ giao giới không chỉ phát triển phồn vinh địa vực cũng rộng lớn được coi là phàm giới thứ hai hàng thật giá thật ngọc thanh thánh tông vẫn còn đã là thánh địa cổ xưa nhất nội tình hùng hậu, thánh địa thiên tiên phủ đã vẫn lạc trong đại chiến chính ma mấy chục vạn năm trước, vốn Ngọc Thanh Thánh Tông đã mất, may mà có Bạch Y Phật che chở. Bạch Y Phật biết rất rõ tầm quan trọng của Ngọc Thanh Thánh Tông, có lẽ hàng tuyệt đã không để ý tới Ngọc Thanh Thánh Tông, nhưng nhìn thấy Ngọc Thanh Thánh Tông, tất nhiên sẽ gợi lên hồi ức, chỉ cần có chút ký ức là đủ rồi. Đây là điểm khác nhau giữa giao giới và phàm giới khác. Một khi Ngọc Thanh Thánh Tông không còn, giao giới và hàng tuyệt sẽ triệt để đoạn tuyệt nhân quả. Bạch Y Phật giống như nghĩ đến gì đó, nói. Đúng rồi, trưởng giáo Lý Khanh Tử năm đó của ngài đã chuyển thế, hiện giờ là thiên kiêu của Ngọc Thanh Thánh Tông. Hàng tuyệt nhìn hắn một cái rất sâu, khiến hắn cúi đầu. Không xong rồi. Quá lộ liễu. Bạch Y Phật thầm hối hận, mình vẫn quá nôn nóng, loại chuyện này nên là để hàng tuyệt tình cờ phát hiện mới có hiệu quả, sao có thể tự mình nói ra ngươi có lòng, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, ta cũng sẽ không quên những gì ngươi phải trả giá. Hàng tuyệt nâng chung trà lên cười nói, nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Lý Khanh Tử đã là cố nhân ở một lượng kiếp trước, luân hồi trôi qua đã lâu, hơn nữa còn có quỷ hồn chết trong diệt đạo thần thông, Lý Khanh Tử có thể thoát khỏi diệt đạo thần thông, chắc là có người che chở, khiến hắn không chuyển thế trong lượng kiếp. Bạch Y Phật kinh hỉ, vội vàng nói không dám nhận. Hàng tuyệt ở miếu thờ này mấy tháng mới rời đi, trong lúc này còn truyền thụ thần thông cho Bạch Y Phật. Trong một dãy sơn cốc, một nam tử áo vải đang luyện kiếm trong rừng trúc, hắn chỉ luyện kiếm chiêu, pháp lực không tiết ra ngoài, thậm chí không dâng lên một chút sóng gió. "Ta truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp nhé." Một đạo thanh âm vang tới, nam tử áo vải quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử cực kỳ anh tuấn xuất hiện ở cách đó không xa, mỉm cười nhìn. Nam tử áo vải cảnh giác hỏi. Đạo hữu là ai? Vì sao ta chưa từng thấy ngươi ở Ngọc Thanh Thánh Tông? Hàng tuyệt nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ này, cười nói. Ta có thể giúp ngươi trở thành người mạnh nhất của Ngọc Thanh Thánh Tông, ngươi nói đi, ngươi có học không? Nam tử áo vải nhíu mày, trầm giọng nói. Không học. Nghe thấy nam tử áo vải nói hai chữ không học, hàng tuyệt có chút ngẩn ngơ. Nhớ năm xưa Lý Khanh Tử thường xuyên dùng các loại lợi ích để dụ hắn ra ngoài, hắn cũng cự tuyệt như vậy. Trăm vạn năm trôi qua, Lý Khanh Tử đã triệt để thay đổi, sớm đã không phải cố nhân năm đó. Có lẽ linh hồn vẫn là linh hồn đó, nhưng người lại đã thay đổi. Hàng tuyệt đột nhiên cảm thấy luân hồi không có ý nghĩa. Luân hồi chỉ tiện nghi cho những đại năng hạ phàm lịch luyện, đối với phàm nhân mà nói, khoảnh khắc uống xong canh mạnh bà thì có khác gì là hình thần câu diệt không phải tất cả phàm nhân đều có thể được đại năng lay tỉnh ký ức của mình. Có lẽ sự tồn tại của luân hồi, chỉ là đại năng không dám diệt quỷ hồn, sợ gánh vác nghiệp lực. Dẫu sao mỗi thời mỗi khắc, đều có hồn phách mới được sinh ra trong thiên địa, không chỉ đến từ âm phủ, cũng có đến từ thiên đạo. Hàn Tuyệt cười nói: "Thật sự không học à?" Nam tử áo vải cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Ngọc Thanh Thánh Tông." Nếu ngươi dám động thủ, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Hàng tuyệt buồn cười lắm. Ngươi càng cự tuyệt, ta càng muốn dạy ngươi, cho dù ngươi kêu tới rách họng, cũng sẽ không có người nghe thấy, rừng trúc này đã bị ta ngăn cách rồi. Nam tử áo vải xoay người bỏ chạy. Hàng tuyệt giơ tay vẫy một cái, trực tiếp dịch chuyển hắn tới trước mặt, đè xuống đất. Mặt nam tử áo vải nện lên cỏ, cảm giác giống như bị một ngọn núi lớn đè ép, không thể động đậy tiểu tử, ngươi vẫn không đủ cẩn thận, khi vừa nhìn thấy ta ngươi nên chạy trốn rồi, bởi vì ngươi không nhận thấy sự xuất hiện của ta, chứng tỏ bản thân ta đã muốn lặng lẽ tiếp cận ngươi, ý đồ gây rối, kiếp sau nhớ cẩn thận hơn một chút. Hàng tuyệt cười khinh miệt, nam tử áo vải nghe mà tuyệt vọng. Đúng vậy. Sao ta lại ngu như vậy? Trong lòng nam tử áo vải tuôn ra hối hận vô tận. Sau đó hắn ăn đòn nặng, ngất đi. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, nam tử áo phải cảm thấy mặt ngứa ngứa, chậm rãi mở mắt. Hắn đột nhiên trợn tròn mắt, bật lên như cá chép nhảy. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình không thể nhớ được diện mạo của người lúc trước, chẳng lẽ là một giấc mộng. Đời đã. Nam tử áo phải phát hiện trong đầu mình có thêm một cổ ký ức, đó là một bộ kiếm pháp. Thông thiên kiếm đạo. Không phải mộng, là thật. Nam tử áo phải sờ sờ thân thể của mình, phát hiện quần áo rất sạch sẽ, không hề bị thương. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không khỏi nhớ lại thông thiên kiếm đạo, dần dần động dung. Kiếm pháp bá đạo quá. Không đúng. Là kiếm đạo. Ta gặp phải kiếp nạn, hay là gặp được quý nhân? Nam tử áo vải lẩm bẩm, hắn cẩn thận nhớ lại hình dáng của hàng tuyệt, nhưng lại không thể nhớ được, có điều thân ảnh mơ hồ đó lại mang tới cho hắn cảm giác quen thuộc lâu ngày không gặp. Giống như rất lâu trước kia, hắn đã rất quen thuộc với đạo thân ảnh này. Loại cảm giác quen thuộc mơ hồ này bỗng nhiên dẫn tới một cổ bi ai trong lòng. Nam tử áo vải lâm vào trong thất hồn lạc phách. Trong đạo quán, hàng tuyệt mở mắt. Trăm năm trôi qua, phân hồn đã kết thúc du lịch, trực tiếp tán hồn, ký ức đều gùa vào trong đầu hắn. Hắn cũng lâm vào trong cảm khái. Đoạn du lịch này đã gặp được một số cố nhân. Mặc dù là vật còn người mất, nhưng hồi ức vẫn còn. Hàng tuyệt điều chỉnh tâm thái, cười cười. Thả lỏng xong rồi, cũng nên tu luyện, thuận tiện tìm kiếm đạo tràng thứ ba. Tâm thần hàng tuyệt khẽ động. Rất nhanh, Lưu Bị tới bái phỏng. Lưu Bị, chính là luân hồi phân thân của luân hồi, từng đoạt xá nhục thân của đấu chiến thắng Phật, hiện giờ cũng là chuẩn thánh chuẩn thánh. Lúc trước ẩn môn đảo chính là Lưu Bị đi tìm lưu bị quỳ ở trước mặt hàng tuyệt tất cung tất kính nhìn thì trấn định nhưng trong lòng lại cuộn trào hắn vừa kinh hỉ lại vừa hoảng hốt kinh hỉ là hàng tuyệt vẫn nhớ hắn hoảng hốt là sợ rằng hàng tuyệt lại cho hắn nhiệm vụ đi làm hắn kế thừa tính cách của hàng tuyệt nhát gan cẩn thận có điều tu vi của hắn đã đình trệ rất lâu hắn cần cơ duyên để đột phá nhiệm vụ của hàng tuyệt chính là cơ duyên hàng tuyệt mở miệng nói ta cần ngươi tới hỗn độn tìm kiếm vị trí thích hợp cho đạo tràng việc này không thể nói với bất kỳ ai ngươi có bằng lòng làm không đoạn thời gian này rất dài lâu chắc trong mấy chục vạn năm cũng khó có thể tìm thấy ta sẽ truyền cho ngươi một thần thông nếu gặp nguy hiểm tùy thời có thể kêu gọi ta hỗn độn mấy chục vạn năm lưu bị sợ tới mức cả người run rẩy hắn rất muốn tự tuyệt nhưng hắn không nói ra được sao không muốn à. Vậy thì thôi. Hàng tuyệt thấy Lưu Bị không có phản ứng, có chút thất vọng nói. Lưu Bị lập tức ngẩng đầu nói. Ta nguyện ý. Hàng tuyệt cười cười, nói. Ngươi xem cần chuẩn bị gì? Lưu Bị lắc đầu nói. Không cần chuẩn bị gì. Hàng tuyệt lập tức vung tay áo, đưa Lưu Bị ra khỏi thiên đạo. Hỗn động tuy lớn, nhưng gặp phải hỗn nguyên đại la kim tiên vẫn rất khó, không đi chen chân vào đại cơ duyên, chuẩn thánh rất khó bị hỗn nguyên đại la kim tiên nhầm vào. Nhân quả trên người lưu bị là đấu chiến thắng Phật, không tính được hắn là phân thân của hàng tuyệt, nhiều nhất chỉ bị tính được là có liên quan với ẩn môn. Hiện giờ đệ tử ẩn môn lịch luyện ở hỗn độn không tới ngàn vạn thì cũng có 500 vạn, thân phận này là không đáng chú ý, kẻ địch của hàng tuyệt cũng sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng có thể dùng một đệ tử ẩn môn để uy hiếp hắn có điều lưu bị tất nhiên sẽ gặp phải một số trắc trở, hàng tuyệt phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bắt đầu sử dụng công năng diễn hóa. Nếu ta lại thăng cấp khai thiên phủ, khai thiên phủ có còn bị ta nắm giữ không? Diệu duyên thư không thể nhận chủ, khiến hàng tuyệt có thêm một tia kiên kỵ với cực trí chí bảo. Cần khấu trừ một ngàn vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Một ngàn vạn ức năm. Đây đã là giá trị của sáng tạo đạo giả rồi. Tiếp tục, có thể, nhưng khi thành công thăng cấp sẽ bị bàn cổ nhận thấy. Hàng tuyệt nhíu mày. Bàn cổ tạm thời không nhìn rõ tu vi, ở trong lòng hàng tuyệt thuộc về loại tồn tại không thể trêu chọc. Thôi, tạm thời không thăng cấp, nói chung đã đủ dùng rồi. Hàng tuyệt lập tức tiến vào thí luyện mô phỏng, tay cầm cực trí đạo bảo khai thiên phủ đại chiến với 100 vị ngu kiếm thần thánh. Đồ sát. Sản khoái. Lại nào. 200, vẫn có thể đồ sát. 300, hơi tốn sức, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể thắng được. 400, bị ngược đãi nhưng vẫn có thể kiên trì được một đoạn thời gian. 500, mẹ nó, không chống đỡ được nổi 10 hơi thở. Hàng tuyệt rời khỏi thí luyện mô phỏng, trong lòng vẫn rất tự tin. Thực lực như vậy đã có thể tung hoành dưới đại đạo chí thượng rồi, đại đạo chí thượng đều là tồn tại thần bí hiếm thấy, sẽ không dễ dàng hiện thân. Lưu bị tuyệt không có khả năng trêu chọc phải tồn tại đại đạo chí thượng. Hàng tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Năm tháng như thoi đưa. Năm vạn năm thoáng cái đã trôi qua. Hàng tuyệt đi tới đạo tràng thứ hai, thả ra một tức ma thần lúc trước bồi dưỡng rồi bảo mộ dung khởi tới tiếp đãi. Đạo tràng thứ hai đã có 21 vị hỗn độn ma thần, xem như là một cổ lực lượng rất cường đại, nhưng cách trở thành quân đoàn vẫn còn xa. Hàng Tuyệt quan tâm hỏi hang lệ giao, ngộ đạo kiếm vài câu e er trở lại đạo tràng chủ. Hắn đang muốn xem xét bưu kiện, bỗng nhiên nhíu mày. Loại cảm giác này là... Hàng Tuyệt cảm thấy tâm thần không yên một cách khó hiểu, giống như có thứ gì đó đang ở kêu gọi hắn. Hắn bắt đầu suy tính. Một đạo thanh âm vang lên, vang vọng trong đầu Hàng Tuyệt. Ta chính là Thái Sơ Ma Thần, đại đạo lượng kiếp sắp tới, hồng mông ma thần sẽ dẫm lên hỗn độn ma thần để cuộc khởi, mời tất cả hỗn độn ma thần tới thái sơ lĩnh vực, ta sẽ đoàn kết tất cả hỗn độn ma thần lại, cùng chống lại đại đạo lượng kiếp. Thái sơ ma thần triệu tập hỗn độn ma thần. Hàng tuyệt hiếp mắt lại, đây không phải là dấu hiệu tốt. Tuy hắn đã ẩn tàng mình là hồng mông ma thần, nhưng hỗn độn này chỉ có thể có một vị hồng mông ma thần, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Cho dù không phải hắn, con của hắn cũng sẽ trở thành công địch của hỗn độn ma thần. Ta muốn biết tu vi của thái sơ ma thần. Hàng tuyệt sử dụng công năng diễn hóa. Cần khấu trừ 5.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Thái sơ ma thần, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ, hỗn độn ma thần, một trong 3.000 ma thần thái cổ. Giới thiệu rất đơn giản, trong đầu hàng tuyệt hiện ra thân ảnh của thái sơ ma thần, thân hình đáng sợ, khó có thể hình dung, cổ khí thế đó không kiên nể gì, tràn ngập khí phách khủng bố của cường giả vô địch. Hàng tuyệt nhíu mày, mạnh quá. Sở dĩ thái sơ ma thần truyền âm cho hắn, chắc đã nhận định hắn cũng là hỗn độn ma thần. Nếu hắn không đi, liệu có bị quần thể hỗn độn ma thần bài xích, thậm chí là đối địch không? Bằng không dùng phân thân đến, cũng coi như là nể mặt thái sơ ma thần, thuận tiện tìm hiểu tình huống. Chỉ là thái sơ lĩnh vực ở đâu? Hàng tuyệt nhíu mày. Đúng lúc này, một cổ ký ức ùa vào trong đầu hàng tuyệt, đó là một tấm bản đồ bao la, chỉ rõ địa điểm của thái sơ lĩnh vực. Hàng tuyệt kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì? Không ngờ có thể truyền ký ức từ cự ly xa. Mấu chốt hắn và thái sơ ma thần đều chưa từng gặp nhau. Hàng tuyệt tung ra một đạo phân hồn, để hắn lên đường, nhanh chóng chui vào sâu trong hỗn độn. Sau đó, hắn mới điều bưu kiện bưu kiện để xem xét đồ tôn sở thế nhân của ngươi hấp thu thương sinh nguyện niệm, tu tập thần thông, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt tà thiên đế của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Hàng thác con ngươi bị đại năng thần bí trấn áp, rơi vào vực sâu vô hạn. Đồ đệ chu phàm của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt thần bào đạo nhân của ngươi luận đạo với đại năng thần bí, đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt bàn tâm của ngươi bị bạn tốt tỳ thiên lão tổ của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi sáng tạo ba ngàn thiên địa ma thần, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị yêu ma thần bí tập kích x bảy chín ba hai một tám. Đồ đệ triệu hiên viên của ngươi. Tà thiên đế, chu phàm, hàng thác thường xuyên bị đánh, hàng tuyệt cũng đã quen rồi. Nếu thực sự gặp phải phiền phức không thể hóa giải, bọn họ sẽ thi triển thỉnh thần thuật. Cũng là bàn tâm, sao lại đánh nhau sống chết với mệnh không phải là mất một kiện pháp bảo thôi à. Có đáng vậy không? Sau khi tỳ thiên lão tổ hắc hóa, tu vi một mực đang tăng trưởng, đã đạt tới đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Với thực lực của tỳ thiên lão tổ đã có thể khiến bàn tâm trọng thương, vậy có thể giết được. Xem ra lão tổ vẫn có lòng nhân nghĩa. Hàng tuyệt tiếp tục xem, hoàng tôn thiên sáng tạo ba ngàn thiên địa ma thần. Cái gì vậy? Nói theo ta à? Hàng tuyệt đột nhiên nhớ tới, thủy nguyên hồng mông trong cơ thể hoàng tôn thiên là muốn thuế biến thành hồng mông ma thần. Hàng tuyệt cũng bắt đầu sáng tạo ba ngàn ma thần, thủy nguyên hồng mông tất nhiên cũng biết, chỉ là hắn không phải hồng mông ma thần, cho nên ma thần sáng tạo ra căn bản không thể so sánh với hỗn độn ma thần. Hàng tuyệt bắt đầu chờ mong tương lai của hoàng tôn thiên. Hoàng tôn thiên kỳ thật là không dựa vào hàng tuyệt, cơ hồ đều dựa vào chính mình để cuộc khởi. Đám người này mới là có đại khí vận, đặt vào trong tiểu thuyết, đều là nhân vật chính. Xuống chút nữa, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch vẫn đang bị đánh. Có điều ba người này đã dùng lực chứng đạo, hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng coi như là có tiến bộ, không phải chịu khổ vô ích. Một đường nhìn xuống, hàng tuyệt giống như đang đuổi kịch, từ từng hàng động thái hắn có thể tưởng tượng được các loại cố sự kinh tâm động phách, vui buồn lẫn lộn. Nói tóm lại, tạm thời không xuất hiện chuyện khiến hàng tuyệt bất an. Hàng tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Cách lần trước đột phá đã qua 40 vạn năm, đột phá tiếp theo đã càng lúc càng gần. Trong tinh không, từng luồng ánh sáng bảy màu uống lượng vần quanh từng viên tinh thần. Trên một viên tinh thần màu xám trong đó, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đưa lưng về nhau ngồi đã tọa, hình thành thế tam giác. Khương Dịch đột nhiên hỏi. Các huynh đệ, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa? Đạo chí tôn mắt cũng không mở, nói. Chờ một chút, thời cơ vẫn chưa chín mùi. Triệu hiên viên thét lớn một tiếng. Khương dịch quán trách. Thằng nhãi đó không lừa chúng ta chứ. Nói nơi này cất giấu chí bảo, không phải là lấy chúng ta ra làm mồi chứ. Triệu hiên viên không nhịn được mở miệng nói. Lại bị lừa rồi, ta thực sự muốn rời khỏi, ta muốn ở trong bách nhạc tiên xuyên, theo sư phụ lăn lộn, chưa chắc đã kém gì, gần đây đám người mộ dung khởi, lệ giao được sư phụ lặng lẽ giấu đi, nhất định là có đại cơ duyên. Còn cả chu phàm đó nữa, tiểu tử này không ngờ đã vượt qua ba chúng ta, không thể nhìn được. Chu Phạm hiện giờ xem như đã là uy danh vang xa, lưng dựa thiên đình, uy danh của đại đạo chi tháp ngay cả ba người phiêu bạc khắp nơi như bọn họ cũng có nghe nói. Đạo chí tôn nghiêm túc nói. Triệu hiên viên, những lời nói nản lòng thế này, ta không cho phép ngươi nói nữa. Mấy năm nay là bắt ngươi chịu khổ, nhưng có chỗ tốt gì, không phải ta cũng để ngươi hưởng thụ trước à? Có nói gì thì ba người chúng ta cũng đã chứng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tốc độ tu hành đã tính là nhanh rồi, về phần Chu Phàm, đó là ví dụ đặc biệt, ngươi nhìn đệ tử thân truyền của Bách Nhạc Tiên xuyên đi, phần lớn vẫn là chuẩn thánh à. Từ xưa tới nay, thánh nhân trẻ tuổi giống chúng ta vốn là hiếm thấy có thể nói là thiên kiêu mạnh nhất của một thời đại rồi. Nghe thấy lời nói của đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên cảm thấy đau đầu. Khương Dịch không nhịn được cắt ngang. Nói quá xa rồi. Đạo chí tôn trầm mặt một lát, lại nói. Chờ thêm một chút, trong 10 năm, nếu hắn không xuất hiện, chúng ta sẽ rời khỏi, có thể tới Thiên Đình, Đại Đạo chi tháp xem thử. Nghe vậy, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ đạo chí tôn chết não mấy chục vạn năm cùng sinh cùng tử ba người sớm đã tình như thủ túc nhìn thì là oán trách nhau nhưng vĩnh viễn đều là cùng tiếng cùng lui ha 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 ba vị tiểu hữu sao lão hủ lại lừa các ngươi chứ một tiếng cười to truyền đến ba người quay đầu lại nhìn chỉ thấy một lão giả áo tơi cưỡi một con trâu lớn bay tới con trâu này nhìn giống như trâu cày ruộng ở thế gian đạo chí tôn đứng dậy nói Chí bảo ở đâu? Con trâu hạ xuống đất, lão giả lão giả cười nói. Đã ở trước mắt các ngươi, các ngươi đưa mắt nhìn là có thể con. Ba người kinh hãi, vội vàng nhìn chung quanh. Nhưng căn bản không nhìn thấy bóng dáng của chí bảo. Triệu hiên viên hít mắt, hỏi. Chẳng lẽ là những ánh sáng bảy màu đó? Lão giả áo tơi vuốt trâu gật đầu nói, gật đầu nói. Đúng vậy, những ánh sáng này không đơn giản, chính là một kiện chí bảo thời hỗn độn chi sơ biến thành, lão hữu có biện pháp khiến chúng ngưng tụ thành nguyên hình, nhưng như vậy sẽ dẫn tới khí linh phản kích, sau khi chuyện thành, chí bảo thuộc về các ngươi, lão hữu chỉ cần một viên đan dược giấu trong chí bảo. Đạo chí Tôn hỏi: Là đan dược gì? Không phải là cầm đan dược đi rồi thì bảo bối sẽ mất tác dụng chứ? Lão giả áo tơi cười nói: Tất nhiên là không, đan dược này không liên quan tới chí bảo chỉ là chủ của nó giấu đan dược trong chí bảo. Lão hủ nói thật cho các ngươi biết, đan dược này tên là hồng mông đan, có thể sáng tạo ra một hồng mông ma thần, đan này đưa cho các ngươi, chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Ba người đạo chí tôn động dung, truyền thuyết về hồng mông ma thần bọn họ tất nhiên từng nghe rồi, nghe nói là sẽ làm giấy lên đại đạo lượng kiếp. Ngươi cầm hồng mông đan thì không sợ họa sát thân à? Đạo chí tôn nhíu mày nói. Triệu Hiên Viên và Khương Dịch nhìn nhau, hai người thầm cảnh giác. Lão giả áo tơi cười nói. Ta tất nhiên không sợ, kỳ thật đại đạo lượng kiếp chỉ là bảo sao hay vậy, chỉ là cái cớ của hỗn độn ma thần mà thôi. Sự xuất hiện của hồng mông ma thần mới là chính đồ, giống như năm đó bàn cổ trảm sát ba ngàn hỗn độn ma thần. Chính là để thành tựu hồng mông ma thần, hỗn độn hóa hồng mông, tất cả đều sẽ thăng hoa, chúng sinh đều tiến hóa chỉ có hỗn độn ma thần cùng một nhịp thở với hỗn độn là phải chết ba người đạo chí tôn như hiểu ra gì đó thần thoại về bàn cổ bọn họ tất nhiên có nghe nói tới nhưng chung quy cũng chỉ là thần thoại hồng mông ma thần rốt cuộc là tốt hay xấu bọn họ không thể xác định bất kể là như thế nào cũng chính là một nhân quả lớn vô ý một chút sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đạo chí tôn hỏi chuyện mà bàn cổ vết ba ngàn hỗn độn ma thần cũng không làm được chỉ là một viên đang dược lại có thể làm được à lão giả áo tơi cười nói quả thật không nắm chắc mười thành nhưng không liên quan tới các ngươi không phải sao con trâu nghển cổ giống như đang biểu đạt sự bực bội đạo chí tôn liếc triệu hiên viên khương dịch một cái hắn do dự nói chúng ta có thể từ bỏ không lúc trước không biết có nhân quả lớn như vậy chúng ta chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên, ngươi chắc không phải không có chúng ta thì không được. Lão giả áo tơi cười tủm tỉm nói. Đương nhiên có thể, chỉ là, chí bảo này không phải là bảo bối tầm thường, sau khi bỏ lỡ, các ngươi sẽ không gặp được nữa, đừng nhìn hỗn độn rộng lớn, nhưng chí bảo như vậy cũng có hạn, phần lớn vẫn ở trong tay những đại năng đó. Sau khi chuyện thành, ta sẽ chặt đứt nhân quả, bảo đảm cho các ngươi vạn sự vô lo triệu hiên viên cảnh giác hỏi ngươi sẽ không giết chúng ta để diệt khẩu chứ lão giả áo tơi cười nói nếu lão hữu đúng là nghĩ như vậy việc gì phải nói bí mật này với các ngươi chẳng lẽ các ngươi có gan trở thành hồng mông ma thần đối địch với toàn bộ hỗn độn à hồng mông đang chỉ có thể giúp các ngươi biến thành hồng mông ma thần nhưng tu vi thì vẫn như vậy một khi các ngươi trở thành hồng mông ma thần tất cả hỗn độn ma thần đều có thể nhận thấy sẽ trong thời gian ngắn nhất tru sát các ngươi. Chúng ta đã không phải là lần đầu tiên hợp tác, nếu các ngươi không tin, vậy cũng đành chịu." Đạo chí tôn cắn răng nói. "Được, nghe lời ngươi. Lúc nào thì hành động?" Lão giả áo tơi từ trên lưng trâu nhảy xuống, nói: "Đừng vội, lão hủ làm trận pháp trước, để tránh bị đại năng khác nhìn thấy." Con trâu nằm xuống, lăn lộn tại chỗ. Khương Dịch nhìn nó, vẻ mặt cổ quái, nó giống như một con chó vậy. trong một mảng thiên địa mây đỏ đầy trời, từng tòa chùa miếu sáng ngời bồng bềnh trên đám mây, có một tòa cự phong vĩ ngạn lộ ra vô cùng nổi bật, cũng đứng trên đám mây, nhưng tỏa ra kim quang vạn trượng. trên đỉnh núi, có một tòa phật cung, trên bản hiệu khắc lôi em mờ tự, từng đạo thân ảnh xuất hiện trước lôi em mờ tự, cầm đầu rõ ràng là chu phàm. đồ tôn tần linh của hàng ngọc đi phía sau chu phàm tò mò quan sát chung quanh lôi em mờ tự mở ra đoàn người bước vào điện đập vào mi mắt bọn họ là các phật đà đều ngồi trên tòa sen bồng bềnh trong không trung phía trước nhất là một đại phật cao chừng mấy vạn trượng vĩ ngạn tuyệt luân nhìn kỹ chính là sở thế nhân sở thế nhân đã mặc áo cà sa mặt mũi hiền lành khí chất thần thánh chu phàm cười nói không tồi còn giống phật môn hơn phật môn sở thế nhân cười nói ta vốn là thích ca phật tổ lại sáng lập phật môn cũng là việc nên làm chu phàm quan sát phật đà chung quanh nói nhìn thì không tồi có điều phật môn này của ngươi vẫn thiếu trụ cột không đủ cường đại lời này vừa được nói ra trên mặt rất nhiều phật đà lộ ra vẻ tức giận sở thế nhân nói thời gian phát triển của phật giới quá ngắn không thể so với đại đạo chi tháp của ngươi chu phàm cười nói sau này ta sẽ đưa tới cho ngươi một đám người tu hành nếu lo lắng từ lựa chọn từ trong lao ngục của đại đạo chi tháp rồi độ lại sở thế nhân cười cười gật đầu tình cảm đồng môn mới khiến bọn họ có thể nói đùa không kiên nể gì như vậy chu phàm nói trở lại chuyện chính rốt cuộc gọi ta đến có việc gì chắc không phải ngươi muốn ta tới để xem thành quả của ngươi chứ sở thế nhân bất đắc dĩ nói sao có thể thực không dám giấu, gần đây Phật giới bị một phương thế lực thần bí nhằm vào, đối phương ít nhất cũng có ba hỗn nguyên đại la kim tiên, thậm chí còn có một vị đại năng tự tại, bọn họ bức bách Phật giới, muốn Phật giới thần phục, sau này tiến tống cho bọn họ, lập thánh tượng của bọn họ, truyền uy danh của bọn họ, nếu không sẽ sang bằng Phật giới, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể tìm sư thúc ngươi. Sư thúc Những Phật đã lúc trước tức giận lập tức ngạc nhiên, sự bất mãn trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Chẳng trách khẩu khí của đối phương lại lớn như vậy, không hề nể mặt, thì ra là người trong nhà. "Ngươi nói kỹ hơn đi, việc này sư thúc quản chắc rồi, bất kể bọn họ mạnh thế nào, trực tiếp dẫm đạp." Chu Phàm Hào khí can vân nói, không được phép nghi ngờ. Trên mặt Tần Linh lộ ra vẻ hưng phấn, lại sắp bắt đầu chinh chiến rồi. Thế nhân cũng không giấu giếm, bắt đầu kể lại. Trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện một khe sáng một đạo thân ảnh xé nó rồi bước ra rõ ràng là hàng tuyệt chuẩn xác là phân thân của hàng tuyệt hắn chăm chú nhìn về phía trước sâu trong hắc ám có một đoàn quang cầu giống như mặt trời bên trong tỏa ra khí tức cuồn cuộn đó chính là thái sơ lĩnh vực hàng tuyệt hít sâu một hơi bay về phía trước lúc này một đạo thân ảnh từ bên cạnh bay tới không ngờ là một nữ tử nàng này mặc váy tím Tư thái đoan trang, búi tóc cuốn dưới mũ, tướng mạo cũng coi như là tuyệt sắc. Đạo hữu. Nữ tử váy tím gọi. Hàng tuyệt dừng lại, hắn không ngờ không nhìn thấu tu vi của nữ tử váy tím, chắc đối phương là người mang chí bảo. Nữ tử váy tím quan sát hắn, cười nói. Không ngờ trong ma thần cũng có túi da như ngươi. Hàng tuyệt nói. Ngoại hình chỉ là biểu hiện giả dối, với tu vi của chúng ta, muốn thành bộ dạng gì mà không được nữ tử váy tiếng che miệng cười nói tuy là nói như vậy nhưng thẩm mỹ khác nhau phần lớn thẩm mỹ của ma thần khác với chúng ta ta chính là hỗn độn ma thần hồng duyên hàng tuyệt trả lời ta chính là hỗn độn ma thần hàng tuyệt giới thiệu này thực sự là không được tự nhiên hồng duyên cười nói hàng đạo hữu cũng là phân thân à xem ra cũng giống như ta ôm lòng cảnh giác nhất định với thái sơ ma thần, không bằng chúng ta cùng tới thái sơ lĩnh vực nhé. Thanh danh của hàng đạo hữu thì ta cũng có được nghe nói rồi, là hỗn độn ma thần mới sinh, chắc hẳn không quen thuộc với hỗn độn ma thần khác, vừa hay ta có thể giới thiệu cho ngươi. Hàng tuyệt do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Đối phương đã nhìn ra hắn là phân thân, chắc sẽ không hại hắn, bởi vì làm như vậy sẽ đắc tội với hắn, chứ không giết được hắn hai người cùng bay tới thái sơ lĩnh vực. Trong lúc này, hàng tuyệt nhìn thấy mấy đạo thân ảnh bay vào thái sơ lĩnh vực cực nhanh, không chào hỏi nhau. Xem ra phần lớn hỗn độn ma thần đều rất cẩn thận. Hồng Duyên cười nói. Kể ra, ta còn phải cảm ơn hàng đạo hữu, ta chính là người rất hận tuyệt vọng đạo linh đó. Hàng tuyệt hỏi. Khi ngươi đại đạo cũng bị ức hiếp à? Đúng vậy, bức ta phải quỳ xuống tuyên thệ, ai, trước kia ta cũng muốn báo thù, chỉ tiếc sau khi chứng đại đạo, ngược lại cảm thấy nhân nhượng cho khỏi phiền là tốt nhất, nói đến cũng lạ, tu vi của chúng ta càng cao, thứ gì đó lại càng nhiều, dũng khí cũng không ngừng mất đi, cho nên ta rất khâm phục hàng đạo hữu, khoái ý ân cừu. Lời nói của Hồng Duyên tràn ngập nịnh hót, khiến hàng tuyệt nghe mà càng cảnh giác hơn. Sau khi tiến vào thái sơ lĩnh vực, Hồng Duyên cuối cùng cũng không vuốt mông ngựa nữa, hàng tuyệt thầm thở vào nhẹ nhõm hắn cho rằng hỗn độn ma thần đều rất cao ngạo, là hạng người hiếu sát, không ngờ còn có tồn tại như Hồng Duyên. Hồng Duyên không giống như là hỗn độn ma thần, mà giống người hơn. Thái sơ lĩnh vực bị một tầng hỏa quan bao bọc, bên trong cực kỳ rộng lớn, thậm chí không thua gì tiên giới, trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, tự thành một phương thiên địa. Có điều hàng tuyệt không cảm nhận được khí tức của sinh linh. Hai người một đường bay đi, rất nhanh liền đến một tòa cung điện to lớn cắm thẳng trong mây, chỉ là cửa lớn đã cao trăm vạn trượng, trước cửa dựng hai đại đỉnh, đều cắm một nén hương, khói hương tràn ngập, hóa thành mây mù bao phủ khắp thiên địa. Trước cửa có một cự nhân đang đứng, thân mặt trọng giáp đồng đen, không nhìn rõ hình dáng. Hắn mở miệng nói, hai vị ma thần xin tự vào điện, chúa thượng đã chờ ở bên trong. Hàng Tuyệt và Hồng Duyên liền vào điện. Hàng tuyệt cảm nhận được từng cổ khí tức cường đại, thầm hô đáng tiếc. Nếu phân thân cũng có thể dùng thí luyện mô phỏng để kiểm tra phụ cận thì tốt biết bao. Trong điện trống rỗng, không gian bị bạch quang lấp đầy, giống như một không gian độc lập, phía trước có từng tấm bồ đoàn, đều cách xa nhau vạn trượng, cùng hướng về một phương hướng. Thái sơ ma thần Thái sơ ma thần mặc áo đen, đầu như hắc diễm, không nhìn rõ hình dáng, thần bí mà đáng sợ đã có hơn 20 vị hỗn độn ma thần ngồi xuống. Hàng Tuyệt và Hồng Duyên nhìn nhau, sau đó tìm bồ đoàn cạnh nhau ngồi xuống. Vị này là Hàng Tuyệt đạo hữu đến từ thiên đạo phải không? Quả thật là hậu sinh khả úy, tru sát tuyệt vọng đạo linh, đánh tan thần bào đạo nhân, đại đạo thánh nhân chết dưới tay ngươi đã đạt tới 14 vị, đúng là lấy lại thể diện cho hỗn độn ma thần chúng ta. Thái sơ ma thần bỗng nhiên nói với Hàng Tuyệt. Lời này vừa được nói ra, Hàng tuyệt cảm nhận được mình bị rất nhiều thánh niệm quét qua. Hàng tuyệt lễ phép đáp lại. Đều là bất đắc dĩ, so sánh với chư vị, ta vẫn kém xa. Hắn không phủ nhận, quá khiêm tốn lại thành dối trá. Thái sơ ma thần cảm khái. Nhớ năm xưa, ba ngàn ma thần đứng trong hỗn độn, là thịnh huống cỡ nào, chủng tộc hỗn độn đều vì sự sinh ra của ba ngàn ma thần mà run rẩy, sợ hãi, tuyệt vọng, đáng tiếc, bàn cổ bất nhân, đồ sát đồng loại để chứng đạo, hiện tại ta nhớ lại, vẫn cảm thấy phẫn hận, hàng đạo hữu, ngươi phải quản thiên đạo cho tốt, đừng cho bàn cổ có kế cơ sống lại. Ma thần khác cũng cảm khái theo, phần lớn thanh âm đều tan thương, chắc đều là hỗn độn ma thần sống sót trong hạo kiếp bàn cổ. Hàng tuyệt thấy bọn họ ngươi chuyện, dứt khoát không tiếp lời, im lặng lắng nghe. Hắn cũng không phải là hỗn độn ma thần thật sự, không việc gì phải thổ lộ tình cảm với đám gia hỏa này hắn là tới nghe xem những ma thần này muốn tính kế hắn thế nào. Hồng Duyên truyền âm cho hàng tuyệt. Trong hỗn độn ma thần chia làm cổ phái và tân phái, vừa lên tiếng đều là cổ phái, tân phái chúng ta cứ nghe là được rồi, tu vi không bằng bọn họ, rất khó chủ sự. Hàng tuyệt đáp lại. Ta hiểu rồi. Hỗn độn ma thần cổ phái nói đều là cố sự, cực kỳ giống các đại lão nhớ lại vinh quang ngày xưa. Ra vẻ khệnh khạng nhìn tư thế này, còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Hàng tuyệt cũng hiếu kỳ hiện giờ hỗn độn cất giấu bao nhiêu hỗn độn ma thần. Mấy ngày sau, ngu kiếm thần thánh cũng tới. Hắn nhìn thấy hàng tuyệt cũng không bất ngờ, ngược lại tìm bồ đoàn gần hàng tuyệt ngồi xuống, bắt đầu truyền âm tán gẫu với hàng tuyệt. Thằng ông này rất hưng phấn, nói sau khi đấu pháp với hàng tuyệt, trở về tham ngộ kiếm đạo, thực lực lại có tăng trưởng lần sau đối mặt với hàng tuyệt sẽ không chật vật như vậy nữa. Có điều hắn cũng tự hiểu lấy mình không ước chiến hàng tuyệt luôn. Hàng huyên nửa ngày, ngu kiếm thần thánh mới trầm mặt. Ngu kiếm thần thánh cũng thuộc về ma thần cổ phái, nhưng hắn không tham dự cuộc nói chuyện của thái sơ ma thần. Không biết có phải ảo giác của hàng tuyệt hay không? Các ma thần dường như có chút bài xích ngu kiếm thần thánh. Đạo hữu cũng biết mệnh cơ thánh nhân à một đạo thanh âm bỗng nhiên bay vào trong tai hàng tuyệt. Hàng tuyệt liếc sang, là một lão đạo nhân áo xám, đang nhìn hắn. Hàng tuyệt hồi âm. Có nghe nói, không tính là quen biết, khi ta chứng đạo, hắn đã vẫn lạc rồi. Lão đạo nhân áo xám truyền âm nói. Cũng đúng, đồ nhi không nên thân đó của ta bại trong tay hắc ám cấm chủ, lại bị thiên đạo thánh nhân vứt bỏ. Đồ nhi. Hàng tuyệt thầm ngạc nhiên. Đợi đã. Mệnh vận đạo nhân Hàng tuyệt nhớ ra rồi, trước kia hắn tính được mệnh vận đạo nhân tính kế nữ hoa nương nương, có điều sau khi mệnh cơ thánh nhân vẫn lạc, mệnh vận đạo nhân một mực không hiện thân. Hàng tuyệt hồi âm Nén bi thương, hiện giờ thiên đạo đã không phải là thiên đạo trước kia, thánh nhân ngày xưa vẫn lạc cũng không chỉ có đồ nhi của ngươi. Cũng đúng, ta không phải muốn khởi binh vấn tội, chỉ muốn kết giao với đạo hữu, ta rất hiếu kỳ với đạo hữu. Có thêm một bằng hữu tất nhiên là chuyện tốt. Không sai. Hai người bắt đầu khách sáo, hàng huyên. Mệnh vận đạo nhân sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là hai sao. Hàng tuyệt cũng không để ý, đều là diễn kịch. Có điều mệnh vận đạo nhân cũng chân tình thực ý, hàng tuyệt có chiến tích bưu hãn như vậy, khiến người ta vừa nghe thấy đã cho rằng hắn là không dễ chọc, nhưng hàng tuyệt lại biểu hiện rất hiền lành, phần đại khí này khiến mệnh vận đạo nhân cảm thấy rất thoải mái. Một đoạn năm tháng về sau, lục tục có ma thần tới. Ước chừng qua hơn 300 năm. Thái sơ điện cuối cùng cũng đóng lại, hàng tuyệt điểm qua một chút, tổng cộng có 67 vị hỗn độn ma thần, so với tưởng tượng của hắn thì nhiều hơn. Có điều đại bộ phận ma thần trong đây đều chỉ là tu vi tự tại cảnh. Thái sơ ma thần dừng nói chuyện phím, rất nhanh thái sơ điện trở nên yên tĩnh một lúc sau. Thái sơ ma thần mở mắt, nói. Chư vị, lần tụ tập này là vì hồng mông ma thần, tuy có lời tiên đoán nói hồng mông ma thần vẫn chưa sinh ra, nhưng việc này đã gây nguy hiểm cho hỗn độn ma thần, vạn nhất có đại đạo thần linh, vĩnh hằng thần linh, sinh linh hỗn độn lợi dụng hồng mông ma thần để diệt trừ chúng ta, vậy cũng không phải là không thể. Lời này vừa được nói ra, không khí trong điện trở nên yên lặng. Hàng tuyệt cảm thấy tò mò, lời tiên đoán là ai truyền ra. Trở về sẽ tính một chút. Ma thần cổ phái lại lên tiếng, bắt đầu thảo luận hồng mông ma thần có thể sinh ra ở đâu, ai có thể gây nguy hại đến hỗn độn ma thần. Khi nhắc tới thiên đạo, hàng tuyệt sẽ trả lời, chỉ cần không liên quan tới vấn đề chủ quyền, tất cả đều dễ nói. Cuộc nói chuyện này rất lâu, chắc phải kéo dài rất nhiều thời gian. Trong đạo quán, hàng tuyệt mở mắt. Hắn đã bế quan vạn năm, nhưng phân thân vẫn chưa trở về. Phân thân không trở về, tâm thần hàng tuyệt không yên, rất khó bình tĩnh tu luyện. Nghĩ tới có một đám đại năng sau lưng hợp kế muốn giết hắn, đổi là người khác, cũng rất khó bình tĩnh được. Hàng tuyệt mở bưu kiện ra xem để giải sầu. Bạn tốt cảnh thiên công của ngươi trở thành mệnh, khí vận thuế biến. Bạn tốt tỳ thiên lão tổ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt lý đạo không của ngươi cảm ngộ kiếm đạo, được đại năng thần bí chỉ điểm. Bạn tốt huyền đô thánh tôn của ngươi ngẫu nhiên có được chí bảo, khí vận tăng mạnh. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị cuốn vào thời không loạn. Đồ đệ triệu hiên viên của ngươi bị cuốn vào thời không họa. Bạn tốt khương dịch của ngươi bị cuốn vào thời không loạn. Bạn tốt di thiên của ngươi giác tỉnh lực lượng của hỗn độn ma thần, đạo hạnh tăng vọt. Hàng thác con ngươi hiến tế nhục thân, siêu việt cực hạn, đạo hạnh tăng mạnh. Cảnh thiên công trở thành mệnh. Vẻ mặt hàng tuyệt trở nên cổ quái. Lần này hắn thật sự có thể đóng gói mệnh thành thế lực của hắc ám cấm chủ rồi. Hàng tuyệt chú ý thấy di thiên giác tỉnh lực lượng của hỗn độn ma thần, di thiên chính là thiên đạo chi tử, bản thân chính là hỗn độn ma thần chuyển thế. Lúc trước đánh nhau ở thiên đình, hắn sinh ra hảo cảm với hàng tuyệt, trực tiếp chính là sáu sao. Hàng tuyệt thấy hắn và hàng thác tình như huynh đệ, liền kéo vào trong đặc biệt chú ý chen chân vào giới bằng hữu có điều bình thường hàng tuyệt sẽ không chú ý hắn quá nhiều lần này di thiên và hàng thác dường như lại gặp phải nguy cơ hàng thác còn hiến tế nhục thân của mình đồ chó thân thể chính là cha mẹ ban cho nói hiến tế là hiến tế à nếu đúng là gặp phải phiền phức vì sao hàng thác không dùng thỉnh thần thuật có thể có thể giải quyết được hàng tuyệt thầm nghĩ hắn phát hiện các thân bằng hảo hữu của thân đều rất ít chủ động sử dụng thỉnh thần thuật, cho dù hắn đã nói rõ tác dụng của thỉnh thần thuật cũng vẫn vậy. Bọn họ thà lăn lộn giữa sinh tử, cũng không muốn kinh động tới hàng tuyệt. Là ta quá lạnh lùng, mang tới cho họ một loại ảo giác đừng có quấy rầy à. Hàng tuyệt tự nghĩ lại. Thôi, lười chẳng muốn nghĩ nữa. Cũng không ai quan tâm khi lão tử đang bế quan có bất ngờ chết đi hay không. Hàng Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàng Tuyệt thi triển hắc ám mộng yểm, báo mộng cho cảnh thiên công là dùng hình tượng của hắc ám cấm chủ. Trong mộng cảnh, cảnh thiên công đột nhiên mở mắt, trong mắt phát ra sát cơ, khác hẳn với hắn trước kia. Cấm chủ đại nhân. Cảnh thiên công kinh hỉ quỳ xuống, cả người run rẩy. Bao nhiêu năm rồi? Hắc ám cấm chủ cuối cùng cũng liên hệ với hắn. Hàng Tuyệt dùng thanh âm khàn khàn hỏi: "Cảnh Thiên Công, tâm của ngươi đối với ta có biến hóa gì không?" Cảnh Thiên Công vội vàng phủ nhận: "Tất nhiên là không. Thuộc hạ vĩnh viễn là người của cấm chủ ngài, ngài bảo ta làm gì cũng được." Hắn bắt đầu điên cuồng biểu đạt lòng trung thành, vô cùng sợ hãi. Hắn cho rằng mình gia nhập mệnh đã đắc tội với hắc ám cấm chủ. Hàng Tuyệt nói: "Vậy ngươi nói một chút tình huống của ngươi đi." Cảnh thiên công gật đầu, sau đó bắt đầu nói tới kinh lịch mấy năm nay của mình. Hắc ám cấm chủ đã rất lâu không hiện thế, tiên giới thậm chí đã quên sự tồn tại của hắc ám cấm chủ, điều này khiến cảnh thiên công cực kỳ khó chịu, thế là liền rời khỏi thần cung, dẫn theo thân tính tới hỗn độn, một lần nữa sáng lập hắc ám giáo, sau đó được thạch độc đạo tìm thấy, mời vào mệnh. Cảnh thiên công rụt rè hỏi, thạch độc đạo có phải là? Thì ra là thạch độc đạo đang phát triển. Hàng Tuyệt nói. Đúng vậy, nhưng việc này phải giấu kỹ, ngươi cũng có thể giúp ta gõ thạch độc đạo một chút, có một số việc cần phải tìm hiểu cẩn thận. Cảnh thiên công kinh hỉ, hắn cũng có hoài nghi với thạch độc đạo, nhưng nếu là thật thì quá tốt. Hắn cuối cùng cũng tìm thấy người cùng chung chí hướng rồi. Hơn nữa đối phương là thạch độc đạo. Thạch độc đạo từng là đệ nhất nhân dưới thiên đạo thánh nhân, cường đại được công nhận. Hiện giờ chứng đạo, tiền đồ tương lai là không thể đoán định. Thuộc hạ hiểu rồi, sau này nhất định sẽ dắt tay cùng tiến với thạch đạo hữu. Cảnh thiên công vỗ ngực bảo đảm, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Hàng tuyệt lại dặn dò vài câu, rồi kết thúc mộng cảnh. Hắn mở mắt, nở nụ cười. Như vậy cũng tốt, cảnh thiên công có thể quen biết với thạch độc đạo, vậy thành viên nóng cốt của hắc ám cấm chủ xem như đã được thành lập. Hàng Tuyệt đang nghe chuyện trên TV Audio CV nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Trong thái sơ điện, trải qua hơn vạn năm thảo luận, hỗn độn ma thần cuối cùng cũng có quyết định. Hàng Tuyệt thiếu chút nữa thì nghe tới mệt. Nói là thảo luận, kỳ thật là kết ân oán với nhau, giữa hỗn độn ma thần đều có thù hận, đã cùng chung mối thù thì phải nói rõ ra. Hiện tại cuối cùng cũng xem như là bước đầu đạt thành nhận thức thống nhất. Từ hôm nay trở đi chúng ta đều phái đệ tử tìm kiếm hồng môn ma thần, phàm là xuất hiện thiên kiêu có khả năng là hồng môn ma thần, phải lập tức bắt giữ. Thái sơ ma thần trầm giọng nói, các ma thần nhao nhao đáp ứng. Ngoài ra, giữa hỗn độn ma thần không được khai chiến nữa, nếu phát hiện, ai mở đầu, sẽ trục xuất chủng tộc ma thần của người đó, cũng bị chúng ta cùng đuổi giết. Để tránh đại kiếp tới, lại đâm sau lưng chúng ta, chuyện như vậy ở thời kỳ bàn cổ đã từng xuất hiện rồi. Các ma thần cũng không có ý kiến. Thái sơ ma thần vung tay áo, cửa lớn của thái sơ điện mở ra. Các ma thần liên tiếp đứng dậy rời đi. Hàng tuyệt cũng trực tiếp bước đi. Tuy không nghe được tình báo quan trọng, nhưng hắn đã nhớ kỹ diện mạo và tên của ma thần, ngày sau nguyền rủa cũng tiện. Chờ khi thân phận của hắn thật sự không giấu được, so với chờ chết, không bằng tiêu diệt kẻ địch trước. Vô địch thiên hạ không chỉ là thực lực, cũng là một loại thủ đoạn vừa ra khỏi thái sơ điện, Hồng Duyên liền đuổi theo, cười nói. Hàng đạo hữu, có thể tìm một chỗ tâm sự không? Hàng tuyệt liếc nàng một cái, nói. Lần sau đi, thiên đạo có việc, ta phải về trước. Được, có cơ hội ta sẽ tự mình tới thiên đạo bái phỏng ngươi. Tạm biệt. Phân thân của nhanh chóng bỏ chạy. Hồng Duyên nhìn bóng lưng của hắn, nụ cười cũng biến mất. Ngu kiếm thần thánh đi lên, hậm hực nói. Khuyên ngươi nhé, đừng tự tìm cái chết, hàng đạo hữu nhìn thì hiền lành, nhưng sát tâm lại không nhỏ đâu. Hồng Duyên lường hắn một cái, nói. Ta không hại hắn, vì sao hắn lại nổi sát tâm với ta? Ha ha! Ngu kiếm thần thánh lắc đầu bật cười, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang đi xa. Cùng lúc đó, khi phân thân vẫn đang đi đường, hàng tuyệt đã biết được tất cả những gì phân thân trải qua. Hắn có thể tùy thời chuyển hóa ý thức đến phân thân, phân thân cũng có thể độc lập xử lý tất cả mọi việc. Thống nhất hỗn độn ma thần. Ha ha, nếu ta nguyền rủa chết ngươi, còn thống nhất thế nào? Hàng tuyệt thầm nghĩ, có điều hắn cũng chỉ là nghĩ thôi. Trước mắt vừa hay có thể mượn chủng tộc ma thần để chấn nhiếp bọn đạo chích. Với tính cách của thái sơ ma thần, việc này rất nhanh sẽ truyền khắp hỗn độn. Khi đó, các đại năng hỗn độn sẽ biết thiên đạo hàng tuyệt đã thành lập quan hệ với chủng tộc ma thần. Sự thành lập của chủng tộc ma thần không chỉ là để đối phó với hồng mông ma thần, còn là có chung kẻ địch. Địch nhân của mỗi một vị hỗn độn ma thần chính là công địch của chủng tộc ma thần. Của lực lượng này tuyệt đối là rất đáng sợ, cho dù là thế lực của mệnh cũng không đáng là gì. Mỗi một vị hỗn độn ma thần đều nắm giữ thế lực to lớn. Hàng tuyệt không nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện, thời kỳ vạn năm vẫn chưa tới, không thể gián đoạn tu luyện. Vạn năm không đủ. Tu luyện thêm một đoạn thời gian đi. Đến 10 vạn năm. Không gian thần bí dư ảo, hồn phách của hàng thác bồng bình trong đó, hắn đang bị từng sợi xích như ẩn như hiện cuốn lấy. Không gian chung quanh không có sự vật khác tồn tại, chỉ có không gian các màu vạn vẹo. Ở đây, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì, giống như là nơi bị vũ trụ trục xuất. Huynh đệ, kiên trì thêm một đoạn thời gian. Rất nhanh thôi ta có thể tới cứu ngươi rồi. Thanh âm của Di Thiên vang lên, không biết hắn đang ở đâu. Hàng thác không thể nói chuyện, hắn đang tích tụ lực lượng. Nếu ta giống như phụ thân, pháp tướng của ta có nhiều như vậy. Ánh mắt hàng thác vô cùng lạnh lùng, hắn không tin mình không thể xông ra khỏi vực sâu vô hạn này. Hắn không ngừng nhớ lại cảnh tượng khi hàng tuyệt chiến đấu. Chỉ thấy hồn phách của hắn mơ hồ có một đạo hắc ảnh muốn xông ra khỏi cơ thể, đó là một loại ma thần pháp tướng. Từ khi ra đời, hàng thác đã có cổ lực lượng này, là pháp tướng, lại không giống hoàn toàn, nhiều lần khi gặp phải tuyệt cảnh, đều là dựa vào đạo ma thần pháp tướng này để giết ra lối thoát. Trong bóng tối, một thân ảnh cả người bốc lên liệt diễm hừng hực điên cuồng trùng kích không gian. Chính là Di Thiên. Đáng chết. Di Thiên thi triển chiêu thức cả người, vẫn không thể đột phá không gian hắc ám này tìm thấy hàng thác đã rơi vào vực sâu vô hạn hắn chưa bao giờ gặp phải không gian cứng rắn như vậy pháp lực của hắn đánh vào trong hắc ám trực tiếp bị đánh tan dẫn tới khí huyết nhục thân của hắn lâm vào chấn động cực kỳ khó chịu di thiên đã rất lâu rồi không cảm thấy bất lực như vậy từ sau khi hàng thác chứng hỗn nguyên đạo quả đều là hàng thác đang bảo hộ hắn hắn vất vả lắm mới giác tỉnh trở thành hỗn độn ma thần truyền thừa lực lượng của tiên thiên đại đạo lại vẫn không thể cứu hàng thác loại cảm giác quất nghẹn này khiến di thiên gần như là phát điên vì sao vì sao ta lại yếu như vậy ta không cha không mẹ chẳng lẽ ngay cả huynh đệ duy nhất cũng không cứu được vậy ta có khác gì con kiến di thiên gầm lên những lời này chỉ có thể nghẹn ở trong lòng lúc này một tiếng cười truyền đến hỗn độn ma thần trẻ tuổi ngươi từ bỏ đi Ngươi không thể phá được vực sâu vô hạn, cảnh giới của chúng ta chênh lệch quá lớn. Đạo thanh âm này tràn ngập kinh miệt, trào phúng. Di thiên dừng lại, xoay người lại rít cào. Cút ra đây. Có gan thì ngươi trấn áp cả ta, hoặc là giết ta đi. Tiếng cười lại vang lên. Vì sao phải giết ngươi? Ta cũng không muốn giết hắn, ta là muốn hai người các ngươi quy thuận ta, ta có thể giúp các ngươi đạt được tư chất vượt qua cả hỗn độn ma thần. Di Thiên tức tới bật cười. Còn có tư chất gì mà mạnh hơn hỗn độn ma thần? Hồng mông ma thần à? Muốn gạt chúng ta trở thành công địch của hỗn độn ư? Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Di Thiên, điểm một chỉ lên trắng hắn, trong phút chốc, liệt diễm cả người hắn lập tức bị xua đi, hiển lộ ra chân thân. Di Thiên trợn tròn mắt, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Thân ảnh màu trắng trình ra hình người, Thân hình giống như người, da lại tái nhợt như ngọc, không nhìn thấy bất kỳ nếp nhăn gì, trên mặt đeo một tấm mặt nạ đá, không có mắt, phía sau mặt nạ là tóc dài từ hắc trùng hình thành, tùy ý vặn vẹo. Di Thiên không thể nhúc nhích, cắn răng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Thân ảnh màu trắng cười quái dị, nói: "Ngươi có thể gọi ta là ma tổ." "Ma tổ?" Di Thiên nhíu mày hỏi. "Ma tổ của Thiên Đạo?" Đó chỉ là một trong các pháp tướng của ta, tam thiên thế giới của hỗn độn đều có pháp tướng của ta, ta từng giúp vô số thiên địa hình thành quy tắc, ta chính là hỗn độn ma thần cổ xưa nhất, khi ta sinh ra, hỗn độn vẫn là bộ dạng nguyên thủy, không có thiên địa, không có sinh linh, tâm tối mờ mịt, ta cảm thấy đây mới là bộ dạng tốt đẹp nhất. Ma tổ trêu tức. Lời nói của hắn khiến Di Thiên không rét mà run. Thằng ôn này là có ý gì? Hắn muốn hủy diệt tất cả, khiến hỗn độn khôi phục nguyên thủy. Ma tổ mở miệng nói: "Kỳ thực ta đánh giá rất cao hai người các ngươi, cho nên mới tốn thời gian để đối phó các ngươi, hàng phục ta, ta sẽ thành lập trật tự mới, vượt trên tất cả, ta chính là thần linh duy nhất, mà các ngươi thì chỉ sau ta." Di Thiên trầm mặt. Ma tổ lại dẫn dắt từng bước. Vì Tà Thiên đế mà chiến, các ngươi có thể có được gì? Nhớ năm xưa khi Tà Thiên Đế vẫn còn ở Thiên Đạo, cũng từng nhờ pháp tướng của ta giúp đỡ, mỗi khi chúng sinh mất đi tín ngưỡng đối với tiên thần, hắn liền cầu ta sai ma tộc thổi quét phàm giới, tàn sát chúng sinh, cho các tiên thần cơ hội làm cứu thế chủ, người như vậy, các ngươi vì hắn mà chiến, các ngươi đang theo đuổi gì? Di Thiên động dung, không ngờ Tà Thiên Đế từng làm như vậy. Ta muốn hỗn độn bắt đầu lại, giống như Thiên Đạo bắt đầu lại vậy, chỉ có Đại Thanh Tẩy mới có thể niết bàn trùng sinh. Hiện giờ thiên đạo đã tiếp cận hoàng mỹ, nhưng cách hòa bình chân chính vẫn còn thiếu một chút, chủ yếu là phụ thân của huynh đệ ngươi vẫn chưa đủ quyết tuyệt, vẫn ỷ lại những thánh nhân đó để thành lập trật tự. Ma tổ nhắc tới hàng tuyệt, ngữ khí biến thành tiếc núi. Di thiên cắn Trăng nói, lăn lộn với ngươi, chẳng phải là sẽ giúp ngươi giết hại người bên cạnh chúng ta à. Ý tứ của hỗn độn bắt đầu lại chính là tàn sát chúng sinh hỗn độn. Ma tổ cười nói, đã là người một nhà, ta khẳng định sẽ chiếu cố các ngươi, ta sẽ bảo vệ người mà các ngươi quan tâm. Các ngươi không có chỗ trống để cự tuyệt, hoặc thần phục ta, hoặc chết. Di Thiên không tức giận vô cùng, nhưng trong lòng lại tràn ngập bất lực, hắn hỏi: Vì sao lại lựa chọn chúng ta? Ma tổ cười nói: Bởi vì các ngươi đặc thù, huynh đệ của ngươi nhìn thì là hỗn độn ma thần, lại không thuộc về đại đạo của mình, rõ ràng không phải hỗn độn ma thần, mà ngươi thiên đạo lựa chọn ngươi trở thành thiên đạo chi tử, rất kỳ quái, có lẽ bàn cổ ý chí âm thầm điều khiển tất cả, ta cần ngươi trở thành quân cờ của ta, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đối mặt với bàn cổ, đối mặt với đạo tổ, chỉ có tru sát bọn họ, ta mới có thể bắt đầu lại hỗn độn. Di thiên trầm mặt, ma tổ cười nói, thời gian không còn nhiều, sự kiên nhẫn của của ta sắp dùng hết rồi. Di Thiên hít sâu một hơi, nói chỉ cần ngươi chịu buông tha cho huynh đệ của ta. Mặt nạ của ma tổ bắt đầu vặn vẹo, ngoài chất đá nổi lên một khuôn mặt cười quỷ dị. Ngươi sẽ không hối hận đâu. Trong đạo quán, hàng tuyệt mở mắt, hắn một hơi bế quan tám vạn năm. Quả nhiên, sau khi thành tựu trăm vạn tuổi, cứ mỗi mười vạn năm sẽ không kích phát lựa chọn phần thưởng, chắc sau này phải trăm vạn năm mới kích phát một lần. Cũng may hàng tuyệt đã đủ cường đại rồi, sự thèm khát đối với phần thưởng của hệ thống cũng không tính là quá lớn. Hắn vốn định một mực tu luyện tiếp. Nhưng gần đây có chút tâm thần không yên. Hắn bấm ngón tay suy tính, không tính ra loại cảm giác này đến từ nơi nào. Kỳ quái. Hắn chính là đại đạo thánh nhân, trừ khi là liên quan tới tồn tại cường đại hơn hắn, nếu không vạn sự vạn vật đều sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Hàng tuyệt điều ra bưu kiện để xem xét, có lẽ có thể từ trong giới bằng hữu tìm thấy đáp án. Bạn tốt đạo chí tôn của ngươi đạt được chí bảo, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt tà thiên đế của ngươi bị hàng thác con ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt di thiên của ngươi bị tiên thần tập kích x78920. Đồ đệ chu phàm của ngươi bị hàng thác con ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt tần linh của ngươi bị bạn tốt di thiên của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương bạn tốt mệnh vận đạo nhân của ngươi luận đạo với đại năng thần bí đồ đệ kỷ tiên thần của ngươi vào nhầm hỗn độn kỳ cảnh khí vận tăng trưởng hả hàn thác di thiên làm sao vậy hàn tuyệt điều ra ảnh chân dung của hai người để xem xét phát hiện tu vi của hai người không ngờ đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ nhanh thật nhưng cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cũng không thể khiến tà thiên đế chu phàm trọng thương chứ Hàng tuyệt hiếp mắt. Trong tin tức khí vận của hàng thác có thêm một câu. Người thừa kế của ma tổ. Ma tổ. Hàng tuyệt lập tức sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết muốn biết ma tổ truyền thừa cho hàng thác, di thiên là ai? Cần khấu trừ 4.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Lục viên ma tổ, đại đạo chí thượng cảnh trung kỳ, đạo tổ ma tâm, vạn thiên ma tổ, một trong những hỗn độn ma thần cổ xưa. Hàng tuyệt nhíu mày, đại đạo chí thượng cảnh. Từ thật mọc ra vậy. Ta muốn biết ta đánh với lục viên ma tổ có bao nhiêu phần thắng. Cần khấu trừ 4.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Ngươi có 6 thành tỷ lệ có thể tru sát lục viên ma tổ. Hàng tuyệt trao mày. Quá nguy hiểm. Không thể động thủ đối với hắn, chỉ có thể sử dụng ách vận thư. Trước tiên tìm hiểu tình huống một chút đã. Hàng tuyệt nhíu mày suy nghĩ, vạn nhất lục viên ma tổ là sư phụ của hàng thác thì sao, chẳng phải là nguyền rủa chết người trong nhà à. Hàng tuyệt trực tiếp báo mộng cho hàng thác. Mộng cảnh là một nơi sơn thủy phong cảnh hợp lòng người. Hàng tuyệt phát hiện hàng thác đã thay đổi. Trừ thân thể cốt cách cường tráng hơn ra, vẻ mặt có chút tan thương, tóc trắng dùng một sợi gân trắng buộc lại sau đầu, trên trán chỉ chừa lại hai lọn tóc nhỏ xem ra trong mấy năm nay hàng thác cũng chịu không ít đau khổ. Hàng tuyệt vốn định chất vấn vì sao hắn phải đánh tà thiên đế trọng thương, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng này của hàng thác, trong lòng không khỏi mềm ra. Chắc hẳn hắn cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Hàng thác đột nhiên mở mắt, sau khi nhìn thấy hàng tuyệt, hắn ngẩn ra, vội vàng đứng dậy hành lễ, chỉ là không còn kích động như lúc trước, cả người lộ ra rất trấn định. Quả thật là trưởng thành rồi. Hàng tuyệt hỏi gần đây thế nào? Hàng thác do dự một lát, vẫn kể lại chi tiết cảnh ngộ của mình, từ mình bị nhốt trong vực sâu vô hạn, lại đến bị lục viên ma tổ thu phục, cùng với gần đây đi theo lục viên ma tổ lan bạc hỗn độn, nghĩ biện pháp giúp lục viên ma tổ khôi phục nhục thân bản tôn. Hàng tuyệt hiếp mắt lại hỏi, vị ma tổ này vẫn chưa khôi phục chân thân à? Hàng thác gật đầu nói, nhục thân của hắn bàn cổ bàn cổ trảm diệt, hồn phách lại bị đạo tổ trấn áp trong cổ hoang vô số năm, cần thời gian để khôi phục thực lực. Hàng thác muốn nói lại thôi, ánh mắt sầu lo. Hàng tuyệt hỏi. Ngươi muốn nói gì? Hàng thác hít sâu một hơi, nói. Ta đã thương tà thiên đế, không phải tập kích, chỉ là hắn và Chu phàm muốn vãn hồi ta và di thiên, ta thẹn với bệ hạ, nhưng ta muốn theo ma tổ thử một chút, mong phụ thân tha thứ cho ta biết biết quan hệ của hàng tuyệt và tà thiên đế, cho nên mới có băn khoăn. Hàng tuyệt hỏi. Vì sao ngươi muốn đi theo ma tổ? Hàng thác dương mắt nhìn về phía hàng tuyệt, ánh mắt vô cùng kiên định, nói. Tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của ta, ta đi theo bệ hạ, một mực chinh chiến, giết chóc, tuy thiên đình đang một mực lớn mạnh, nhưng ta không tìm thấy ý nghĩa của bản thân ta, đi theo ma tổ, có lẽ có thể tìm được. Hàng tuyệt nghẹn lời rồi tìm ý nghĩa ăn no rửng mở à một mực sống sót chính là ý nghĩa lớn nhất có điều hàng tuyệt nhìn thấy ánh mắt của hàng thác cũng không tiện trực tiếp công kích ai có chí nấy con đường trước kia hàng tuyệt đi cũng không được người ta hiểu người bên cạnh cũng đều cho rằng hắn nhát gan sợ phiền phức hắn là dùng thực lực cường đại để chứng minh mình là đúng ít nhất lúc ban đầu hàng tuyệt rất kiên định hàng thác trải qua nhân sinh bách thái thất tình lục dục đều đã trải qua cảm giác thành tựu cực hạn, gần như cảm giác sụp đổ thất bại cũng đều trải qua rồi, đạt tới cảnh giới của hắn, đã rất khó gặp được địch thủ, quả thật là dễ mê mang. Hàng tuyệt hỏi. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ma tổ cần ngươi không? Hàng thác không giấu giếm. Biết được ma tổ không ngờ muốn bắt đầu lại hỗn độn, hàng tuyệt không hoảng hốt, ngược lại có chút buồn cười. Thế lực của mệnh, chủng tộc ma thần, ma tổ cùng với đại đạo thần linh vân vân, càng lúc càng nhiều thế lực lớn bắt đầu chỉnh hợp ra sân, đối với hàng tuyệt mà nói, ngược lại là chuyện tốt, hỗn độn càng loạn, thân phận của hắn càng khó bại lộ. Hàng thác có thể nói ra ý đồ của ma tổ chứng tỏ ma tổ không dùng thủ đoạn nào đó tẩy não hắn, nếu không hắn nhất định sẽ giữ bí mật cho ma tổ. Ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Con đường này sẽ rất gian khổ, cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Hàng tuyệt hỏi. Hàng thác kiên nghị nói lúc ban đầu ta cự tuyệt về sau ma tổ cho ta nhìn thấy rất nhiều chuyện ta mới quyết định đi theo nếu ma tổ thật sự có tu vi đảo lộn tất cả khi đó ta sẽ nhờ ma tổ bảo toàn ẩn môn nhất mạch nếu ma tổ thất bại ta sẽ tự đoạn quan hệ với ngài tuyệt không mang tới phiền phức cho ngài cái này quả thật giống như đầu tư bất kể như thế nào hàng tuyệt cũng không thiệt cả đời này của hàng thác đã mất đi quá nhiều người thân nhân chỉ còn lại hàng tuyệt mà hàng tuyệt quá cường đại hắn căn bản không có năng lực báo đáp hàng tuyệt, so với như vậy, không bằng cùng lăn lộn với ma tổ, tranh thủ một đường sinh cơ cho hàng tuyệt. Hàng tuyệt trầm mặt, hắn có thể cảm nhận được chân tình thực ý của hàng thác. Chỉ là tiểu tử này không khỏi quá coi thường ta rồi. Hàng thác hơi cúi đầu, nói khẽ. Tuy ngươi một mực bảo hộ ta, nhưng kỳ thật trong lòng ngươi căn bản không chờ mong gì ta. Hàng tuyệt nói nếu không chờ mong thì vì sao lại cứu ngươi? Hàng thác nói, chỉ vì ta là con trai của ngươi, chờ mong mà ta nói không liên quan tới tình thân, tựa như ngài, bảo hộ nhiều người như vậy, thủy chung khổ tu, không phải là không tín nhiệm bất kỳ ai, chỉ tín nhiệm bản thân mình thôi ư. Ở trong lòng ngươi, vĩnh viễn không chờ mong người khác có thể cứu ngươi, ngươi chỉ tin bản thân mình có thể bảo hộ mình. Hàng tuyệt lại trầm mặt. Không thể không nói, tiểu tử này xem như đã nhìn thấu hắn rồi. Hàng tuyệt quả thật không có chờ mong quá lớn đối với bất kỳ ai, hắn bồi dưỡng quân đoàn ma thần, chỉ là để sau này giúp hắn giảm bớt phiền phức, hắn cũng không kỳ vọng gì vào ẩn môn, quân đoàn ma thần có thể cứu hắn lúc nguy nan. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không để mình lâm vào trong tuyệt cảnh. Đây cũng là nguyên nhân hắn đã như vậy cường đại, lại vẫn một mực bế quan. Phụ thân, để ta thử đi. Hàng thác nhìn chầm chầm hàng tuyệt, Gần từng chữ Hình tượng của hai người quả thật giống cha con Có điều hàng thác giống như già hơn Hàng tuyệt nói Được, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi Có điều nếu ma tổ dám uy hiếp đến ta Ta sẽ không thủ hạ lưu tình với hắn Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng cầu tình cho hắn Hàng thác bất đắc dĩ nói Sao ta lại cầu tình cho hắn Ta chỉ là vì mình Cũng không có hảo cảm gì đối với hắn Hàng tuyệt bỏ lại một câu rồi giải trừ mộng cảnh. Nếu thực sự gặp phải tử cảnh, tùy thời kêu gọi ta. Trên một mảng thổ địa hoang vu, ngẩng đầu chính là tinh không rực rỡ. Hàng thác đã tọa trên gò núi, hắn mở mắt, trong lòng vừa cảm động vừa khổ sở. Ngài vẫn cảm thấy ta không được. Gió lạnh thổi qua, tóc trắng của hắn bay phất phới. Di thiên bỗng nhiên đi tới, hắn cũng giống như hàng thác, hình tượng đều phát sinh biến hóa, mặt giáp đen dữ tợn, tóc đen dài tới gót chân, vẻ mặt cuồng bạo, cho dù không nói gì cũng khiến người ta cảm thấy rất ngông cuồng. Đang nghĩ gì thế, mà tổ chắc sẽ kết thúc rất nhanh, tên gia hỏa đó đúng là ghê tởm, ăn cả thi hài của hỗn độn ma thần cổ xưa. Di Thiên ngồi xuống bên cạnh bên cạnh, nói. Hàng thác hỏi. Di Thiên, ngươi có từng nghĩ tới bản thân tu luyện là vì gì, cả đời này sống là vì gì không? Di Thiên sửng sốt, cười nói đương nhiên ta muốn trở thành tồn tại cường đại nhất giống như tề thiên đại thánh mà ngươi từng kể hàn thác buồn bã nói tề thiên đại thánh cuối cùng trở thành đấu chiến thắng phật di thiên tự tin cười nói vậy là hắn thất bại rồi nếu ta thành công ngay cả như lai cũng phải quỳ trước mặt ta hàn thác nhìn nụ cười của hắn không khỏi xuất thần di thiên dường như vĩnh viễn lạc quan vô tâm vô phế như vậy Di Thiên cảm nhận được cảm xúc của hắn, vỗ vai hắn, cười nói. Đừng cả ngày nghĩ tới cái có cái không, ngươi con mẹ nó còn có cha để dựa vào, có phải ngươi biết mình sẽ không thể chết được, cho nên muốn tìm không thoải mái cho mình không? Hàng thác cười mắng. Ngươi thì biết cái gì, ta là đang suy nghĩ, suy nghĩ đó, ngươi hiểu không? Di Thiên nhếch miệng cười nói. Chờ lão tử vượt qua ngươi, dẫm ngươi dưới chân, Ngươi ngay cả tinh lực để suy nghĩ cũng không có đâu, chỉ có thể nghĩ làm thế nào để vượt qua lão tử. Bất kỳ tồn tại nào, chỉ cần có linh trí, luôn sẽ gặp phải thời khắc mê mang. Hàng tuyệt biết rõ điểm này, hắn cũng thường xuyên mê mang. Ví dụ như hiện tại, hắn đối mặt với lục viên ma tổ chỉ có 6 thành phần thắng, mấu chốt là lục viên ma tổ vẫn đang khôi phục thực lực. Thế này không tốt. Hàng tuyệt không thể không lấy ách vận thư và thiên đạo linh thạch ra, bắt đầu dung hợp. Sau đó, hắn lại báo mộng cho tà thiên đế. Mộng cảnh vẫn là rừng cây nhỏ ngoài ngọc thanh thánh tông. Tà thiên đế mở mắt, nhìn thấy hàng tuyệt, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Hắn nói trước. Xin lỗi, trẫm không bảo vệ tốt con trai của ngươi. Cười nói cười nói. Nên là ta xin lỗi ngươi, đầu óc của tiểu tử này không bình thường, đã thương đến ngươi, đừng trách hắn. Lắc đầu lắc đầu nói sao trẫm lại trách hắn, công lao của hắn đối với thiên đình đã đủ lớn rồi, thực sự muốn rời khỏi, trẫm cũng sẽ không ngăn cản, huống hồ đã thương trẫm kỳ thật không phải hắn, chủ yếu là là lực lượng của ma tổ thông qua nhục thân của hắn đã thương đến trẫm, lúc ấy hắn cũng rất hoảng hốt, rất tự trách, trẫm có thể nhìn ra được. Nhắc tới cảnh tượng lúc đó, tà thiên đế thổn thức không thôi. Kỳ thật tình huống như vậy hắn đã sớm trải qua rồi. Người phải đi lên cao, hắn từng đưa không ít thiên kiêu đến môn phái thánh nhân, cho nên cũng không cảm thấy đã kích. Hàng tuyệt hỏi. Lúc ấy vì sao không kêu gọi ta? Tà thiên đế trả lời. Vị ma tổ này không đơn giản, cực kỳ cổ xưa, từng ở cùng một thời đại với bàn cổ, sau đó hóa thành tâm ma của đạo tổ, mặc dù bị đạo tổ chặt đứt, nhưng hắn và đạo tổ đã thành lập liên hệ không thể phân tách, đạo tổ không chết, hắn cũng không chết, tồn tại như vậy trẫm không hy vọng để ngươi phải dính vào. Hàng tuyệt nhíu mày, hoa trương như vậy à. Đạo tổ chính là một trong những bốt cuối cùng của hàng tuyệt. Khó đối phó. Tà thiên đế nói. Theo ma tổ, hàng thác quả thật có thể trở nên mạnh hơn, hắn đã kiên định rồi, vậy cứ để hắn đi đi. Tuy ngữ khí của hắn có chút tiếc nuối, nhưng lại tràn ngập chờ mong. Ồ, dường như ngươi đánh giá ma tổ rất cao. Hàng Tuyệt hỏi. Tà Thiên Đế nói. Đúng vậy, nếu là đạo ma chi tranh sau thiên địa sơ khai, là ma tổ thắng, hắn chính là đạo tổ, hiện giờ thiên đạo chưa chắc đã kém hơn, trong lòng vị ma tổ này một mực có chí nguyện to lớn, không phải chỉ đơn thuần là trở nên mạnh hơn, hắn cũng có khát vọng đối với hòa bình. Trước khi bàn cổ khai thiên tích địa, ba ngàn ma thần trong hỗn độn không phải đều hiếu chiến, vị ma tổ này chính là một trong những tồn tại ghét chiến tranh, chỉ tiếc là thân bất do kỹ. Hàng tuyệt trầm mặt. Nghe TH dường như lại là một cố sự bi thương. Tà thiên đế cười nói. Tạm thời không cần quan tâm tới ma tổ, tự có người đối phó hắn, về phần thác nghi trẫm cảm thấy hắn có đại khí vận, không chỉ là hắn, còn cả di thiên, rất nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh, hai người này đều dựa vào chính mình để vượt qua, trong nhận thức của trẫm, người có thể một mực tìm được đường sống trong chỗ chết, lại không ngừng trở nên mạnh hơn đều là đại khí vận giả, hơn nữa trẫm có một loại cảm giác. Thác Nhi và Di Thiên sau này sẽ khiến toàn bộ hỗn độn chấn đoán, bọn họ chưa chắc đã. Kém hơn ngươi. Hàng Tuyệt cười ha ha hỏi. Thế a? À? Hắn đột nhiên hiểu vì sao hàng thác lại ủy khuất. Một bên là tà thiên đế điên cùng đánh tiếp gà với hắn, một bên là phụ thân như hàng tuyệt. Ha ha ha, thác nhi trở nên mạnh hơn, ngươi là phụ thân cũng thơm lây, đúng rồi, không phải ngươi còn có một nhi tử à. Nếu ngươi không muốn nuôi thì có thể giao cho trẫm. Trên mặt tà thiên đế lộ ra vẻ chờ mong. Hắn đúng là rất chờ mong tiểu nhi tử thần bí đó của hàng tuyệt, không ngờ có thể dẫn tới huyết mạch cộng hưởng với hàng thác, ít nhất thì thiên tư cũng ở trên hàng thác. Hàng tuyệt tức giận nói. Sao ngươi cứ nhìn chầm chầm vào con ta thế, tư chất của tiểu tử đó không được, căn bản không thể so với hàng thác hơn nữa mẹ nó cả ngày mang theo nó không nỡ để nó rời khỏi thế à đáng tiếc trẫm cảm thấy tư chất của hắn nhất định rất được chỉ là không được phát hiện ra mà thôi sau này có cơ hội sẽ đưa tới tay ngươi để ngươi mở mang bờ cõi ngươi nói cứ như trẫm chiếm tiện nghi của ngươi vậy đâu có đâu có thiên đế bệ hạ đại công vô tư sao ta dám nghĩ như vậy xú tiểu tử quên mất ngươi trước kia là tất cung tất kính thế nào ở trước mặt trẫm à, cánh cứng rồi, không cho trẫm mặt mũi nữa sao? Sao có thể? Hai người bắt đầu đấu võ miệng, nụ cười trên mặt không hề biến mất. Hàng tuyệt mở mắt, sau khi tán gẫu với tà thiên đế xong, hắn liền từ bỏ ý định đi tìm ma tổ. Trước tiên cứ thả cho hắn một đoạn thời gian. Hàng tuyệt đang muốn nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ dao động kỳ quái. Hắn đột nhiên liếc mắt ánh mắt xuyên qua từng tòa kiến trúc, dừng lại ở trên phù tan thụ, chỉ thấy không gian xung quanh phù tan thụ đang vặn vẹo kịch liệt. Hàng tuyệt lập tức tới trước phù tan thụ, hắn vừa muốn hành động. Phù tan thụ bỗng nhiên biến mất. Phù tan thụ cao mấy mấy vạn trượng đột nhiên biến mất, tạo thành trùng kích thị giác cực lớn, thủ vệ đạo tràng, A Đại, Tiểu Nhị, hắc ngục kê ở trên cây nhao nhao rơi xuống, tất cả đều ngây đơ. Cùng lúc đó, bất an trong lòng hàng tuyệt cũng biến mất hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra lúc trước hắn cảm thấy tâm thần không yên, không phải là vì hàng thác, mà là vì phù tan thụ. Hắn sử dụng thí luyện mô phỏng, kiểm tra chung quanh, không phát hiện cường địch thần bí. Hắn cũng không dám tùy tiện đuổi theo, nếu thực sự có đại năng thần bí xuất thủ, vậy có thể xuyên qua trận pháp là đáng sợ cỡ nào. Hàng tuyệt bỏ lại một câu rồi liền biến mất. Các ngươi tiếp tục tu luyện, việc này coi như chưa từng phát sinh hắn trở lại trong đạo quán, bắt đầu suy tính. Rất nhanh, hắn liền bắt giữ DC si phù tan thụ. Phù tan thụ dẫu sao cũng yếu hơn hàng tuyệt, hàng tuyệt cũng không cần sử dụng công năng diễn hóa, dựa vào chính mình cũng có thể tính được. Chỉ là hàng tuyệt không ngờ phù tan thụ lại cách xa thiên đạo như vậy. Còn xa hơn thái sơ lĩnh vực. Phù tan thụ xuất hiện trong một mảng không gian tăm tối có hỗn độn chi khí cuồn cuộn, xung quanh không có sinh linh cành cây của nó bắt đầu rung rung, lá cây không ngừng rụng xuống, sau đó hóa thành tro bụi, hình thành từng ánh sao thắp sáng tình cảnh chung quanh. Hàng tuyệt không tính được tồn tại khác, chẳng lẽ là tự mình muốn rời khỏi. Nhưng nó nào có bản sự này? Là ai giúp phù tan thụ chạy ra khỏi bách nhạc tiên xuyên? Cần khấu trừ một ngàn vạn ức năm, có tiếp tục không? Sáng tạo đạo giả. Tiếp tục. Tâm hàng tuyệt chìm vào đáy cốc. Không gian bản nguyên, Phù tan thụ vô cùng muốn hóa hình, xúc động tới không gian bản nguyên, dưới sự ý nguyện của nó, phù tan thụ đi tới khu vực nguyên thủy của hỗn độn, chuẩn bị thân hóa vạn vật, dựa vào đại đạo công đức để hóa hình. Hàng tuyệt nhìn thấy dòng tin tức này, vẻ mặt không khỏi trở nên phức tạp. Phù tan thụ quả thật từ rất sớm đã đề cập tới muốn hóa hình, nhưng nó chính là thần thụ thái cổ, có quy tắc đặc thù chế ước, cho dù hàng tuyệt là đại đạo thánh nhân cũng không thể giúp nó cường hành hóa hình hắn từng đề xuất ý kiến để phù tan thụ từ bỏ thân cây, nhưng phù tan thụ không lập tức đồng ý. Hàng tuyệt vốn định hỏi phù tan thụ, nhưng lại không biết nên hỏi gì. Hiện giờ đạo tràng đã không cần phù tan thụ cung cấp linh khí, hắn đã không giúp được phù tan thụ, sao không để phù tan thụ đi tìm con đường của mình. Hàng tuyệt thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Không phải hắn thương tâm, chỉ là có chút cảm khái. Đám người chu phàm, hàng thác, phù tan thụ, ba người đạo chí tôn đều bắt đầu một mình đảm đương một phía có con đường mà mình muốn theo đuổi bọn họ không còn là kẻ yếu cần dựa vào sự che chở của hàng tuyệt nữa một khi đã như vậy ta sẽ ôm chờ mong đối với các ngươi hy vọng tương lai các ngươi có thể mang tới kinh hỷ cho ta nhưng các ngươi là không thể vượt qua ta đâu hàng tuyệt lẩm bẩm ánh mắt vô cùng kiên định sự biến mất của phù tan thụ tạo thành chấn động trong bách nhạc tiên xuyên có điều hàng tuyệt không nói gì, rất nhanh các đệ tử cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Bọn họ cho rằng sự biến mất của phù tan thụ là hàng tuyệt làm ra. Hàng tuyệt thì tiến vào trạng thái tu hành. Thời gian cứ vậy trôi qua từng năm. Thương hải tan điền, năm tháng như thoi đưa. Năm vạn năm trong giây lát đã lướt qua. Hàng tuyệt mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Mấy trăm năm trước, huyền đô thánh công truyền âm cho hắn, nói khi nào hắn kết thúc bế quan thì tới càng khôn điện. Hàng tuyệt trực tiếp nhảy vào trong càng khôn điện, huyền đô thánh tôn mở mắt, sau đó truyền âm cho thánh nhân khác. Ngồi bên cạnh huyền đô thánh tôn, hàng tuyệt khẽ cười nói. Gần đây tu vi tăng trưởng không ít nhỉ. Huyền đô thánh tôn mỉm cười nói. Toàn là nhờ vào thiên đạo khí vận, không chỉ là ta thánh nhân khác cũng có tiến bộ. Trước khi thiên đạo bắt đầu lại, các thánh nhân qua mấy trăm ức năm, tu vi cũng chưa chắc đã tăng trưởng. Rất nhanh, thánh nhân khác lục tục tới. Thiên đạo lại có thêm một vị thánh mới, đến từ Phật Môn, chính là thần uy Phật tổ sớm đã nổi tiếng. Hiện giờ Phật Môn đã có ba vị thánh nhân. Cầu Tây Lai bắt đầu phát lực rồi. Đối với điều này, thánh nhân khác cũng không có gì để nói, thần uy Phật tổ quả thật lợi hại, bất kể là tu vi, khí vận, hay là uy danh, ở đương kim tiên giới đều có thể tính là riêng một ngọn cờ nếu ngay cả hắn cũng không thể chứng đạo, vậy thì đúng là không biết nói gì. Trước kia hàng tuyệt cũng có nghe nói tới tên của thần uy Phật tổ, hôm nay vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy. Từ khi tên của thần uy thiên thánh truyền ra, thần uy Phật tổ không ngờ bị cho rằng là đệ tử của thần uy thiên thánh. Thần uy Phật tổ cũng không phủ nhận, hắn đã từ chỗ cầu Tây Lai biết được Phật môn xếp hàng thế nào. Đợi tất cả thánh nhân ngồi xuống, huyền đô thánh tôn mở miệng nói. Trước tiên phải nói tới trăm phương thiên địa kết minh lúc trước, đã bước đầu đạt thành ước định đồng minh, sau này sẽ cùng tiến cùng lui, thiên đạo xem như là một trong các minh chủ chủ yếu. Hàng tuyệt không có hứng thú với giao tiếp trong thiên địa, thế là liền điều ra bưu kiện để xem. Đồ tôn sở thế nhân của ngươi truyền bá vật lý, Phật chi đại đạo tăng cường. Bạn tốt khổng tước thần quân của ngươi bị bạn tốt đế gian của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt đế tuấn của ngươi luận đạo với đại năng thần bí, đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt tần linh của ngươi dung hợp thiên đạo khí vận, tu tập thiên đạo thần thông. Bạn tốt thiên ách đại đế của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt mệnh vận đạo nhân của ngươi quan trắc hỗn độn mệnh vận trường hà, cảm ngộ vận mệnh chi đạo. Bạn tốt tỳ thiên lão tổ của ngươi cảm ngộ nhân quả đại đạo, đạo hạnh tăng trưởng. Hàng thác con ngươi được đại năng thần bí chỉ điểm, tu tập đại đạo thần thông bạn tốt di thiên của ngươi được đại năng thần bí chỉ điểm tu tập đại đạo thần thông giới bằng hữu càng lúc càng thú vị rất đặc sắc từ đó cũng có thể nhìn ra thế cục hỗn độn đang phong vân biến ảo bỗng nhiên bỗng nhiên nhíu mày đại đạo lượng kiếp sẽ không tới trước chứ không đến mức như vậy chỉ cần hồng mông ma thần không xuất hiện đại đạo lượng kiếp sẽ không mở ra nhiều nhất là xuất hiện trước mấy lần lượng kiếp bình thường Hàng Tuyệt nhìn thấy hàng thác, Di Thiên đều tu tập đại đạo thần thông, xem ra xem ra vẫn có nghề, cũng nghiêm túc dạy dỗ hai vị hậu bối. Hắn tiếp tục xem. Huyền Đô Thánh Tôn cũng nói xong chuyện kết minh với thiên địa khác, việc này được tính là công lớn, có tác dụng xúc tiến đối với thiên đạo phát triển ở hỗn độn, việc này hoàn toàn là Huyền Đô Thánh Tôn chủ đạo, cho nên càng chứng minh sự anh minh và năng lực của hắn. Các thánh mới đều tràn ngập kính sợ đối với Huyền Đô Thánh Tôn. Không hổ là đại năng có thể cùng cùng ngồi cùng ăn với thần uy thiên thánh." Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, "Gần đây hỗn độn lại xuất hiện hai cổ thế lực cường đại, một là ma tổ trốn thoát từ trong cổ hoang, hắn đang chiêu binh mãi mã khắp nơi, đối tượng thu nạp chủ yếu là thiên kiêu trẻ tuổi, việc này thiên đạo cũng cần phòng bị nhiều thêm, hai là Vĩnh Hằng thần tộc, Vĩnh Hằng thần tộc đều là Vĩnh Hằng thần linh, cái gọi là Vĩnh Hằng thần linh chính là một loại thần linh siêu thoát." mặc dù không nắm giữ quy tắc bằng đại đạo thần linh, nhưng cũng vô cùng cường đại. Vĩnh hằng thần linh tên sao nghĩa? Vậy, tồn tại vĩnh viễn, mỗi một vị vĩnh hằng thần linh đều là tồn tại không giết được. Khi nhắc tới ma tổ, các thánh liếc về phía tiêu đại đế. Tiêu đại đế vẫn mặt không biểu tình, giống như ma tổ không có liên quan gì tới hắn. Hàng tuyệt thì cảm thấy hứng thú với vĩnh hằng thần linh. Hắn nhớ rõ đế tuấn chính là vĩnh hằng thần linh, chẳng lẽ đế tuấn cũng không giết được làm thế nào để tru sát vĩnh hằng thần linh hàn tuyệt hỏi thầm trong lòng cần khấu trừ hai ngàn ức năm thọ mệnh có tiếp tục không tiếp tục tru sát bản tôn và vĩnh hằng đạo quả của hắn vĩnh hằng đạo quả cái gọi là đạo quả giống nhau là quy tắc hỗn độn ví dụ như hỗn nguyên đạo quả của thánh cảnh đạo quả chính là kết quả pháp lực ngưng tụ in thần thông muốn chứng đạo phải để đạo quả cảm ngộ đại đạo, thuế biến thành hỗn nguyên. Vĩnh hằng đạo quả đại biểu cho vĩnh hằng quy tắc. Quy tắc và đại đạo là khác nhau thế nào? Hàng tuyệt không tiếp tục sử dụng công năng diễn hóa, mấy vấn đề này, hắn có thể tìm kiếm đáp án trong tu hành, không cần thiết phải lãng phí thọ mệnh. Các thánh bắt đầu thảo luận làm thế nào để phòng bị hai cổ thế lực cường đại này áp sát, vĩnh hằng thần tộc tạm thời có thể mặc kệ, cách thiên đạo rất xa, nhưng ma tổ thì khác, trong thiên đạo đã có ma tộc, ma tu nhiều vô số kể tồn tại. Tiêu đại đế nói, ta sẽ thống nhất ma đạo, sẽ không cho ma tổ cơ hội. Cầu Tây Lai âm dương quái khí nói, không biết tiêu đạo hữu có liên hệ với ma tổ không? Tiêu đại đế hậm hực nói, nếu thực sự là có, khi thiên đạo gặp kiếp nạn, ta đã sớm rời đi rồi, việc gì cứ phải khổ cực bảo vệ thiên đạo. Thánh nhân khác cảm thấy có lý thánh nhân thế hệ trước cơ hồ đều chặt đứt liên hệ với bối cảnh của mình, tuy về sau có kết giao lại, nhưng bọn họ đã không còn răm rắp nghe theo những đại đạo thánh nhân đó nữa. Hiện giờ bọn họ thuộc về thiên đạo. Tiếp tục quán triệt tinh thần tu hành vì thiên đạo mà chiến, đây là biện pháp tốt nhất, tất nhiên có thiên kiêu sẽ bị kéo đi, nhưng chúng ta có thể bảo đảm là đại bộ phận thiên kiêu tâm gắn chặt vào thiên đạo. Vô pháp thiên tôn mở miệng nói. Thánh nhân khác nhau nhau lên tiếng. Hàng Tuyệt không nói chen vào, việc này không khiến hắn cảm thấy hứng thú, hắn lười chẳng muốn nhúng tay, tin rằng các thánh nhân có thể xử lý tốt. Huyền Đô Thánh Tôn cố ý gọi hắn đến, chắc về sau còn có đại sự. Ngay khi các thánh đang thảo luận, ngoài điện truyền đến một đạo thanh âm vô cùng to rõ. "Ta chính là hậu duệ của bàn cổ, Hạ Chí Tôn, hôm nay đặc biệt đến khiêu chiến thánh nhân." Lời này vừa được nói ra, biểu cảm của các thánh trở nên cổ quái. Hàng tuyệt buồn cười lắm. Còn có loại trò hay này để xem à. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi. Hạ Chí Tôn là đệ tử của ai? Trượng Cô Tinh lúng túng nói. Thiên kiêu của thần cung, tư chất của hắn cực cao, ở trong thần cung cũng coi như là số một số hai, từ sau khi hắn đánh khách trong thần cung vô địch thủ, tâm tính bành trướng, không để bất kỳ ai vào mắt, hắn cảm thấy mình có thể siêu việt bàn cổ, tổ của hắn. Siêu việt bàn cổ trên mặt các thánh nhân lộ ra vẻ kinh thường. Vô Pháp Thiên Tôn nói, giết đi, để tránh ngày sau trở thành mầm tai vạ. Trượng Cô Tinh vội vàng nói, tuy kẻ này cùng vọng, nhưng không nên giết, hắn chỉ muốn thử lực lượng của thánh nhân, không đáng bị trực tiếp tru sát, huống hồ nếu hắn trưởng thành, cũng là một đại chiến lực của thiên đạo. Từ đố đạo âm dương quái khí nói, không giết, vậy cũng phải khiển trách một chút, nếu không uy nghiêm của thánh nhân ở đâu, hôm nay đến một vị hạ chí tôn, ngày sau lại đến một trần chí tôn, khổng chí tôn, đường chí tôn, chẳng phải là loạn cả lên à. Đúng vậy, khiêu chiến thánh uy, phải khiển trách. Khiến hắn chuyển thế trùng tu. Quá độc ác rồi, bồi dưỡng một vị thiên kiêu cũng không dễ dàng gì. Thiên đạo còn thiếu thiên kiêu à. Mấu chốt là chúng ta có cần xuất thủ hay không, nếu xuất thủ thì chẳng phải là ý lớn hiếp nhỏ à các thánh bắt đầu thảo luận về hạ chí tôn. Hàng tuyệt nghẹn lời rồi, nói. Đừng vì nhỏ mà bỏ lớn, xem hành vi tiếp theo của hắn thế nào, rồi quyết định đi. Theo hắn, đây là một chuyện nhỏ, không cần thiết phải trở thành tiêu điểm để các thánh cùng thảo luận. Các thánh cười cười, sau đó tiếp tục thảo luận về chuyện lúc trước. Cùng lúc đó, ngoài điện, một nam tử áo trắng đứng trong hư không, tướng mạo của hắn tuấn lãng, diện mạo hiên ngang, trong mỗi cái giơ tay nhất chân đều tỏa ra khí phách cường giả. Hạ Chí Tôn, đệ nhất thiên kiêu của thần cung. Hắn tự nhận cũng là đệ nhất thiên kiêu của thiên đạo. Từ khi sau khi thành tựu Đại La, tung hoành tiên giới, khiêu chiến cường giả khắp nơi, chưa từng chiến bại, tu vi của hắn cũng đang một mực đề thăng, mười vạn năm trước, hắn còn từng đi tới hỗn độn lan bạc, trong cùng cảnh giới vẫn chưa gặp phải địch thủ. Hắn đột nhiên muốn khiêu chiến thánh nhân. Nhưng trong hỗn độn cuồn cuộn, muốn gặp được thánh nhân là cực kỳ khó. Hắn chỉ có thể trở lại thiên đạo, ít nhất cũng biết được thánh nhân đều ở Tam thập Tam trọng thiên ngoại. Vì sao không để ý tới ta? Hạ Chí tôn nhíu mày, hắn cũng biết hành vi của mình có chút đường đột, nhưng hắn đúng là không khắc chế được cảm xúc muốn khiêu chiến thánh nhân. Hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong đạo tràng của mỗi thánh nhân ở Tam thập Tam trọng thiên ngoại đều có đệ tử đang tu luyện đều là cường giả của tiên giới, nếu hắn cứ như vậy rời đi, vậy chẳng phải là mất mặt, khiến chúng sinh nhạo bán à. Nếu hắn tự tiện xông vào đạo tràng của thánh nhân chẳng phải là đắc tội với thánh nhân sao? Hắn có lợi hại tới mấy, cũng không thể là đối thủ của một đám thánh nhân. Trong lòng Hạ Chí Tôn có chút hối hận. Hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục chờ đợi. Sau mấy canh giờ, các thánh nhân đã thương thảo xong làm thế nào để củng cố lòng trung thành của các thiên kiêu đối với thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía hàng tuyệt, nói. Thiên đạo bắt đầu lại đã được trăm vạn năm, cũng nên có lần lượng kiếp đầu tiên, tần linh vốn nên tạo ra lượng kiếp lại không ở trong thiên đạo. Khác với trước khi thiên đạo bắt đầu lại, hiện giờ lượng kiếp chủ yếu là để chúng sinh phát tiết, hiện tại mặc dù hòa bình, nhưng có rất nhiều người tu hành lợi dụng quy tắc hòa bình để ức hiếp người nhỏ yếu. Thái Bình Thịnh Thế Chân chính là rất khó thực hiện. Hàng Tuyệt hỏi. Lượng kiếp là hình thức gì? Huyền Đô Thánh Tôn nói. Ta nghĩ mãi rồi, trực tiếp mở ra chiến tranh cũng không phải chuyện tốt, những quy củ lượng kiếp cũng theo thiên đạo cũ mà mất đi, ta tính dùng nhân tộc, thần cung, Phật môn làm chủ, để tần linh chuyển thế thành một phàm nhân, vì khi còn trẻ chịu đủ cực khổ, tộc nhân bị đệ tử cửa Phật ngộ sát khi hàng yêu phục ma, mang theo thân thế này cơ duyên xảo hợp gia nhập thần cung, trở thành thiên kiêu. Tần Linh vì báo thù, muốn lật đổ Phật môn, trong lúc này, giáo phái, chủng tộc thánh nhân khác có thể gia nhập, hoặc ủng hộ Tần Linh, hoặc ủng hộ Phật môn, Phật môn cũng muốn duy trì quy tắc hòa bình. Sau một hồi đại chiến, lượng kiếp chi tử của Phật môn tự vẫn bỏ mình, phát ra chí nguyện to lớn, dẫn tới chúng sinh bi thương, kiên định lòng hòa bình của thiên đạo, Tần Linh ngộ đạo, đạo tâm thông thấu hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện mình đã gây ra sai lầm lớn, liền quy y Phật môn, ngày sau phát huy Phật lý hòa bình của Phật môn. Kịch bản này không tồi. Trong lòng hàng tuyệt cảm thấy hài lòng, tương đương với mạ vàng, độ danh khí cho tần linh. Tiền kỳ có thể Phật môn sẽ bị phỉ nhổ, nhưng sau khi lượng kiếp kết thúc, Phật môn sẽ lại được tẩy trắng, thậm chí có được đại lượng đệ tử gia nhập. Tần Linh chính là đồ tôn bảo bối nhất của Hàng Ngọc, Hàng Tuyệt tất nhiên không thể để Tần Linh chịu thiệt. Hàng Tuyệt nói. Nhục thân của Tần Linh ở lại ẩn môn, hồn phách chuyển thế, khi hắn báo thù không đánh lại đại năng Phật môn, tâm sinh tuyệt vọng, sau đó được Lý Huyền áo báo cho bối cảnh của kiếp trước, thế là liền tới Bách Nhạc Tiên Xuyên, quỳ bái cầu xin lực lượng cường đại, ta sẽ trả lại nhục thân cho hắn, để hắn thoát ly nỗi khổ phàm trần, đồng thời khôi phục thực lực, kết thúc lượng kiếp. Huyền Đô Thánh Tôn khen ngợi chủ ý này tốt. Thánh nhân thế hệ trước khác cũng đồng ý, cầu Tây Lai thì không có ý kiến, nhìn thì là Phật môn chịu thiệt, nhưng chỉ cần lượng kiếp thuận lợi, lợi ích của Phật môn ngược lại là lớn nhất. Buông giao mổ, đạp địa thành Phật. Lý niệm chủ yếu của Phật môn chính là vì sự thái bình của chúng sinh. Thánh nhân lứa mới đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Đây là chân tướng của lượng kiếp à. Thánh nhân đã định ra toàn bộ quá trình, bao gồm cả kết cục thánh mới nhớ lại những lượng kiếp trong truyền thuyết không khỏi cảm thấy sợ hãi trong minh minh đều có định số vô pháp thiên tôn cười nói vừa hay ngoài cửa không phải đang có một hậu bối lỗ mãn à không bằng để hắn đánh với tần linh một trận lại lưỡng bại câu thương hai thiên kiêu tuyệt đỉnh đương thời vì tranh đoạt thánh vị mà cùng nhau vẫn lạc trở thành giai thoại lưu danh vạn thế mang theo bối cảnh truyền kỳ như vậy chuyển thế không phải cũng có ý nghĩa sâu sắc sao Cầu Tây Lai cười nói. Ta tán thành. Trượng cô Tinh muốn nói lại thôi. Đây là muốn hạ chí tôn phải chết. Có điều cũng không tính là chết hoàn toàn, sau khi lượng kiếp kết thúc, vẫn có thể sống lại. Nhưng hắn sợ bị các thánh nhân cho vào bẫy. Trượng cô Tinh nhìn về phía hàng tuyệt, ánh mắt có ý xin giúp đỡ. Hàng tuyệt nói. Ta cảm thấy có thể làm được, kiếp sau, hạ chí tôn chính là huynh đệ tốt nhất của tần linh ở thần cung, hai huynh đệ cùng đối kháng Phật môn, cuối cùng trở về thần cung. Ngụ ý là hắn sẽ bảo vệ hạ chí tôn. Các thánh nhân đừng dở trò. Trượng cô tinh thở vào nhẹ nhõm, hướng ánh mắt cảm kích về phía hàng tuyệt. Thánh nhân khác nhau nhau khen hàng tuyệt nhân đức. Tấn thần nhìn mà thầm cảm thán. Quyền lực xấu xí. Hạ chí tôn còn nhắc tới bàn tâm, dù sao cũng là hậu duệ bàn cổ, đáng tiếc bàn tâm gần đây không ở thiên đạo, có điều có được sự đồng ý của hàng tuyệt, vậy TH không thành vấn đề, lượng kiếp đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Việc lượng kiếp được định ra như vậy. Hàng tuyệt biến mất. Hắn vừa đi, các thánh nhân đều trầm tĩnh lại, bắt đầu có nói có cười, không còn vẻ nghiêm túc như lúc trước. Lý Thái cổ ý vị thâm trường nói. Trượng cô tin, sự quản giáo của ngươi đối với thần cung vẫn quá lỏng lẻo, hôm nay hạ chí tôn có thể thoát khỏi một kiếp, hàng tiền bối còn có thể cứu hạ chí tôn lần thứ hai không? Trượng cô tinh thở dài nói. Quả thật nên quản giáo nghiêm thêm. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi giáo huấn hạ chí tôn. Trên cuộc thương nghị thánh nhân hôm nay, hắn xem như mất hết mặt mũi rồi. Trở lại trong đạo quán, hàng tuyệt báo mộng cho chu phàm, nói lại chuyện lượng kiếp, lại sai hắn chuyển cáo cho tần linh, bảo tần linh tranh thủ thời gian trở về. Tần Linh ở trong thiên đạo khí vận sẽ chịu khổ, nhưng sau khi lượng kiếp kết thúc sẽ đạt được thiên đạo khí vận khổng lồ, có thể tăng trưởng tu vi, đồng thời danh tiếng của hắn sẽ được lưu truyền vạn thế trong thiên đạo, không ngừng hấp thu tín ngưỡng, lợi ích vô cùng. Đây là thánh nhân à? Thú vị! Hàng tuyệt mở mắt, lẩm bẩm. Không thể không nói, khâm định vận mệnh của người khác thậm chí và vận mệnh của chúng sinh như vậy, cảm giác rất mỹ diệu, chẳng trách các thánh nhân đều trầm mê trong đó. Hàng tuyệt không tính là người lương thiện nhưng cũng không phải ác nhân, lượng kiếp đặt ra như vậy theo hắn là rất tốt, vẫn tốt hơn là tích tụ mâu thuẫn, sớm muộn gì cũng làm loạn trật tự. Muốn khiến cho cả thiên đạo bảo trì xu thế phát triển khá tốt, dù sao cũng phải có hy sinh. Hàng tuyệt bắt đầu quan trắc thiên đạo, thu hết chúng sinh bách thái vào trong mắt. Hoang hồn của tiên giới, chư thiên vạn giới, đúng là tăng nhiều, tuy tạm thời không ảnh hưởng đến đại thế thiên đạo nhưng tăng tốc như vậy quả thật là không thể lạc quan. Chẳng trách huyền đô thánh tôn muốn bắt đầu trù bị lượng kiếp. Thiên địa thương mang, mây đen cuồn cuộn, giống như có cự long đang lăn lộn. Trong dãy núi, có một sơn cốc rộng lớn, núi lớn xung quanh giống như ngón tay, lòng bàn tay hướng lên trời. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.